Trương Tam Phong dị giới du chương 255, Thanh Long chi nộ, 7. Đây là một buổi tối âm u mất đi ánh sáng của ánh trăng do bị mây đen che mờ làm cho con người ta cảm thấy rùng rợn. Giữa khung cảnh ấy hiện ra một hắc ảnh ở chân núi phía nam lưỡng tí sơn. Bộ dáng hắn là một người chim đã mọc cánh, bất quá tuyệt đối không phải là thiên sứ, bởi vì đôi cánh của hắn giống như cánh của loài dơi, do một tầng màng thịt đen kịch tạo thành. Trên thân còn mặc một ma pháp bào màu đen, động tác của hắn thập phần linh hoạt, tại trong rừng rậm phi hành rất nhanh mặc dù thỉnh thoảng vẫn có những nhánh cây bất chợt xuất hiện trước mắt chặn đường. Hắn phi hành vô thanh vô tức, nếu không nhìn thật kỹ thì rất khó có thể phát hiện ra, cho dù là binh lính bình thường thấy phía trên đầu chợt lóe lên, bọn hắn cũng chỉ cho là mình hoa mắt mà thôi. Ngay khi bóng đen sắp thoát ra khỏi vòng vây của thanh long quân đoàn, trốn tới vùng phía nam thì đột nhiên một đấu khí nhận màu vàng, mang theo sát khí cùng áp lực vô cùng từ phía trên đầu hung hăng đánh xuống, bóng đen trở tay không kịp vội vàng tránh ra một bên theo một tiếng hét thảm vang lên máu tươi từ một bên cánh phun ra đầy trời ha ha tiếng cười kiêu ngạo của bần đạo bất chợt vang lên trên phiến hoang sơn này theo tiếng cười của ta vô số cây đuốc cùng rất nhiều thân ảnh cường tráng xuất hiện phùng tu tư ngươi nha đi cũng không chào hỏi là sao thật là không biết suy nghĩ ha ha bần đạo cưỡi cái thứ dưới sự hô ủng của mọi ngươi Huy phong lẫm lẫm hiện ra trước mặt hắn, làm sao ngươi biết ta chạy đi. Phùng tu tư hiện tại chật vật không chịu nổi, sau khi từ trên mặt đất đứng lên thì một thân đầy bùn đất dơ bẩn, một bên cánh sau khi bị đứt còn đang tí tách chảy máu tươi, nhưng mà so sánh với khuôn mặt có đôi mắt trợn tròn của hắn thì những việc này không coi vào đâu, ha ha. Ta mỉm cười nói, heo vẫn chính là heo, chẳng lẽ chưa có nghe qua về ma pháp tiêu ký sao, khắc lý, lại là ngươi phá hư đại sự của ta. Phùng Tu Tư nhằm về phía Khắc Lý bên cạnh ta cả giận nói: "Hôm trước, khi mà Phùng Tu Tư cùng Khắc Lý đối chiến, Khắc Lý theo phân phó của ta đem một cái ma pháp tiêu ký phóng tới trên người Phùng Tu Tư, dấu hiệu này có thể tồn tại trên người Phùng Tu Tư hơn 10 ngày, chỉ cần có dấu hiệu này tồn tại, vô luận Phùng Tu Tư đi đến nơi nào, Khắc Lý cũng có thể cảm ứng được, bởi vì ma pháp tiêu ký cùng ma lực của Khắc Lý so với Phùng Tu Tư cao hơn không chỉ một bậc, cho nên phùng tu tư hoàn toàn không phát giác ra trên người mình có tồn tại có tiêu ký chết người này hơn nữa ta đã sớm dự cảm phùng tu tư để cho đội quân của mình đóng quân giữa muôn trùng vây cho nên ta mới nhận định hắn muốn trốn chạy quyết định của hắn nhất là một mình chạy đi chuẩn bị tập hợp viện quân sau này lại đến giải cứu bộ hạ của hắn mà ta sở dĩ mai phục như vậy là bởi vì hắn nếu muốn đi phương bắc thì còn phải đi qua khu phòng ngự có đệ nhất sư đoàn tương đối không an toàn mà phía nam chỉ cần đột phá vây khốn của thanh long quân đoàn rồi tiến vào vùng núi không có bố trí phòng ngự mà tại hai cái giao lộ nơi nơi là người và đuốc hắn bay không qua được bởi vậy ta mới nhận định hắn đi phía nam vì thế trước tiên tại chân núi phía nam lưỡng tí sơn đợi vì để không sơ sót phía bắc ta còn kêu cái thứ làm tốt ma pháp tọa độ của cửa không gian nếu hắn đi phía bắc ta cũng vẫn có thể ngăn cản được cho nên hắn hiện giờ tuyệt đối là có chấp cánh cũng không thể bay khắc lý thông qua ma pháp tiêu ký sau khi cảm thấy phùng tu tư bay nhanh về phía nam, liền suy đoán ra lộ tuyến hành động của hắn, cũng nói cho ta biết, ta lập tức dựa theo lộ tuyến hành động của hắn bố trí rất nhiều nhân thủ, sau đó mời thúc tổ tự mình mai phục trên đường, cần phải một kích liền phải khiến hắn mất đi sức chiến đấu, tối thiểu cũng phải mất đi lực hành động. Cho nên màn mở đầu khi đang trốn chạy, bị một kiếm thần đánh lén, có thể né được tuyệt đối chưa có ai, cũng chính vì ta yêu cầu thúc tổ lưu lại cái mạng già của hắn. Bằng không hắn xác định đã bị chém thành hai mảnh. Hừ. Phùng Tu Tư tức giận nói, đừng tưởng rằng như vậy là có thể bắt được ta. A. À. Ta ha ha cười nói, còn có bản lãnh gì thì dở hết ra đi, bất quá ta nói trước, bên ta chính là lấy nhiều đánh một đó. Ngươi, ngươi còn có phong độ nên có của một quý tộc hay không? Ngươi còn có vinh dự của một người lính hay không? Phùng Tu Tư giận dữ hét lên, ta đã bị thương, các ngươi chẳng lẽ không dám solo sao? ngươi không sợ đánh mất thể diện của long gia sao phong độ ta có vinh dự ta cũng có ha ha bần đạo cười nói nhưng mà những thứ này chỉ dùng để đối phó với người a chẳng lẽ cũng cần đem để đối phó với người mọc cánh như ngươi sao ha ha ma thú còn muốn giảng phong độ cùng vinh dự thật sự là buồn cười quá người xung quanh ta đồng loạt cười vang ngươi phùng tu tư bị ta mắng đến điên luôn vốn trưởng thành như vậy hắn cũng rất tự ti, bí mật sau bao nhiêu năm che giấu bị ta bóc trần, hắn hiện tại chẳng khác gì như bị người ta lột da, chỉ có thể trơ trụi đối mặt với sự châm chọc của mọi người. Hiện tại lại càng bị ta đương trường cười nhạo, hắn như thế nào không giận, như thế nào không buồn bực, trong cơn tức giận, phùng tu tư tựa như nổi điên đánh về phía ta, thúc tổ vội vàng lên ngăn đón. Hai người lập tức triển khai một hồi đại chiến. Phùng Tu Tư không biết từ chỗ nào biến ta một thanh bảo kiếm màu đỏ, cùng thúc tổ điên cùng đối kháng. Kiếm thuật của hắn thật sự là đồ bỏ đi, căn bản không cùng cấp bậc với thúc tổ, nhưng mà thắng tại lực lượng kinh người, với lại chỉ biết liều mạng công kích, một chút ý nghĩ phòng ngự cũng không có, đồng thời, trên người cũng hắn cũng có nhiều tầng ma pháp hộ thuẫn màu máu. Thúc tổ ngay cả chém hắn mấy kiếm mới phá vỡ, sau đó một lần bổ ra một cái vết thương rất sâu, nhưng mà trong phút chốc liền đã khôi phục, ngay cả máu cũng không chảy ra được bao nhiêu, cứ như vậy sau một hồi, ngay cả miệng vết thương nơi cánh của hắn cũng hoàn toàn khép lại, thật sự là biến thái. Thúc Tổ đối với việc bắt lấy phùng tu tư không có cách nào, nhưng mà phùng tu tư lại có rất nhiều chú ý đối với Thúc Tổ, đánh rồi đánh, hắn đột nhiên há miệng phun ra một tia máu tươi, bắn thẳng đến trước mặt Thúc Tổ, Thúc Tổ xuất thân từ sát thủ, thân pháp linh hoạt đến cực điểm, hơi nghiêng đầu liền tránh thoát dư thế của máu tươi không hết bắn lên trên người một tên lính. A, à. Tên lính kia vẻn vẹn kịp phát ra một tiếng hét thảm, cả người liền bốc lên yên vụ màu máu ngã xuống, trong nháy mắt huyết nhục trên người liền hóa thành máu loãng, chỉ còn có một bộ khô lâu còn nằm trên mặt đất. Mẹ nó! Khắc lý lên! Tất cả mọi người tản ra! Bần đạo tức giận nói! Sắp chết còn bị hắn cắn ngược lại, thực là khiến ta giận dữ. Vội vàng bảo các binh lính bình thường cùng mấy tướng lãnh đuổi ra xa, hiện trường cũng chỉ có ta cùng lệ phù nghe còn đang cách vòng chiến bên ngoài mấy chục bước, có cái thứ bảo hộ, an toàn của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc, bần đạo nếu như linh lực khôi phục, nhất định sẽ dùng tam vị chân hỏa đem hắn nướng chính, làm sao còn để cho hắn hung hăng càng quấy chứ? Vâng. Đại nhân. Khắc Lý đáp ứng một tiếng liền gia nhập chiến đoàn, hắn đầu tiên là gọi ra bốn khủng bố kỵ sĩ gia nhập hàng ngũ vây công phùng tu tư, sau đó gia trì pháp thuật lên bọn hắn, rồi tiếp tục hướng phùng tu tư thi triển các loại nguyền rủa. Bần đạo ở một bên quan sát, phát hiện nguyền rủa pháp thuật của khắc lý đối với phùng tu tư tác dụng rất nhỏ, điều này rõ ràng không bình thường, khắc lý chính là ma pháp sư A, cho dù một con rồng bị hắn nguyền rủa, cũng sẽ trở thành trùng. Đương nhiên lời này có chút khoa trương, bất quá giảm đi 3 đến 5 thành sức chiến đầu là không có vấn đề thế nhưng Phùng Tu Tư sau khi trúng phải, sức chiến đấu không có giảm đến một thành, đây cũng là quá khó tin đi. Bất quá, nhìn bộ dáng của hắn tuyệt đối là sinh vật hắc ám, mà dường như bên cạnh ta còn có một vị công chúa là mục sư thì phải, thừa dịp hắn không có thời gian bổ sung lại hộ thuẫn, không bằng, hắc hắc, lệ phù nghe. Bần đạo đem lông vũ của đọa lạc thiên sứ và một tia ý thức hữu nghị của long tộc đưa cho nàng nói, vì dân chúng vô tội đã chết và báo thù cho quốc gia của ngươi, hãy dụng thánh quan đốt hắn cho ta, ân. Lệ Phù Nghê vừa nghe đến người dân vô tội chết quang ánh mắt liền đỏ lên, kiên quyết gật đầu, cầm lấy mấy thứ ta đưa cho bắt đầu tiến hành giày xéo phùng tu tư. Dưới sự tăng phúc của hai bảo vật có thể nói là thần khí, nàng là một trung cấp mục sư có thể phát ra một đạo thánh quang mâu, đây chính là thất cấp pháp thuật, dưới tình huống bình thường, nàng ít nhất phải tăng hai cấp mới có thể thi triển. Hơn nữa, có được sự tăng phúc này, đạo thánh quang mâu cũng đạt tới hơn ba thước tốc độ cũng nhanh đến kinh người phùng tu tư căn bản không kịp né tránh đã bị bắn tới trước ngực bần đạo nhìn thấy vậy âm thầm gật đầu xem ra lực lượng của cừu hận đích xác tại thời khắc mấu chốt sẽ bạo phát ra tiềm lực kinh người dưới tình huống bình thường được sự trợ giúp của hai kiện bảo vật phóng ra thánh quang mâu đã là không tồi rồi nhưng mà hiện tại lại vẫn có thể tăng cường đây tuyệt đối là đại bạo phát của tiềm lực con người a à, Phùng Tu Tư giống như bị hắt dầu sôi lên người, phát ra tiếng kêu la cực bi thảm. Thánh Quang Mâu không có đâm thủng thân tể hắn, mà là hoàn tan đi, tại lồng ngực của hắn đục khoét ra một cái lỗ sâu. Sau đó, da thịt trên mặt ngoài vết thương bắt đầu tuôn động chỉ chốc lát đã đem tu cái lỗ này tu bổ lại, nhưng mà bần đạo lại nhạy cảm phát hiện, lực lượng của hắn yếu đi một chút, hơn nữa tinh thần cũng sa sút. như vậy một lát nữa bảo thúc tổ liên tiếp trên người hắn đục thêm mấy cái lỗ vết thương. Ta và ngươi liều mạng. Phùng tu tư sau khi biết có lệ phù nghe, hắn là tuyệt đối chống đỡ không được. Dưới cơn bạo nộ, đem toàn bộ tiềm lực đều bạo phát ra, huyết khí trên người hắn đột nhiên bạo tăng rất nhiều, khí trường cường đại đem bốn khủng bố kỵ sĩ tinh anh đều đánh bay, thúc tổ bị biến hóa của hắn làm cho hoảng sợ, chính mình là người trước tiên bay nhanh ra xa. Thật là lão cáo già, phát. Phùng tu tư sau khi cả người bị huyết khí nồng đậm vây quanh, không có bao lâu cái cánh bị cắt đứt của hắn theo một tiếng phát liền dài ra nguyên bản trên người hắn ma pháp bào bị thúc tổ đã sớm chém không còn ra hình dáng gì hiện tại đã bị hắn xé đi ném xuống mà trên người hắn hiện tại còn lại là một kiện áo giáp bao bọc do máu ngưng kết thành hoa văn trên đó tuy rằng tinh mỹ dị thường nhưng nhìn lâu lại cảm thấy có một loại quỷ dị cùng tà ác không nói nên lời bảo kiếm trên tay hắn cũng thay đổi bộ dáng vừa rộng lại dài đây là ngươi bức ta Phùng Tu Tư sau khi biến thân, đối với ta cười gian nói, ngươi chuẩn bị chết chưa? Điều này sao có thể? Khắc Lý kinh ngạc nói, đây là huyết khí giáp mà ma giới hấp huyết quỷ thân vương mới có thể có. Ha ha. Phùng Tu Tư ngửa mặt lên trời cười dài, nói, kiến thức của ngươi quả nhiên bất phàm, đáng tiếc, hiện tại vẫn là phải chết, hắn rất mạnh sao? Bần đạo tò mò hỏi Khắc Lý, đại khái là ma thú cấp bậc thế nào a, à? ta không phải ma thú Phùng Tu Tư bị vấn đề ta hỏi làm tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp xông lại phía ta, vung mạnh kiếm chém tới, ha ha. Không phải ma thú sao có thể có hình dạng như vậy. Lừa ai đó, khi Phùng Tu Tư xông lại, thúc tổ vội vàng đuổi theo chặn đường, tại mặt bên liên tục chém hắn mấy kiếm, trảm kích của kiếm thần lực độ hẳn là không tầm thường nhưng lại vẻn vẹn phá vỡ huyết thuẫn do Phùng Tu Tư trong lúc vội vã tạo ra, một kích cuối cùng bổ vào trên lưng hắn thì bị khải giáp trên lưng ngăn trở khải giáp bằng máu kia lập tức vỡ vụn bất quá người lại vô sự như cũ quay đầu phun ra một tia máu tươi đem thúc tổ bức ra cốt mâu của khắc lý theo sau liên tục ba lần bắn lên trên trước ngực phùng tu tư đánh cho thân thể hắn lắc lư không ngừng thương thế tuy không nặng bất quá đã phá bỏ khải giáp nhưng chỉ tạo ra trên ngực hắn một cái lỗ nhỏ tuy nhiên hắn vẫn không quan tâm tiếp tục lao về phía ta Xem ra phùng tu tư hận chết ta rồi, trống. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cái thứ nhà ta lo liệu. Bần đạo từ sau khi đi vào dị giới, chuyện tình đắc ý nhất chính là có cái thứ mạnh mẽ làm bảo tiêu, hắn đã cứu ta rất nhiều lần. Bổn sự giả heo ăn hổ tuyệt đối thiên hạ vô song, lần này cũng giống như vậy, cái thứ chỉ vẹn vẹn thừa cơ hội phùng tu tư bị khắc lý và thúc tổ ngăn cản, liền hoàn toàn đem thực lực tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Theo một tiếng gầm lên giận dữ có thể truyền khắp cả sơn lĩnh, một quái vật vai hơn 10 thước xuất hiện trước mặt Phùng Tu Tư. Tốc độ của Phùng Tu Tư thật sự là quá nhanh, cản bản không kịp phản ứng liền một đầu đâm vào lên ngực cái thú. Thanh cự kiếm màu đỏ vẫn kiêu ngạo kia căn bản là không thể đột phá tầng kim quang trên người cái thứ. Đây chính là thổ hệ nguyên tố tinh thuần đến cực điểm mới có màu sắc này. Phùng Tu Tư trực tiếp bị kim quang chấn ngược trở về, té ngã xuống đất bất thình lình hắn cảm thấy trên người nặng nề hơn rất nhiều, hành động khó khăn, đó là kết quả của trọng lực thuật có tác dụng, sau đó mắt thấy một cái hùng trưởng cực lớn hạ xuống, đem cả người hắn chụp trên mặt đất. Hùng trưởng của cái thứ lớn đến hai ba thước vuông, hoàn toàn phủ kín phùng tu tư. Cả mặt đất của sơn lĩnh đều bị cự lực của nó chấn đến rung động liên tục, á! À, cái thứ sẽ không đem hắn đánh chết chứ. Bần đạo dở khóc dở cười oán giận nói, ta muốn người sống, không cần thịt vụn a à, đại nhân hắn không chết được khắc lý cười nói nếu như hắn là hấp huyết vương thân vương thực lực của hắn chính là cửu cấp ma thú không có khả năng chết dễ dàng như vậy hơn nữa chủng tộc này nổi danh với lực khôi phục kinh người miễn không tiêu hao hết sạch pháp lực bọn hắn cơ hồ chính là bất tử chi thân a à. phải không bần đạo cười nói với cái thứ đem chân nâng lên ta xem thử cái thứ đem hùng trưởng nâng lên chỉ thấy vùng tu tư phía dưới đã bị đè thành bánh thịt chân chính, nhưng mà huyết khí trên người hắn lại xông ra, nhanh chóng tu bổ thân thể hắn, mắt thấy bánh thịt đã biến thành hình người, ngay cả đôi mắt cũng có thể mở ra, trừng mắt nhìn ta. Ha ha, còn dám trừng mắt với ta? Ta rất sợ đó a. À. Cái thứ, chụp tiếp. Bần đạo ha ha cười nói, cái thứ không chút do dự lại chụp xuống. Ầm một tiếng, lại là một trận đất trung núi chuyển sau đó nang lên ha ha bánh thịt lại xuất hiện sau đó chính là huyết khí lại trào ra tu bổ thân thể khắc lý hắn tu bổ thân thể là hẳn tiêu hao không ít ma lực phải không khắc lý cười nói ngài chỉ cần tiếp tục vỗ xuống hắn sớm muộn gì sẽ đem ma lực hao tổn sạch vậy còn phải hao tổn tới khi nào a à? bần đạo bất mãn nói tái kêu chụp vài cái không khéo chấn sụp cả núi ha ha đại nhân không phải có một sư sao khắc lý cười nói, ha ha. Lệ phù nghe phiền toái ngươi vậy. Bần đạo cười nói với nàng, vui lòng vì đại nhân cống hiến sức lực. Lệ phù nghe cười đến ánh mắt không mở ra được. Rất nhiều thánh quan bắn về phía huyết nhục của phùng tu tư, quả nhiên không hổ là khắc tinh trời sinh A, à, sau khi thánh quan rải lên, nồng độ huyết khí lập tức loãng hơn, còn thỉnh thoảng bốc lên từng trận sương trắng, tốc độ tu bổ chậm lại rất nhiều đáng thương phùng tu tư mới vừa khôi phục ngay cả cái bắt chuyện cũng không kịp, lại lần nữa bị hùng trưởng của cái thứ chụp trở về thịt vụn, như thế vòng đi vòng lại, tiếng vang thình thình động đất không ngừng vang lên, nhìn thấy cái thứ một lần đập ra hố to tới vài thước sâu, bần đạo như cảm thấy đau đớn mà phùng tu tư đang gánh chịu, ngẫm lại mà xem, một người đang sống sờ sờ bị chụp thành bánh thịt, còn không chết, khôi phục xong lại bị chụp, đau đớn cỡ nào chứ? Tình trạng thê thảm như thế người khác chỉ nghĩ thôi cũng đủ sợ hãi huống chi phùng tu tư đang trực tiếp chịu trận thật đáng đời hắn trong lòng bần đạo thầm nói như thế ước chừng trải qua bảy tám chục của cái thứ cũng ước chừng sau ba mươi phút huyết khí cũng đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy khắc lý nói được rồi đại nhân nếu muốn bắt sống cùng đừng tiêu hao ma lực của hắn nữa hắn hiện tại ma lực đại khái ngay cả hành động tu bổ thân thể lần này cũng làm không được lệ phù nghe chúng ta trước lưu lại cái mạng nhỏ của hắn sau này chậm rãi chơi tiếp được không? bần đạo khách khí nói, tuân mệnh. lệ phù nghe lúc này mới thỏa ước mong nguyện ngừng lại. bất quá cũng thần tình tươi cười, xem ra nàng là vô cùng thích a. À. chúng ta lại đợi, một hồi lâu sau phùng tu tư cuối cùng là miễn cưỡng hoàn thành xong hành động tu bổ thân thể. bất quá, như thế nào bần đạo lại nhìn thấy hắn dường như là đang ăn bớt ăn xén a, à. không chỉ có cánh nhỏ hơn nhiều, một chút thịt cũng không có hoàn toàn cùng ngạ quỷ trong địa ngục giống nhau, làm sao còn là bộ tịch của một quân đoàn trưởng của xà vẫn quân đoàn nữa a? À? chẳng lẽ ta bắt phải tên giả mạo sao? Hắn hiện tại nằm trong cái hố sau năm sáu thước ngửa mặt hướng lên trời, một chút khí lực nhúc nhích cũng không có, uy. Ngươi thật là phùng tu tư sao? Bần đạo kỳ quái hỏi hang, như thế nào trưởng thành có cái bộ dáng như vậy? Cũng quá xấu xí si đi, hừ. Phùng tu tư hơi hơi hừ một tiếng, còn dám cùng đạo gia ta bướng bỉnh. Ai, Bần đạo Từ bi cũng không cùng hắn chấp nhặt, bần đạo vì thế đối với Lệ Phù nghe cười nói, vị lão nhân đáng thương này có vẻ như bị thương a. À. Hay là trị liệu cho hắn đi. Phùng Tu Tư nghe vậy mặt liền tái đi, vừa muốn nói cái gì đó thì một đạo bạch quan từ trên trời giáng xuống đem ngoài da của hắn thiêu đến bốc khói. A. À, a, à, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng, lão nhân gia không có khá hơn chút nào a. À bần đạo lương hỏi han không được ta sẽ giúp ngươi chữa trị ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí với ta ta đối với việc giúp người luôn luôn sẵn lòng a à, ngươi ngươi có dũng khí giết ta đi phùng tu tư nổi giận mắng như vậy sao được ta chưa bao giết hại người vô tội bần đạo cười nói đây tuyệt đối là lời nói thật những tên ta giết đều là trừng phạt đúng người đúng tội ha ha có vẻ như phùng tu tư đúng là như vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Phùng tu tư tức giận đến muốn khóc, ta có mấy việc không rõ, muốn thỉnh giáo nguyên soái đại nhân. Nếu như phối hợp, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy nữa. Bần đạo cười gian nói, hỏi đi. Phùng tu tư quát, chỉ cầu ngươi cho ta thống khoái, ha ha. Sớm như vậy không phải xong rồi sao? Vì thế, bần đạo lệnh khắc lý đem hắn bắt lại mang về. Suốt đêm thẩm vấn, cuối cùng biết rõ ràng thần bí lai lịch của hắn nguyên lai đầu sỏ tạo nên quái vật phùng tu tư là hai người bà nội và gia gia ta ngất hai lão gia hỏa này thật độc ác còn phải đổ vỏ dùng bọn họ nữa chứ thật khó chịu a à, trở về ta nhất định phải lừa gạt bọn họ một trận sự tình phải từ thời gian bà nội ta còn làm thánh nữ lúc trước bọn họ cùng đi ma giới chơi đùa đem giáo đình cao thấp dọa sợ tới mức gà bay chó chạy bọn họ mở ra cửa không gian truyền tống không ngờ dẫn đến mấy ngàn hấp huyết quỷ, nếu cao tầng của giáo đình không khẩn cấp phá hủy cửa không gian truyền tống thì hậu quả còn tồi tệ gấp mấy lần, những hấp huyết quỷ này là do một tên hấp huyết quỷ thân vương thống lĩnh. Hắn nhìn thấy đại quân tiến vào không được, lập tức dẫn theo thủ hạ chạy trốn tứ phía, theo sau chính là hơn 10 vạn nhân viên thần chức của giáo đình đuổi giết, tuyệt đại đa số hấp huyết quỷ đều xong đời, riêng gã gia hỏa này miễn cưỡng mang theo thân thể trọng thương tạm thời tránh thoát một kiếp lúc đó hắn bị thương rất nặng chỉ có thể ngắt ngoải trong rừng rậm ở một tòa núi hoang vừa lúc đụng phải phùng tu tư ngay lúc đó phùng tu tư chỉ là một tiểu thanh niên sau khi tại sòng bạc mất đi toàn bộ tài sản cũng chỉ có thể khắp nơi lưu lạc ngẫu nhiên đi qua nơi này đã bị hấp huyết quỷ thân vương chú ý thực lực của thân vương bình thường là cửu cấp hạ vị bất quá lúc này trạng thái thân thể thật sự rất kém cỏi ngay cả một phần thực lực cũng không có trừ phi hút được đại lượng máu huyết nếu không là không thể nào khôi phục nhưng mà phải hút máu làm sao có thể không bị giáo đình phát hiện a à. cho nên hắn mới luôn luôn trốn ở chỗ này sau khi thấy phùng tu tư hắn liền nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ hắn sau khi đem phùng tu tư bắt lấy không có hút máu của hắn cũng không có như bình thường làm cho phùng tu tư tạm thời trở thành hấp huyết quỷ bởi vì như vậy phùng tu tư cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được sự đuổi giết của giáo hội, cho nên thân vương dùng một loại phương thức khác để thoát khỏi khốn cảnh. Hắn dùng một loại pháp thuật tinh thần rất cường đại, linh hồn đổi vị trí, đem linh hồn của chính mình chuyển dời đến trên người phùng tu tư. Phùng tu tư là một tay ăn chơi trụy lạc dốt nát làm sao có thể so sánh với tinh thần lực của thân vương A. Cho nên linh hồn của hắn rất dễ dàng đã bị thân vương cắn nuốt. Sau đó thân vương cũng không có lãng phí thân thể của chính mình, hắn dùng mật pháp của hấp huyết tộc, đem tinh hoa trong thân thể thân vương lấy ra, chế tạo ra một cái huyết châu, huyết châu này tương đương với ma hạch của ma thú. Như vậy hấp huyết quỷ thân vương liền biến thành phùng tu tư, hơn nữa cũng không có khí tức của hấp huyết quỷ, có thể tránh thoát được sự truy sát của giáo đình. Sau đó, hắn lợi dụng mình ở pháp thuật hắc ám đạt thành tựu cao, chậm rãi lấy được địa vị hiện tại. Nhưng mà, hắn chưa từng có buông tha cho việc theo đuổi thực lực, cho nên, hắn bắt đầu đánh chủ ý lên huyết châu bằng vào pháp thuật tinh thông huyết hệ hắn bắt đầu rút ra năng lượng trên huyết châu cuối cùng cũng đã khôi phục một vài đặc thù của hấp huyết quỷ như mọc cánh không sợ nguyền rủa cùng năng lực biến thái khôi phục thân thể bất quá hắn thủy chung không thể hoàn toàn hấp thu lực lượng huyết châu thậm chí không thể sử dụng một vài pháp thuật huyết hệ cho nên thực lực của hắn luôn luôn dừng tại ma đạo sư hôm nay sau khi hắn bị ta ép đến đường cùng đem huyết châu chấn vỡ mới có thực lực đột nhiên bạo phát bất quá loại thực lực này không kéo dài được lâu, hơn nữa còn có một vài tác hại, làm hắn buồn bực nhất, vẫn là kết cục bi thảm của hắn. Đại địa chi hùng cửu cấp thượng vị ma thú, cho dù hắn vào thời kỳ toàn thịnh nhất cũng tuyệt đối không dám trêu chọc, càng khỏi nói hiện tại, phùng tu tư hiện tại trong đầu chỉ nghĩ đến một chữ quan, trạng sáng ngày thứ hai, bần đạo xuất lĩnh quan quân các cấp, đi tới trên bãi đất sơn khẩu bên trái làm ra một bộ dáng uy phong lẫm lẫm, yêu cầu cùng quan chỉ huy xà vẫn quân đoàn nói chuyện, trong chốc lát, lão bằng hữu của ta sư đoàn trưởng Tháp Tháp Á Khắc dẫn người đi ra, "Tiểu tử, ngươi lại muốn gặp ta nữa sao? Lần này vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng không tin." Tháp Tháp Á Khắc đối với ta quá, thanh âm của hắn dưới sự trợ giúp của pháp sư truyền ra thật xa, "Trời ạ, à. hình tượng thuần khiết của bần đạo đã bị hắn làm hỏng." Tháp Tháp Á Khắc sư đoàn trưởng Ngươi cũng không nên vu cáo hãm hại người tốt. Bần đạo nhanh chóng giải thích, ta lần này đúng là cùng ngươi nói chuyện nghiêm chỉnh, quan hệ đến sinh tử tồn vong của hơn mười vạn đại quân phía sau ngươi. Ha ha. Tháp tháp á khắc cuồng tiếu, ngươi lần trước cũng là nói như vậy, bần đạo buồn bực. Xem ra, đối với loại gia hỏa đầu gỗ này, lừa hắn một lần là có thể khiến ngươi nhớ cả đời. Lần này là thật sự. Bần đạo khi nói lời này chính mình cũng cảm thấy buồn cười. A. À, Tháp Tháp Á Khắc cười nói, "Thật sự cái gì? Sẽ không phải là nói ngươi đã bắt sống quân đoàn trưởng chúng ta rồi chứ, nga?" Bần Đạo kiên trì nói, "Ngươi nói đúng. Ta chính là đã bắt sống phùng tu tư." Ha ha. Bọn thủ hạ của Tháp Tháp Á Khắc đã muốn cười đến nghi ngửa. Tháp Tháp Á Khắc sau khi cười đủ rồi nói với ta, nói dối đến một chút cao minh cũng không có. "Ha ha, ta bắt hắn cho ngươi nhìn xem." Bần Đạo tức giận nói, bọn hắn lập tức không cười có chút khẩn trương nhìn ta theo sau bần đạo đắc ý vung tay lên các chiến sĩ phía sau ta liền đem phùng tu tư mang tới phùng tu tư hiện tại bị trói trên thập tự giá bằng gỗ tạo hình so với đức gia tô mà bọn điểu nhân thờ phụng rất giống nhau vì phòng ngừa hắn chạy trốn khắc lý suốt đêm chế tạo mấy cái cấm ma châm cắm ở tứ chi phùng tu tư lồng ngực cùng trên ót hắn nói là châm nhưng mà đều dài đến một xích lớn bằng ngón cái thấy thế nào cũng chỉ là hình dạng giống châm mà thôi, cái đầu đều so với cái đinh còn lớn hơn. Sau khi cắm lên mấy cái đinh này, năng lực tự lành trên người phùng tu tư quả nhiên yếu tới cực điểm. Một cái miệng vết nhỏ cũng phải nửa ngày mới khép lại. Điều này khiến chúng ta đã có thể yên tâm, ha ha. Nhưng không ngờ, tháp tháp á khắc bọn hắn sau khi thấy phùng tu tư, lại bắt đầu cười ha hả, tiểu tử, ngươi từ nơi nào chuẩn bị một tên điểu nhân mọc cánh cố gắng giả mạo quân đoàn trưởng chúng ta a à? bộ dáng của hắn có thể cùng quân đoàn trưởng chúng ta giống nhau sao ngươi cũng quá khôi hài đi chứ ha ha ta chửi bần đạo hoàn toàn buồn bực phùng tu tư bình thường vô cùng thần bí có rất ít người gặp qua diện mục chân thật của hắn lần này sau khi phơi bày trước ánh sáng dĩ nhiên là không ai biết hơn nửa cánh của hắn cùng bộ mặt giống như khô lâu Căn bản là giống như thay đổi khuôn mặt. Ai còn nhận được hắn a? À? Phùng tu tư các hạ, phát biểu với bộ hạ của ngươi vài câu đi. Bần đạo thầm nói, chỉ cần hắn há miệng, ngữ khí quen thuộc cùng một vài sự kiện cơ mật đem đối chiếu, thân phận không phải chứng minh rồi sao? Hừ. Lão Phùng hiện tại lại bắt đầu cường ngạnh. Cũng đúng, hắn đường đường là một quân đoàn trưởng đại nguyên soái bị người chỉnh thành như vậy, làm sao còn có mặt mũi cùng thủ hạ cũ gặp mặt a? À? A. À. Lão Phùng mới vừa hừ xong, lệ phù nghe liền đem một chút trị liệu thuật mức độ nhỏ nhất gia trì trên chân của hắn, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, trên chân của hắn lập tức bốc lên một đám hơi máu, tháp tháp á khắc, ngươi tên ngu ngốc này. Là ta. Ngươi chẳng lẽ nhận không ra sao? Phùng tu tư rơi vào đường cùng đối với tháp tháp á khắc mắng to lên, tháp tháp á khắc bị hắn mắng liền sửng sốt, khẩu khí này quá quen thuộc, chẳng lẽ thật là quân đoàn trưởng? Hắn vội vàng nói, ngươi là ai? Chứng minh thân phận của ngươi, tháp tháp á khắc. Ngươi tên ngu ngốc này. Thật sự bảo ta nói sao? Được, Phùng Tu Tư cực kỳ tức giận mắng, là gia tộc của ngươi hối lộ cho ta 50 vạn kim tệ, còn dâng lên chị ruột của ngươi, ta mới mềm lòng cho ngươi làm sư đoàn trưởng, bằng không, chỉ bằng ốc heo của ngươi, có tư cách gì làm đến địa vị hiện tại. Còn có, tháp tháp á khắc nghe xong khuôn mặt liền tái đi, đây chính là bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Như thế nào thoáng cái đã bị điểu nhân này vạch trần? Chẳng lẽ hắn thật là phùng tu tư sao? Không được, không thể để cho hắn nói nữa, bằng không, gia tộc của hắn sẽ bị dèm pha mà mất hết thể diện. Tháp tháp á khắc giận dữ hết, tiểu tử long gia, nếu ngươi cho rằng bằng một cái phong tử, tên điên, nói vài lời sằng bậy là có thể khiến ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng không khỏi quá ngây thơ rồi đấy có bản lĩnh ngươi đem ma pháp ấn tính quân đoàn trưởng luôn mang bên mình lấy ra cho ta xem. Ta sẽ tin ngươi, ha ha. Cho hắn nhìn xem. Bần đạo cười nói. Lệ phù nghe tùy tay xuất ra một con dấu, đây là trong ma pháp bào phùng tu tư cởi xuống phát hiện ra, ấn tính hắn mang bên mình chính là minh chứng cho thân phận của hắn. Lệ phù nghe đem một khối da thuộc lấy ra, hướng lên trên đóng một cái, dưới tác dụng của ma pháp, da liền có hơn một cái ma pháp ấn ký đặc thù loại ấn ký này có ma pháp ký hiệu độc đáo ngoại trừ ấn tính này ra tuyệt đối không thể mô phỏng đảm bảo là độc nhất vô nhị lệ phù nghe sau khi đóng lên tùy tay đem da cho thúc tổ thúc tổ tại trên da vận đủ đấu khí tay run lên liền ném tới tháp tháp á khắc ở ngoài ngàn mét tháp tháp á khắc duỗi tay tiếp được da thuộc nhưng bị đấu khí bức ép chấn cho trên người rung rung một trận nhưng hắn căn bản bất chấp vội vàng tiến hành phân biệt cẩn thận. Ha ha! Tháp tháp á khách buông gia thuộc xuống nói với ta, quả nhiên là giả. Tiểu tử ngươi không câu nào là nói thật, có bản lĩnh thì dùng đến đao thật thương thật. Đừng dở ra mấy thủ đoạn lừa gạt này, nói xong xoay người muốn đi, chạy trốn vẫn là rất mau, đảo mắt liền không thấy đâu, lão Phùng A. Tên này không phải ngu ngốc sao? Khi nào lại thông minh như vậy? Bần đạo buồn bực hỏi hang ta làm sao biết phùng tu tư lại hơi vui sướng nói hắn nếu trước kia có được sự thông minh này ta còn không tìm hắn đảm đương chức vị sư đoàn trưởng a làm sao còn cần đến nhà bọn hắn đến hối lộ chứ thôi bần đạo bất đắc dĩ nói để cho hắn trước khoái hoặc hai ngày đi ta trước tiên đem ba mươi vạn viện binh kia giải quyết lại đến chiêu hàng không muộn thiếu gia vì cái gì phải muốn chiêu hàng a sư đoàn trưởng thạch hổ đệ tam sư đoàn khó hiểu hỏi theo tình thế trước mắt mà nói ngài chỉ cần cho ta nhiều nhất là ba ngày ta sẽ đem bọn hắn diệt sạch đúng a à. thiếu gia giao cho ta đi hai ngày là xong sư đoàn trưởng đệ tứ sư đoàn phúc đặt mang cướp lời nói ngừng ta một ngày là xong thạch hổ tức giận nói mắt thấy hai người như muốn gây gỗ ta nhanh chóng nói thôi ai cũng đều không cho tranh bọn hắn nhất định đầu hàng không cho phép các ngươi công kích vì cái gì a à? hai người khó hiểu hỏi đã thương địch thủ một vạn tự tổn ba nghìn bần đạo giải thích nói thanh long quân đoàn mới vừa chịu thiệt hại nặng đã muốn không thể tái chịu tổn thất nơi này đúng là vây quanh hơn mười vạn quân lính tinh nhuệ không phải ngươi nói xuống bắc là xuống toàn diệt chúng ta sẽ bị tổn thất bao nhiêu a à? hơn nữa ta rất chú ý đến những chiến mã cùng trọng giáp kia các ngươi ai cũng không cho phép phá hư kế hoạch của ta Trận chiến sau này cũng đủ cho các ngươi thỏa chí. Vâng. Bọn hắn lúc này mới hậm hực tâm miệng. Ta qua bên kia nhìn xem. Các ngươi đóng ở đây phải cẩn thận bọn hắn phá vây. Còn nữa chính là tỉnh âm kết giới phải mời pháp sư bố trí tốt. Nơi này cách đại lộ quá gần, ngăn cản chỉ là một sườn núi. Vạn nhất nếu có âm thanh truyền ra thì sẽ phiền toái. Ta đối với bọn họ dặn dò một phen. Bọn hắn sau khi hô đáp ứng, bần đạo mới trộn trở lại giao lộ của đại tiểu lộ. Lúc này đội quân cứu viện 30 vạn của tạp đặc đã đi tới nơi này, trưởng quan quân tiên phong đang cùng trưởng quan trạm gác nơi này đối thoại, đại nhân. Nguyên soái đã đem đoàn người Long Thanh Thiên Năng ở trên đường nhỏ, phỏng chừng rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu, hắn mệnh lệnh đội quân đến sau nhanh chóng thông qua đại lộ tập kích bất ngờ Thanh Long Thành, trên đường toàn bộ trạm gác đã đổi thành người một nhà, hoặc là bị thanh tẩy, đội quân của các hạ chỉ khi tiếp cận Thanh Long Thành trong vòng 50 dặm mới có thể bị phát hiện trưởng quan trạm gác nói xong đưa lên một phần mệnh lệnh thư nói đây là mệnh lệnh nguyên soái đại nhân tự tay viết hắn bảo ta chuyển giao cho các hạ rồi sau đó các hạ chuyển giao cho phó nguyên soái đại nhân vì cái gì không đi con đường bình thường trưởng quan lĩnh quân xem ra còn không phải là tên ngu ngốc đại nhân nơi này thường xuyên có thợ săn lui tới rải rác đi con đường bình thường khả năng bị bọn hắn phát hiện mà bại lộ vì vậy nguyên soái đại nhân mới thông qua phương thức này hắn nói chỉ cần có ma pháp ấn tính của hắn, liền cũng không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Câu trả lời của trưởng quan trạm gác lại càng tinh minh, bần đạo âm thầm gật đầu. Nhân tài A, à, nhất định phải thăng quan cho hắn, đại lộ không phải đệ nhất sư đoàn đóng giữ sao. Như thế nào hiện tại cũng đổi thành người của chúng ta, không ngờ, trong quân đoàn tạp đặc vẫn còn một gia hỏa cẩn thận đến như thế, đến bây giờ vẫn chưa hết hoài nghi. Ngất, chẳng lẽ ấn tính của phùng tu tư trên tay hắn là giả sao như thế nào còn nhiều chuyện như vậy a à? đại nhân là như vậy quan chỉ huy trạm gác nghiêm túc giải thích bởi vì đường nhỏ gập ghềnh khó đi không thích hợp cho đại quân hành động cho nên trưởng quan chúng ta và nguyên soái đại nhân cùng nhau nghĩ ra một cái mưu kế đường nhỏ bao vây tiêu diệt đội quân long thanh thiên phía trước còn chúng ta lấy danh nghĩa của long thanh thiên điều động đệ nhất sư đoàn đi cứu viện quân bản bộ long thanh thiên còn chúng ta thay thế bọn hắn gác tại con đường quan trọng trên đại lộ tiếp ứng của long thanh thiên chờ đón để đánh lén quân ta nhưng không ngờ chúng ta căn bản không có mắc mưu hiện tại bọn hắn cùng nhau bị vây bên trong nếu không có gì sai biệt hiện tại long thanh thiên chắc hẳn đã bị nguyên soái bắt sống a à, như vậy a à. người sĩ quan kia như có suy nghĩ gì nói vậy nguyên soái hiện ở nơi nào hắn đang ở tiền tuyến chỉ huy ma đạo đoàn chiến đấu trưởng quan trạm gác thấy hắn sinh nghi liền nói, đại nhân muốn gặp nguyên soái không? Ta nguyện dẫn đường cho đại nhân, không cần. Quan chỉ huy tạp đặt giống như bị dẫm phải đuôi mèo kêu lên. Nói dẫn sao, không thi hành mệnh lệnh chạy đi gặp hắn để làm chi, bị mắng còn nhẹ, phùng tu tư quản lý thuộc hạ cực nghiêm, nếu như làm trễ nải hành quân, phùng tu tư nói không chừng liền đem người sĩ quan này đương trường chém. Hắn nào dám đi làm cái việc này a? À? hắn kỳ thật không có nhìn ra sơ hở gì, dù sao ấn tính của Phùng Tu Tư ở nơi này, đây là tuyệt đối không sai. Hắn chính là cảm thấy được sự tình thật sự là quá thuận lợi, thuận lợi đến độ làm cho người ta không thể tin được, vốn có đường nhỏ đi là đủ thần kỳ rồi, hiện tại trái ngược, không ngờ cũng có thể đi trên đại lộ, chạy đến nước đối địch còn nên ngang hành quân trên đại lộ, còn không khiến người ta phát hiện, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức trấn an mình nói, hoặc là do nguyên soái thật sự là lợi hại thì sao nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng mệnh lệnh đội quân xuất phát mục tiêu thanh long thành đại quân tạp đặt thật nhiều người a à. đi đại lộ còn phải đi tròn một ngày một đêm mới tới mà quân tiên phong của bọn chúng lúc này cũng đã nhanh chóng đến thanh long thành tiên quân như thế nào đánh thanh long thành ta không quản đến ha ha hiện trong thành chính là vừa vạn có hơn 10 vạn đại quân còn có đầy đủ đệ nhị sư đoàn phòng ngự nếu để cho địch nhân dễ dàng đánh hạ như vậy, bá bá ta long khiếu vân coi như là siêu cấp phế vật, đợi cho sau khi đại quân tạp đặt đều đi hết, bần đạo lập tức điều động bốn sư đoàn mỗi sư đoàn một vạn người vây quanh quân tiên phong của tạp đặt, tạo thành một cái sư đoàn tạm thời, đem đại lộ khép kín, còn thuận tay thu được từ tạp đặt một vạn nô lệ vận chuyển vật tư cấp dưỡng cho binh lính. Ha ha, xem như là lễ vật dân cho ta, hiện tại cho dù quân đội tạp đặt phát hiện bất ổn, còn muốn trở về cũng là sự tình của một ngày sau. Sau đó ta hoàn toàn đem đại lộ ngăn chặn không thể đi được mới hài lòng, ta hiện tại chuyện cần làm gấp là, như thế nào đem hơn 10 vạn người đang bị bao vây chiêu hàng, chỉ cần ta chiêu hàng được, như vậy, 30 vạn binh lính tạp đặc bị vây ở Thanh Long Thành coi như là không còn lối thoát, Thanh Long Thành tuy rằng đường rất nhiều, nhưng mà quay về tạp đặc chỉ có hai đường, nếu muốn đi đường vòng cũng có thể, bất quá phải đi hơn 10 ngày, mà quân đội tiếp viện của Đại Hán, 20 vạn người do đường ca Long Thanh Vân của ta chỉ huy, trong vòng vài ngày sẽ đến, đội ngũ lan sắc thiểm điện của Ni Cổ Lạp Tư cũng không sai biệt lắm, như vậy bọn hắn cũng có 30 vạn người, thu thập quân đội tạp đặt thiếu thuốc thiếu lương thảo, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Về phần những quân lính của tạp đặt, một số nô lệ tất cả đều được điều động, sức chiến đấu thấp cơ hồ không đáng chú ý, bọn hắn ngoài trừ tác dụng vận chuyển vật tư ra, thì những thứ khác cái gì cũng tệ, coi như nhiều hơn nữa cũng không có nguy hiểm. Đợi sau khi an bài tốt chuyện ngăn chắn đại lộ, bần đạo lại trở về đi tìm tháp tháp á khắc yêu cầu cùng hắn nói chuyện, nhưng mà không ngờ hắn rõ ràng không muốn gặp ta. Tháp tháp á khắc, kiên nhẫn của lão tử có hạn, ta cho ngươi thời gian 10 phút, lập tức lăn ra đây gặp ta, bằng không ta sẽ kêu phùng tu tư đem chuyện xấu xa của ngươi, ở nơi này trước mặt mọi người nói ra hết. Cả ngày. Bần đạo hướng phía dưới giận dữ hét, chiêu này thực hữu hiệu A, tháp tháp á khắc cơ hồ là lập tức chạy ra. Hắn vừa tức vừa giận. Cơ hồ cũng là bị ta bức cho điên rồi. Hai ngày này, hắn đi tới chỗ nào đều có thể nghe được đám thủ hạ đang nghị luận, cái gì là 50 vạn A, cái gì thân tỷ tỷ A. Loại sự tình này hầu như có thể thu hút các binh sĩ đang buồn chán, cho dù là giả, cũng có thể nhanh chóng truyền ra. Những chuyện tình xấu xa này làm sao có thể gạt được các chiến hữu sớm chiều ở trung a, cho nên vừa nghe ta muốn đem chuyện xấu của hắn nói ra hết liền làm cho hắn sợ chết khiếp, nhanh chóng chạy đến, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Tháp Tháp Á khắc dụng khẩu khí cực độ bi phẫn nói với ta, "Ta muốn ngươi đầu hàng." "Lập tức." "Lập tức." Bần đạo cả giận nói, "Dựa vào cái gì?" "Tháp Tháp Á khắc hô" chúng ta bên ngoài chính là còn có 30 vạn đại quân A, à, ngu ngốc, bọn hắn sớm đã bị ta dùng ấn tính của phùng tu tư lừa đi rồi. Bần đạo mắng, bằng không, ngày hôm qua bọn họ vì cái gì không có đến, ngươi nói bậy, ấn tính là giả. Tháp tháp á khắc cải cố nói, đem phùng tu tư đưa tới, cùng hắn hảo hảo trò chuyện tâm tình. Bần đạo lần này tức giận A, à, cùng hắn dông dài cái gì, vẫn là kêu lão phùng nói chuyện, ngươi dám tháp tháp á khắc lập tức nóng nảy, hét lớn, ngươi nếu dám gọi hắn tới bôi nhọ danh dự của ta, ta liền lập tức liều mạng với ngươi. Người đâu, tập hợp binh lính, bần đạo choáng váng. Ta không ngờ lại để cho tên ngu ngốc này uy hiếp. Hắn muốn chết, ta còn không muốn tác thành sao, chuyện đùa, nếu như vì hắn tổn thất thảm trọng, ta như thế nào tiến hành kế hoạch sau này a? À? giỏi lắm. Ta nổi giận đùng đùng sai người đem phùng tu tư dẫn đi, nói với tháp tháp á khắc, ngươi hiện tại đã cạn lương thực hai ngày nay, chẳng lẽ ngươi phải đợi cho tới đới chết mới chịu đầu hàng sao, lão tử còn có hơn 10 vạn con ngựa, đủ ăn một tháng. Tháp tháp á khắc thấy ta sợ hắn, không khỏi đắc ý, ta kháo. Những con ngựa này trong mắt bần đạo đều là bảo bối A. À. Đại hán cũng không có loại chiến mã ưu tú như vậy, chiến mã khuyết thiếu, thanh long quân đoàn của ta xem như còn đỡ, cũng hơn 10 vạn con chiến mã mà thôi. Không giống như Tạp Đặc A, chuyên lần này đã điều động tổng cộng hơn 30 vạn kỵ binh, các trưởng quan của Thanh Long quân đoàn nhìn thấy mà đều chảy cả nước miếng, tháp tháp á các ngươi không nên ép ta. Bần đạo nghiêm túc nói với hắn, nói thật, sống chết của các ngươi ở trong mắt ta còn không quan trọng bằng những con ngựa, nếu như là các ngươi giết ngựa, ta đây sẽ tấn công. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể kiên trì lâu hơn, cũng đừng vọng tưởng có người cứu các ngươi ra ngoài, dừng có bản lĩnh thì nói a à. lão tử sợ ngươi sao tháp tháp á khắc cuồng vọng nói thời gian không đợi người a à. nếu không thể tại trong vòng một ngày giải quyết ngày mai ba mươi vạn người kia giết trở về vậy ta chính là hai mặt thụ địch dưới tình thế vạn bất đắc dĩ bần đạo đành phải phất tay tấn công lập tức nhân mã sớm đã mai phục trên núi toàn bộ giết ra tinh kỳ phấp với, tiếng chém giết vang vọng tới trời cao quân đội tạp đặt cũng nhanh chóng phản ứng tựa vào lẫn nhau, tại trên sơn đạo nhỏ hẹp bày ra trận hình phòng thủ. Nói thật, bần đạo hoàn toàn có nắm chắc đem thương vong khống chế tại dưới ba vạn, như vậy hẳn là còn có đủ nhân lực để đối phó với đội quân khác. Nhưng chính là luyến tiếc mấy con chiến mã ưu tú cùng trọng giáp tinh xảo này, nơi này có gần 3.000 người trọng giáp kỵ binh. Xà vẫn quân đoàn lần này tổng cộng điều động 5 vạn, sau đợt tổn thất thì toàn bộ đều ở đây chúng ta thanh long quân đoàn trọng giáp kỵ binh cũng bất quá hai vạn năm nghìn người mà thôi trận này nếu đánh hạ có thể còn lại mấy ngàn kiện là không tồi rồi chia đều một trăm kim tệ một kiện như vậy những kiện bị hủy thật là lãng phí a à. tháp tháp á khắc ngươi cũng đừng trách ta gọi rồng đến tham chiến a à. bần đạo đối với hắn cảnh cáo nói ha ha tháp tháp á khắc điên cuồng cười nói ngươi còn muốn gạt ta sao ngươi nếu có thể tìm đến một con rồng lão tử lập tức đầu hàng, đây chính là ngươi nói. Bần đạo cười nói, nơi này hai phe ta và ngươi gần 30 vạn người đều nghe thấy, ngươi sẽ không đổi ý chứ, ha ha. Ta lấy danh nghĩa tổ tiên hướng quang minh thần thề, ngươi nếu có thể tìm đến một con rồng chiến đấu, ta tháp tháp á khắc khố cập a á lập tức hướng ngươi đầu hàng, tháp tháp á khắc đối với ta giận dữ hết, thế nào? Ngươi có thể sao, bần đạo bây giờ còn nói gì nữa? lập tức đem long lân lấy ra bóp nát. Quang mang màu xanh lập tức bao phủ phạm vi mấy chục thước, không gian từng đợt dao động đi qua, một tiếng rồng ngâm biết tai nhức ốc phóng lên cao. Quang mang qua đi, thanh long tiểu thư khắc lệ ti đề na dáng người duyên dáng xuất hiện trước mặt ta, mặc dù ở long tộc mà nói nàng còn vị thành niên, nhưng mà thân đã cao hơn 10 thước cũng đủ cho nàng tạo ra lực chấn động, mà long lân là thời điểm mấu chốt mới dùng đến, nàng còn tưởng rằng ta gặp nguy hiểm gì, cho nên vừa mới hiện ra liền phát ra long uy chuẩn bị sẵn cho một trận chiến long uy dưới sự tận lực thôi phát của nàng truyền đi xa mấy dặm nơi mà nó đi qua chiến mã ào ào quỳ rạp xuống đất đến hệ bài tiết cũng không kiểm soát được phun phọc hết ra ngoài cho dù là người cũng bị cái loại khí thế kinh thiên động địa này dọa sợ tới run người tìm ta có việc sao khắc lệ ti đề na nhìn thấy bốn phía cũng không có nguy hiểm kỳ quái đối với ta dụng ý niệm trao đổi nói a à, những tên tiểu tử dưới này bị vây chặt nhưng cứng đầu không đầu hàng ta đem ngươi gọi tới dọa bọn chúng tại dưới uy thế vô cùng cường đại của ngươi bọn hắn tuyệt đối liền gặp đầu hàng như vậy ta cũng có thể bớt giết đi nhiều người có phải hay không a à? bần đạo cười nói với khắc lệ ti đề na ân có thể bớt giết người không sai thế nhưng lại lãng phí đi một mảnh long lân ngươi cho rằng đáng giá sao khắc lệ ti đề na nói để cho người nhà bọn họ được hạnh phúc ta hy sinh một vài thứ nho nhỏ có đáng gì đây? Bần đạo lời lẽ nghiêm khắc nói nói thanh long là chủng loại phẩm chất thiện lương, ta nói như vậy nhất định sẽ hợp khẩu vị của nàng. Quả nhiên, khắc lệ ti đề na đối với ta hành động của ta rất hài lòng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy đã nói lên ngươi rất thiện lương, được rồi, muốn ta làm cái gì? Ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, ha ha. Ngươi chỉ cần đứng một bên trợ uy là được rồi. Bần đạo cười a a nói, có thể. Khắc lệ ti đề na quả nhiên đứng qua một bên, quét mắt lạnh tới đại quân tạp đặt, tháp tháp á khắc. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Bần đạo cười lạnh hỏi, ngựa của tháp tháp á khắc cũng bị hù ngã. Hắn giờ phút này mới dãy dụa đứng lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn khắc lệ ti đề na, rất nhanh sợ tới choáng váng. Sau khi nghe được câu hỏi của ta, hắn mới hiểu được, cả giận nói, ảo giác, nàng nhất định là ảo thuật, trống. Không đợi ta phân phó, Khắc lệ ti đề na liền hướng về đất rừng phía trước đại quân tạp đặt phun ra một cổ long tức, hơn 10 gốc cây cao đồ sộ trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn, dòng khí bị nàng phục lên khẽ thổi, khắp bầu trời toàn là mụn than. Rất nhiều đều bám kính trên người tháp tháp, mà địa phương bị long tức dày xéo có bây giờ có mấy trăm thước vuông đất trống, bùn đất tại nơi đó còn đang có khói đen không ngừng lượng lờ, hiệu quả rung động làm cho sĩ khí đại quân tạp đặt trực tiếp hạ xuống bằng không tháp tháp á khắc đờ đẫn đem mũ giáp cởi xuống, sau đó lau muội đen trên mặt, sau khi cẩn thận phân biệt, thì dùng một giọng nói nức nở như khóc hô lên, ta đầu hàng, bần đạo đang nghe truyện trên TV audio CV lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thành công. Nếu tháp tháp á khắc vẫn cứ ngoan cố, ta cố nhiên có thể dựa vào chiến lực cường đại của khắc lệ ti đề na dễ dàng thủ thắng, đáng tiếc không biết rằng còn lại bao nhiêu trọng giáp cùng chiến mã có thể tránh được tẩy lễ của Long Tức như vậy ta liền sẽ tổn thật thảm trọng bần đạo an bài thủ hạ nhanh chóng tiếp nhận đầu hàng đem vũ khí của bọn hắn chiến mã phòng cụ cùng quân phục toàn bộ thu hết rồi phát cho bọn hắn một số lều trại cùng lương thực ta hiện tại cũng không có nơi tốt để ổn định bọn hắn nên để cho bọn hắn nán lại trong này dù sao ở đây cũng chỉ cần ngăn hai đầu là thành nhà giam hai bên ít dụng phòng ngự thiếu lương bọn hắn nếu xông vào rừng sâu núi thẳm vậy cũng chẳng khác là đi chịu chết hiện tại mới gần tháng tư, nhiệt độ trên núi vào buổi tối vẫn còn rất thấp, cũng đủ đông lạnh chết người. Lần này bần đạo vì bao vây đội quân chủ lực đi theo phùng tu tư, tổng cộng điều động bốn sư đoàn ước chừng 18 vạn người. Nhưng mà những người này ở đây, còn có một số đều là lâm thời chiêu nạp, đệ nhị sư đoàn lưu thủ hiện tại hẳn là tại Thanh Long thành tập kết vượt qua 10 vạn người, đủ để ngăn cản 30 vạn đại quân tạp đặt cường công. Hơn nửa viện quân không đến vài ngày nữa sẽ tới, cho nên Thanh Long Thành thật sự an toàn. Một trận chiến này, vấn đề mấu chốt hiện tại chính là, 18 vạn người thủ hạ của ta có thể hay không đồng thời trong coi đám tù binh, vừa ngăn chặn 30 vạn đại quân tạp đặt chạy về nhà, vì sinh tồn, ngày mai, bọn hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến công. Dư uy của chiều tà chiếu vào trên lưỡng tí sơn tạo ra một mảng màu đỏ, tựa hồ biểu thị chiến đấu ngày mai cực thảm thiết, tại bên ngoài lưỡng tí sơn, trong sở chỉ huy lâm thời của đại quân tạp đặt phó nguyên soái xà vẫn quân đoàn cách tây lý đang cùng thủ hạ của mình họp bàn trước tình thế nghiêm trọng hiện tại chư vị cách tây lý xót xa nói với vài vị bộ hạ của hắn rất hiển nhiên chúng ta đã trúng phải cạm bẫy của thanh long quân đoàn bọn hắn sớm đã phát hiện long cách á là người của chúng ta hiện tại tên gia hỏa đáng thương đó đã bị treo tại đầu thành thanh long nguyên soái cũng giống như chúng ta đều bị mắc mưu người đại hán từ việc ấn tính của nguyên soái bị người ta lợi dụng thì có thể thấy nguyên soái bản thân có lẽ đã gặp bất trắc. Chúng ta bây giờ là hai mặt thụ địch, sau có hơn 10 vạn đại quân của Thanh Long Thành, trước có quân đội từ các địa phương khác của Đại Hán đến trợ giúp, mà phía trước, đường về nhà chúng ta đã bị bốn sư đoàn tinh nhuệ nhất của Thanh Long quân đoàn ngăn chặn. Lương khô chúng ta mang theo không còn nhiều, địch nhân phía sau chúng ta cũng cách không xa, mà con đường sống của chúng ta cũng chỉ có một cái, chính là không tiếc bất cứ giá nào, phá thông đèo lưỡng sơn. Mấy câu nói cuối cùng của cách Tây Lý cơ hồ là gầm lên giận dữ nói ra, dạ. Các thủ hạ sư đoàn trưởng của hắn mặc dù hô theo vang dội, nhưng mà ánh mắt một đám đều là uể oải. Cách Tây Lý đương nhiên hiểu được suy nghĩ của bọn hắn, đó là cùng lắm thì đầu hàng, dù sao thanh long quân đoàn chưa từng có sự tình giết tù binh, chẳng qua là dùng nhiều tiền chuột một chút, chung quy có thể đem mình cứu ra, ta cần phải nhắc nhở chư vị, chính là không được có chủ ý đầu hàng cách tây lý không hổ là lão tướng kinh nghiệm sa trường đầy mình hắn đối với các bộ hạ lạnh lùng nói các ngươi biết quân đoàn trưởng là như thế nào tự mình đối phó với long kiếu thiên không nói thật cho các ngươi biết quân đoàn trưởng các hạ dùng chính là vạn độc huyết chú a à, làm sao có thể đám cấp dưới tức thì nhao nhao hắn lên danh khí của vạn độc huyết chú thật sự quá lớn năm đó người ma tộc xâm lớn cũng không ít lần sử dụng nó đối với với thần tộc hoặc tinh anh trong nhân tộc cho nên rất nhiều truyền thuyết cùng chuyện xưa truyền lưu đến hiện tại đều miêu tả nó ác độc và cường đại như thế nào cho đến hiện tại toàn bộ cường nhân trong lịch sử trúng phải nó còn chưa có ai có thể thoát khỏi bị nguyền rủa tới chết ta không cho rằng long khiếu thiên có thể sáng tạo kỳ tích ngẫm lại mà xem long thanh vân mới đi lớn như vậy mà đã mất đi phụ thân thì sẽ đối phó với chúng ta như thế nào người nào cũng biết hắn cho tới bây giờ không phải là loại người mềm lòng nương tay bằng không hắn cũng sẽ không tại lúc ba tuổi đã giết người hơn nữa hắn thậm chí vì một hầu gái mà phá hủy giáo hoàng cung có trời mới biết hắn sẽ vì phụ thân của hắn mà làm ra chuyện gì cách tây lý cười lạnh nói nếu không thể trở về ta thà rằng chết trận cũng tuyệt đối không muốn rơi vào trong tay hắn nếu không sợ là đãi ngộ tốt nhất đối với chúng ta sau này chính là buộc trên cọc gỗ nhọn thẳng cho đến chết giống như số phận của bọn nô lệ hèn mọn bộ hạ nguyện thề chết phá thông thông đạo mọi người lập tức sĩ khí dân cao lên, trên người bọn họ đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bất quá rốt cục dục vọng muốn sống lại khơi dậy không cùng ý chí chiến đấu, vì thế, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, 30 vạn tạp đặc đại quân đã bắt đầu tại sơn khẩu lưỡng tí sơn đại chiến, ngày hôm qua, bần đạo cũng là một đêm không có ngủ, khắc lệ ti đề na nha đầu chết tiệt kia. Sau khi hoàn thành tiếp nhận đầu hàng xong thì không thèm quan tâm đến khuyên can của ta, tự mình bay mất, làm cho kế hoạch dùng tiếp hai nguyện vọng của mình hoàn toàn phá sản. Rơi vào đường cùng, ta chỉ đành tự mình bố trí phòng ngự, lưỡng tí sơn kéo dài ước chừng hơn 50 dặm, bởi vì trên đường nhỏ còn có hơn 10 vạn tù binh tạp đặt, nên phòng ngự của ta bị thọc sâu áp suất chưa đến 30 dặm, ta đem trước sau 30 dặm chia thành hai phần chia đều phòng ngự. Bộ phận thứ nhất thọc sâu ước chừng 20 dặm, do đệ nhất sư đoàn, đệ tam sư đoàn cùng đệ tứ sư đoàn phân biệt phòng ngự một đoạn, mỗi đoạn ước chừng năm dặm, đệ ngũ sư đoàn phụ trách phòng ngự đoạn sau. Dựa theo dặn dò của ta, bọn hắn từ ngày hôm qua đã bắt đầu ngay tại chỗ giao giới đầu và cuối hai phần đúng củi, đầu gỗ toàn bộ chặt đi ném tới nửa phần trước, sau khi đều đã chuẩn bị tốt, bần đạo đích thân tới tiền tuyến chỉ huy. Sở chỉ huy của ta dựng tại đỉnh Bắc Sơn Lương. Ngày mới sáng, ta liền nghe được tiếng trống trận từ xa xa truyền đến, vội vàng đem ra đa phóng ra, Xuyên qua ánh mắt của lôi đạt, ta có thể nhìn thấy đại quân tạp đặt chừng 20 vạn bộ binh trước núi, chi chít sắp hàng chỉnh tề. Phía sau áp trận chính là 10 vạn kỵ binh, theo chiến kỳ đại biểu tổng công kích quân chậm chậm dương lên, mấy chục vạn đại quân cùng nhau hò hét xông về thanh long quân đoàn đóng ở sơn khẩu lưỡng tí sơn. Lúc này Thái Dương mới vừa vặn mọc lên, bọn hắn từ phía tây tiến công đến hướng đông, không thể tránh khỏi bị ánh mặt trời chiếu vào trong mắt, tầm nhìn không rõ, hành động liền chậm chạp, điều này lập tức trở thành ác mộng của bọn hắn bởi vì ngay khi bọn hắn còn chưa có lên tới trên núi thì từ trong đám cây cối trên núi bắn ra vô số nỏ tiễn chẳng khác như là châu chấu cùng ùn kéo đến tuy rằng binh lính tạp đặt đều nhanh chóng dùng tấm chắn ngăn cản nhưng mà đành chịu vì số lượng quá nhiều bọn hắn vẫn là từng hàng từng hàng ngã rạp xuống quân lính tạp đặt cũng không phải dễ chọc ào ào bắn tên đánh trả trong đám cây cối cũng đôi khi tiếng kêu thảm thiết của các chiến sĩ thanh long quân đoàn, nhưng mà, chúng ta dù sao cũng có vật che đậy, cho nên số thương vong vẫn ít hơn của tạp đặc. Sau khi qua một đợt tẩy lễ của mưa tiễn, đại quân tạp đặc vẫn ương ngạnh tiếp cận đám cây cối, cùng ỷ vào nhiều người một đường dít lên, tình hình tiếp theo sau đó giúp ta nhìn ra giữa mỗi người chỉ huy thì có sự bất đồng. Sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn tạp ba đặc là một dũng tướng, vốn là không quen lối đánh phòng thủ, sau khi nhìn thấy quân tạp đặc bị dày đặc nỏ tiễn bắn đến áp đảo khí thế, hắn ngay lập tức liền mang theo thân vệ cưỡi ngựa dết ra ngoài, vừa lên đến đã xuất kỳ bất ý phản xung phong. Chiêu này của hắn thật sự là ngoài ý liệu, ngay cả ta cũng không nghĩ tới hắn tại trong đám cây cối không ngờ ấn dấu 5.000 con chiến mã, sau đó lựa chọn đột nhiên giết ra, chiêu này thật sự là quá tuyệt. Mấy vạn bộ binh tạp đặc xung phong khi đến khu vực phòng thủ của tạp ba đặc thì bị mấy ngàn kỵ binh của hắn hoàn toàn tách ra. Tạp ba đặt đem người chém giết loạn xạ, sau khi làm cho bộ binh của tạp đặt giết đến tan tác thì trước khi kỵ binh của tạp đặt chạy đến trợ giúp liền chạy trở về trong rừng núi. Tuy rằng hắn cũng tổn thất không nhỏ, ít nhất có 2.000 nhân mã tại lúc xung phong cùng rút lui bị người ta chém xuống, nhưng mà so sánh với thành quả to lớn đạt được, điểm tổn thất này thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Xem ra sư đoàn trưởng tạp ba đặt của đệ nhất sư đoàn bề ngoài tuy rằng nhìn thấy thô kệch, nhưng kỳ thật đôi lúc cũng rất tinh tế tỉ mỉ sư đoàn trưởng thạch hổ của đệ tam sư đoàn xuất thân là cướp am hiểu nhất chính là bố trí cạm bẫy trong rừng núi núi rừng trong khu vực phòng thủ của hắn được xưng là con chuột cũng đừng hòng lọt qua từ đó có thể thấy được cạm bẫy nhiều cỡ nào quân tạp đặt sau khi công tới khu vực hắn phòng thủ người của đệ tam sư đoàn cơ hồ cũng không lộ diện đợi sau khi quân tạp đặt tiến vào cánh rừng mới phát hiện nguyên lai còn có địa phương so với địa ngục còn đáng sợ hơn. Không phải dưới chân đột nhiên mọc ra đầu gỗ sắc nhọn đâm lên, thì chính là đụng phải cơ quan phát động tên ngầm. Đáng sợ nhất là bẫy rập có động vật, tỉ như rắn ngủ đông, bị người của đệ tam sư đoàn sau khi đào lên liền thả vào trong bẫy rập, một khi ai đó dẫm lên, chính là liền bị nó hung hăng cắn cho một nhát. Mấy vạn đại quân tạp đặt ương ngạnh cỡ nào cũng bị những cảm bấy khó lòng phòng bị cùng tên ngầm bức cho đi ra. Sau đó thống kê lại, Đợt tiến công này, thương vong của tạp đặc đạt tới vạn người, mà tuyệt đại đa số đều là bị thương bởi cạm bẫy, ít nhất trong thời gian ngắn bọn hắn xem như mất đi sức chiến đấu. Xem ra sư đoàn trưởng Thạch Hổ này tuyệt đối là một nhân tài không theo khuôn mẫu A, tuy rằng chiến pháp bị ổi, nhưng mà tại trong toàn bộ ba khu vực phòng thủ, thương vong bên hắn là ít nhất, tuy nhiên thành quả chiến đấu lại là nhiều nhất. Sư đoàn trưởng Phúc Đặc của đệ tứ sư đoàn xuất thân là là quân nhân thế gia, một điển hình của quân nhân thuần túy chiến pháp của hắn cũng có điểm đặc sắc tại trong khu vực phòng thủ của hắn trước tiên là đem một đoạn cây cối ở sườn núi chặt sạch ngay cả rễ cây cũng không để lại kết quả tạo ra là một đoạn sườn dốc chừng trăm mét trụi lũi khi đại quân tạp đặt xung phong bởi vì nguyên nhân lên dốc tốc độ tương đối chậm hắn liền bắt lấy cơ hội này liên tục bắn chết quân tạp đặt đợi cho sau khi quân sĩ tạp đặt thật vất vả lên tới gần hắn lập tức mệnh lệnh đem cây cối bị chặt thả lăn xuống dưới kết quả là binh lính tạp đặt tổn thất thảm trọng cây cối hắn cho lăn xuống đường kính hơn một thước rưỡi dài mấy thước nặng mấy ngàn cân từ trên đến mấy trăm cây nặng cả ngàn cân lăn xuống sườn núi như vậy thanh thế quả thật kinh người thành quả chiến đấu cũng thật huy hoàng cứ như vậy trên sườn núi đã bị nhuộm thành một màu đỏ của máu tạp đặt chưa từ bỏ ý định a à. bọn hắn nghĩ đến những cây này lăn xuống cũng không phải vô hạn vì thế tiếp tục tấn công nhưng mà bọn hắn nếu có ít người giả vờ tiến công phúc đặt mang căn bản không để lăng cây nhiều người tổn thất kia ai chịu nổi a à. trong thời gian ngắn cục diện hai bên lâm vào bế tắc tình hình chiến đấu như vậy vẫn cứ dằn co đến tận trưa cuối cùng tạp đặt mới tạm thời thu binh thông qua lần công kích này bọn hắn trả giá bằng ba vạn người thương vong để minh bạch một đạo lý nguyên lai người ta sớm đã có dự mưu đến nước này phó nguyên soái cách tây lý của xà vẫn quân đoàn sau khi nhìn vào báo cáo chiến đấu cả buổi sáng trong tâm liền nguội lạnh bất quá hắn dù sao cũng là người lọc lõi trên chiến trường lăn lộn đến mấy chục năm ít nhất còn không có mất đi tự tin bọn họ chuẩn bị đích xác đầy đủ phó nguyên soái cách tây lý đối với bộ hạ ủ rũ quát nhưng không phải là một chút sơ hở cũng không có bộ hạ của hắn lập tức tinh thần phấn khởi bắt đầu sốt ruột nhìn chăm chú vào mặt cách tây lý Phó Nguyên Soái thấy vậy rất hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, các ngươi nhìn, hắn dùng ngón tay chỉ bản đồ nói, phạm vi phòng ngự của Thanh Long quân đoàn chỉ có 15 dặm, nhớ kỹ là 15 dặm, toàn bộ công tác chuẩn bị của bọn hắn đều là gói gọn trong phạm vi 15 dặm, chúng ta đường xa mà đến, trên chiến trường tác chiến với đối phương đã có chuẩn bị, thua thiệt là nhất định. Nhưng mà chúng ta tại sao phải làm như vậy đây? Chúng ta dựa vào cái gì không đi khỏi phạm vi 15 dặm này? Ý tứ của phó soái chẳng lẽ là đường vòng? Một sư đoàn trưởng nói: Vu hồi từ hai bên Vu hồi tới, ta cũng không tin. Long Thanh Thiên hắn có bản lĩnh đem phương viên mấy trăm dặm lưỡng tý sơn toàn bộ đều thiết lập cạm bẫy. Cách Tây lý nộ phát gầm lên nói: Sau khi Vu hồi từ bên cạnh cùng phía sau đem bọn chúng bao vây tiêu diệt, thậm chí không cần vây bọc, bọn hắn ít người, chỉ bằng một nửa chúng ta, chỉ cần ở trong rừng hỗn chiến, bọn hắn nhất định chết hết. Chết chắc rồi. Cách Tây lý sau khi thở hỗn hển mấy hơi, tiếp theo giận dữ hết, buổi chiều lập tức vu hồi, tốt nhất cùng bọn họ giả chiến, liều mạng tiêu hao. Đến lúc thật sự bọn hắn bởi vì thương vong quá lớn mà không thể không rút khỏi chiến đấu mới thôi. Mọi người sống hay chết là nhìn vào biểu hiệu buổi trưa này của chư vị đấy, thề chết đánh một trận với địch. Các vị tướng quân của tạp đặc bị hắn nói đến tâm huyết dân trào, đều nghẹn đủ khí lực, muốn tại xế chiều cùng thanh long quân đoàn huyết chiến tới cùng. Xế chiều hôm đó, quân tạp đặt bắt đầu tập trung bên hai cánh của quân ta, mà chủ soái thì giao cho kỵ binh bảo hộ. Sau khi vượt qua phòng ngự chính diện của ta, bộ binh tạp đặt còn lại không đến 20 vạn một đầu đâm vào trong rừng rậm mờ mịt, hướng hai cánh trái phải của ta bọc đánh vây kín. Tuy rằng núi cao rừng rậm, đường không dễ đi, nhưng mà, thật sự không ngăn nổi người ta nhiều người a. À. Vào 3-4 giờ xế chiều, bọn hắn sau khi chạy thật nhanh đoạn đường dài rốt cuộc cùng với hai cánh của ta giao chiến cơ hồ hết thảy đều giống với tưởng tượng của cách tây lý hoàn cảnh như vậy song phương địch ta xung đột kịch liệt rất nhanh diễn biến thành một hồi hỗn chiến mà chiến đấu lần này có thể nói là hoàn toàn tử chiến quân tạp đặt là vì phá thông đường về nhà vì về nhà vì mạng sống bọn hắn có dũng khí sống chết với địch nhân quân thanh long thì là bởi vì chủ soái bị thủ đoạn đê tiện ám toán sống chết không rõ mà bột phát ra lửa giận trước nay chưa có cái gọi là quân đau thương tất chiến thắng hơn nửa thắng lợi liên tiếp cũng làm cho sĩ khí bọn họ tăng lên tới cực điểm. Dưới tình huống như thế, hai phe đều có lý do cùng ý chí chiến đấu nhất định thắng lợi, khiến trận chiến này đánh cho cực kỳ thảm thiết. Tạp đặt dựa vào ưu thế quân số gấp hai quân ta, điên cuồng tiến công, đem binh lính đóng ở hai cánh của ta dồn sâu vào trong, còn quân ta ỷ vào chiến lực mạnh mẽ của mỗi binh sĩ, ưu thế địa hình so với quân tạp đặt quen thuộc hơn, thỉnh thoảng nhân lúc địch nhân yếu thế triển khai phản xung phong, tạo ra hiệu quả ngăn chặn quân tạp đặc tiến lên. Trên chiến trường nơi nơi đều là xác chết, chốn chốn cũng có thể nhìn thấy từng đám người đang chém giết nhau. Dần dần, tình thế trên chiến trường dần dần rõ ràng, đội quân tạp đặc càng ngày càng nhiều, mà quân của Thanh Long quân đoàn sau khi trả giá đại thương vong cũng không chống đỡ nổi nữa. Cho đến khi trời tối, bộ binh của tạp đặc đã đem hai cánh quân ta áp đến trung lộ, sau khi tập hợp với đội quân trung lộ, vì phòng ngừa bị người ta bao vây, ta hạ lệnh bọn hắn hoàn toàn triệt bỏ phòng tuyến thứ hai. Mệnh lệnh đệ tam sư đoàn cản phía sau, mục tiêu của bọn họ chính là muốn dùng cạm bẫy trì hoãn truy kích của địch nhân. Như vậy, phòng tuyến thứ nhất bao gồm cả đường vào hai con đường lớn nhỏ toàn bộ sụp đổ. Nhưng mà quân tạp đặt sau khi trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt, còn chưa từ bỏ ý định, vào ban đêm muốn tìm quân ta tác chiến, đáng tiếc, tại cảnh giới tuyến mà đệ ngũ quân đoàn xây dựng trước đó, thất bại mà về cảnh giới tuyến này kỳ thật chính là một khu vực dựa vào thế núi rộng hơn 50 thước dài hơn 10 dặm tạo thành, cây cối bên trong bị chặt hết, đều bị đưa tới trong phòng tuyến thứ nhất, như vậy một khu vực trụi lũi, đâu đâu cũng là đốt sáng, còn bốn sư đoàn của ta thì ở chung một chỗ phòng ngự, quân tạp đặt không có gì để che đậy đi tới dễ dàng bị bắn chết hơn phân nữa. Sau khi đánh tiếp một hồi, đại khái nhìn ra nơi này không dễ chọc, hơn nữa chiến đấu kịch liệt một ngày, sĩ binh mỏi mệt không chịu nổi, cho nên tạp đặt cũng không có tiếng công tiếp. Ban đêm, trong đại trướng của ta, vài vị sư đoàn trưởng bắt đầu hướng ta cầu nhau, thiếu gia. Ngài tại sao bảo chúng ta triệt hạ chứ? Quân ta cũng không thiếu anh hùng, cho dù là xuống ngựa bộ chiến, ta cũng phải làm cho bọn chúng biết sự lợi hại của thanh long quân đoàn. Sư đoàn trưởng tạp ba đặc của đệ nhất sư đoàn buồn bực nói. Là một cùng nhân chiến tranh, tại thời khắc mấu chốt chiến đấu kịch liệt, khi lệnh rút quân của ta tới tay hắn, hắn quốc ức không thôi nếu ta không có kim long lệnh hắn là hắn liều chết cũng sẽ không trở về đúng vậy a à, thương vong bên ta căn bản không lớn cho dù kiên trì mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề hiện tại thì xong rồi những cố gắng trước đây đều toi công thoáng cái đem phòng tuyến tặng cho người ta sư đoàn trưởng phúc đặt mang của đệ tứ sư đoàn cũng bất mãn nói ta so với các ngươi oan uổng hơn a à, các ngươi tốt xấu cũng cùng người ta chạm trán vài lần ta thì ngược lại bị các ngươi liên lụy cả lông người cũng không có nhìn thấy còn lại thì chạy hết ta ức hay không ức đây a à? sư đoàn trưởng thạch hổ của đệ tam sư đoàn ủy Khuất nói quân của hắn ở bên trong nhưng quân tạp đặt lại từ hai cánh tiến công làm cho hắn một trận cũng không được đánh liền đã bị bức đến cùng với những người khác cùng nhau lui lại hiện tại kêu ca lớn nhất chính là hắn mấu chốt là chúng ta triệt đến nơi đây dường như vô ích a à? hơn nữa tình thế dường như càng tồi tệ như vậy một cái cảnh giới tuyến tác dụng không nhỏ nhưng mà cũng không quá lớn người ta nếu vào ngày mai ngay tại chỗ lấy tài liệu tạo ra nhiều tấm chắn hơn là có thể dễ dàng đột phá phòng ngự của chúng ta đến lúc đó còn không phải được cận chiến sao tạm thay mặt sư đoàn trưởng đệ ngũ sư đoàn tướng quân tạp lý nhĩ cũng có chút bất mãn nói hắn mấy ngày nay toàn bị ta đốc thúc đi chặt cây cho nên bị đồng lưu trêu đùa gọi là tướng quân chặt cây mắt thấy người ta được đi đánh giặc còn hắn thì phải đốn củi tâm tình thực tại rất buồn bực, đều dông dài cái gì. Bần đạo không kiên nhẫn nói, trong đầu một đám các ngươi chỉ biết chém giết, một chút mưu kế cũng không biết nghĩ sao, động não không được hả. Đánh bừa có chỗ tốt sao, người ta là vội vã về nhà, mạng sống, vì điều này mà đỏ mắt. Đối với những gia hỏa như vậy, đánh bừa là hành vi ngu ngốc, có biết hay không, ta hiện tại nắm quyền, hơn nữa thắng lợi liên tiếp, vi tính cũng cao, bọn hắn đối với ta sớm sinh ra thân thiết nói chuyện với ta cũng không chút e ngại thiếu gia chẳng lẽ ngài lại có âm mưu sao thạch hổ ánh mắt tỏa sáng nói với ta ai bần đạo thở dài một tiếng nói an bài đi ngày mai ta muốn cùng phó nguyên soái của bọn họ nói chuyện nếu hắn chịu đầu hàng vậy là quá tốt thiếu gia ngài hồ đồ rồi sao tình thế trước mắt ta đầu hàng người ta mới đúng phúc đặt mang than thở mấy tướng quân đều ào ào gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngưng. Đầu hàng cái đầu các ngươi á. Bần đạo lắc đầu, không giải thích, chỉ là phân phó người đi thông tri ước hẹn ngày mai với đối phương. Ngày hôm sau, ta mới vừa thức dậy, thủ hạ báo lại, nguyên soái cách tây lý của tạp đặc cự tuyệt cùng ta nói chuyện. Điên cuồng ngất, đứng ở đồi cao trên đỉnh núi, bần đạo nhìn thấy đại quân tạp đặc đang thi nhau làm tấm trắng, chuẩn bị cho đợt công kích mới cảnh tượng nơi nơi đều bận rộn xuyên qua ánh mắt của lôi đạt ta chứng kiến cả phần trước nơi nơi đều là thân ảnh của đại quân tạp đặt bọn hắn đều đã sắp xếp xong cho đợt công kích thứ ba này chướng ngại trên đường lớn nhỏ đều bị phá bỏ kỵ binh của tạp đặt hiện tại đã ổn định ở trên đường đang tại trước chướng ngại trên đường thứ hai của ta nghỉ ngơi bần đạo nhìn nhìn lại hướng gió gió lớn đang điên cùng thổi mạnh từ đông sang tây như vậy chúng ta chiếm ưu thế thuận gió bất quá binh lính tạp đặt thân ở trong cây cối cũng không có bị bất cứ ảnh hưởng nào phó nguyên soái xà vẫn quân đoàn cách tây lý là một đại hỗn đảng bần đạo trong lòng thầm mắng tuy nhiên cũng là không có biện pháp nào ta vốn định gặp mặt khuyên hắn đầu hàng thế nhưng hắn lại cự tuyệt hảo ý của ta lúc này tên đã lên dây ta không phát không được tử đạo hữu bất tử bần đạo tạp đặt các vị chết vì nạn quan binh a à, nhưng ngàn vạn lần chớ có trách ta a à, ta chính là đã cho các ngươi cơ hội muốn trách thì trách nguyên soái cách tây lý đi là hắn khước từ đường sinh cơ của các ngươi động thủ đi bần đạo chán nản nói rồi tự mình quay về đại trướng thảm kịch sắp phát sinh này tuy là ta một tay đạo diễn nhưng mà tuyệt đối ta không muốn nhìn thấy sau một tiếng ra lệnh của ta soái kỳ sau lưng ta bắt đầu không ngừng vung vẩy theo sau ba nghìn dực nhân bay lên trời bọn hắn mỗi người sau lưng đều đeo mấy chục tên bôi dầu ba nghìn dực nhân Giết người giết không được bao nhiêu nhưng mà phóng hỏa thì thật sự đơn giản bọn hắn một lần bắn ra được ba nghìn ngọn lửa mấy chục mũi tên đối với bọn họ mà nói căn bản chỉ là trong mấy nhịp thở hơn mười dặm đường đối với bọn hắn bay trên bầu trời mà nói cũng là trong nháy mắt từ đó về sau vẻn vẹn vẻ chưa đến mười phút trong đất rừng của đại quân tạp đặt liền nhiều thêm hơn chục vạn ngọn lửa không chỉ có như thế dực nhân mặc dù là phong hệ pháp sư trời sinh nhưng mà bên trong tồn tại cá nhân kim tu hỏa hệ Hỏa hệ pháp thuật của bọn họ giống như biển lửa, tường lửa, lực sát thương thấp đến đáng thương, nhưng mà dùng để phóng hỏa mà nói, thật sự là quá dễ dàng. Còn những dược nhân không biết hỏa hệ pháp thuật thì dùng cùng phong thuật để gia tốc tốc độ đại hỏa lan tràn, hơn nữa nguyên vốn là có gió lớn, cho nên làm cho lửa lớn trong thời gian ngắn ngủi trở nên càng không thể dập tắt. Ngày tháng tư, đúng lại vào lúc khí hậu khô nóng, dưới tình huống như vậy, cho dù ta không đốt thì cũng tự cháy thêm vào có ta phóng hỏa nữa, quy lực quả thật rất là kinh người. Đại quân tạp đặt hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tới gần cảnh giới tuyến, liều mạng xông vào, lập tức bọn hắn thanh long quân đoàn chờ sẵn tiêu diệt, có người thông minh hơn một chút, dứt khoát ném vũ khí, giơ hai tay đầu hàng. Còn có một số tức giận, châm tên lửa hướng chúng ta bắn đến, ý đồ cùng chúng ta đồng quy vu tận, nhưng làm cho chúng ta bên này sợ hãi, chính là mấy tên lão luyện tâm ngoan, chủ động xông tới đem những tên ngu ngốc đó tiêu diệt. Một số người khác thì nhanh chóng dập lửa. bọn hắn chính là tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm trước mắt, nhìn thôi đã bị hù đến sắc mặt trắng bệch, cả người run run. Tạp đặt đại quân ngoại trừ không ngừng hò hét ra, cái gì cũng làm không được, nơi nơi đều là ngọn lửa, căn bản là trốn không thoát, đánh không được, chạy không được, chỉ có thể bất lực chờ đợi tử vong. Tiếng gào thê lương tuyệt vọng kia, cách thật xa như vậy đều rơi vào trong tay ta bần đạo nghe thấy mà lòng dạ rối bời. Đại hỏa đằng đẳng kéo dài ba ngày ba đêm, được thanh long quân đoàn chúng ta ra sức dập tắt lửa, mới dần dần tắt, trong đám cháy không có cái gì, thi thể đều không cần thu thập, toàn bộ thành tro tàn, phải nói rất sạch sẽ. Binh lính còn lại của đội quân tạp đặc không còn có dũng khí chiến đấu, đại bộ phận đầu hàng, chỉ có thiếu một số là theo phó nguyên soái cách Tây Lý chui vào sâu trong rừng. Kháo bần đạo lần này đại khai sát giới đều là hảo sự của lão hỗn đảng này gây nên. Hắn vốn là cổ vũ thủ hạ liều chết công kích, sau lại tìm ra lỗ hổng trong phòng ngự của ta, cuối cùng cùng cự tuyệt đàm phán với ta, làm cho ta bất đắc dĩ sử dụng hỏa công, có thể nói là tội ác tày trời, bần đạo tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Sứ mạng hiện tại của đội dực nhân chính là tìm được hắn, trận chiến này đi qua, chủ lực của xã vẫn quân đoàn bị giết gần hết, ngoài 20 vạn bị bắt làm tù binh ra, toàn bộ bị diệt. Trong đó tại giai đoạn thứ nhất khi vây công cha ta, chết trận hơn 6 vạn người, bao gồm một vạn người hy sinh cho vạn độc huyết chú. Tại giai đoạn thứ hai chết trận hơn 20 vạn, ngoại trừ 7-8 vạn kỵ binh chạy thoát khỏi đám cháy, bộ binh cơ hồ toàn quân bị diệt. Kỵ binh dù sao cũng là ở trên đường nghỉ ngơi, lửa vừa lên liền lập tức lên ngựa bỏ chạy, đem bộ binh cản đường đều giết chết không ít, đương nhiên có thể đã thoát ra. Bất quá một mồi lửa đốt chết rất nhiều người, bần đạo trong lòng thật sự là không đành lòng a à? ân ừ. hôm nào ta có nên làm cho bọn hắn một buổi lễ cúng bái siêu độ vong hồn không đây tuy rằng chết cháy không ít người làm bần đạo rất buồn bực cũng may thương vong của thanh long quân đoàn coi như vừa lòng ngoài trận đầu thương vong bốn vạn ra trong vài lần chiến tiếp theo cũng chỉ chừng hơn ba vạn mà thôi như vậy nếu tính toàn bộ thanh long quân đoàn trong thành ta có thể lấy ra được ba mươi vạn bộ đội khi lửa còn đang hừng hực thiêu đốt Bần đạo tập kết 10 vạn tinh nhuệ rời đi, công tác khác thì giao cho người khác a. À. Một bụng tức giận của bần đạo cần phải tìm người phát tiết chứ. Cặc cặc, tạp đặc quốc vương bất hạnh bị ta nhìn trúng. Tên hỗn đảng này tham dự toàn bộ kế hoạch đối phó với chúng ta, sinh tử phụ thân chưa biết, hắn phải chịu một nửa trách nhiệm, ta mà không tìm hắn gây chuyện thì cảm thấy thực có lỗi với bản thân quá. Mục tiêu của ta rất rõ ràng. Xà vẫn quân đoàn của ngươi không phải coi trọng thanh long thành của ta sao? Hắc hắc, vừa hay ta cũng coi trọng tổng bộ của Xà vẫn quân đoàn. Phong thủy của y tạp thành cũng rất tốt nha. Vì vậy đành phải lấy về chơi vậy. Khi bần đạo chặn đường lui của đại quân tạp đặt, cơ hồ ngày nào cũng có một đám nhân mã vận chuyển lương thực đi ngang qua. đương nhiên là ta sẽ dẫn bọn hắn đến một chỗ tốt, sau đó chơi trò uống chung cấp miết một bọn họ căn bản không nghĩ tới quân đội dẫn dắt bọn họ là địch nhân nên bị ta đánh cho trở tay không kịp đội ngũ vận lương của họ ngàn bài một điều đều là một vạn nô lệ vận chuyển một nghìn quân chính quy của tạp đặt áp giải phục kích thật đơn giản không có chút cảm giác thành tựu nào nhưng thu hoạch thì lại nhiều đến kinh người ngoài quân nhu ra thứ mà ta coi trọng là nô lệ mấy vạn nô lệ đều bị ta tập trung lại tẩy não rất đơn giản bần đạo chỉ dùng một câu là xong chuyện từ giờ trở đi các ngươi không còn là nô lệ nữa mà đã trở thành bình dân của đại hán quốc là bình dân tự do sau khi đại chiến chấm dứt ta sẽ thả cho các ngươi đi nghe đến đó rất nhiều người kích động đến nỗi lệ rơi đầy mặt rốt cục không phải làm nô lệ nữa rốt cục cũng đã có tự do của mình lúc đầu bọn họ còn không tin mãi đến khi lấy được lương thực và quần áo được phân phát rồi về lại lều trại lúc này bọn mới tin một đám hoang hô nhảy nhót mà sự cảm kích của họ với ta quả thật không thể diễn tả thành lời. Sau đó, ta nói thân phận và chuyện đời của Lệ Phù Nghê cho họ nghe, còn Long Trọng mời Lệ Phù Nghê ra gặp bọn họ nữa. Quốc gia của Lệ Phù Nghê bị diệt cũng chỉ mới mấy mươi năm, còn có rất nhiều lão nhân nhớ đến nên khi Lệ Phù Nghê xuất trướng, rất nhiều người đều quỷ trên mặt đất khóc lớn. Cảnh tình cảm cố quốc thật đẹp a, à, Lệ Phù Nghê cũng bị bọn họ làm cảm động đến phát khóc, Bất quá sau đó nàng bắt đầu giảng thuật bi thảm của đế quốc và hành vi vô sĩ của Phùng Tu Tư. Sau khi thành công kích động lửa giận của mọi người, nàng truyền tin tức Phùng Tu Tư đã bị bắt sống tới. Trong nhất thời, không khí đạt đến cao trào. Cuối cùng lệ phù nghe tung con bài cuối cùng ra. Ai có thể giúp đỡ Thanh Long quân đoàn suối dục nô lệ bạo động thành công thì sẽ có cơ hội được phong tước. Tin tức này lập tức làm đám nô lệ này ngay ra. Từ nô lê đến phong tước thì trên lệch đến cỡ nào a? À? Vẹn vẹn chỉ cần làm một chuyện không quá nguy hiểm là được, lúc này còn có ai sẽ buông tha cho sao, chỉ vì vài cái danh ngạch này mà đám nô lệ tranh nhau đến phá đầu. Cuối cùng, trải qua sàng lọc cẩn thận, lệ phù nghe chọn ra 500 người đi hoàn thành hành động lần này, vì ngăn chặn việc xuất hiện phản đồ, bần đạo để bọn họ nhìn thấy phùng tu tư bị bắt sống và hơn 10 vạn kỵ binh tạp đặt đầu hàng tới, trong nô lệ có rất nhiều người nhận quan quân trong đám tù binh của tạp đặt. Cái này thì không còn ai hoài nghi việc Tạp Đặt thảm bại nữa. Đợi hết lửa thì ta sẽ đưa 500 người này đi, đồng thời còn mấy trăm người của ta đi theo chỉ đạo bọn họ nữa. Không lâu sau ta đã lĩnh quân xuất chinh, vì có thể đi theo ta mà bốn sư đoàn trưởng bên cạnh cơ hồ phải đánh nhau, cuối cùng tên không hay ho là thứ năm sư đoàn, sư đoàn trưởng Tạp Lý Nhĩ, ai bảo hắn tư lịch thấp làm chi, không nói vừa lên chức mà còn là một đại quân đoàn trưởng nữa, hắn không ở lại thì ai ở lại? Y Tạp Thành là một thành lớn dân cư vượt quá 50 vạn, xem như là một nơi quân sự trọng yếu qua trọng nhất của Tạp Đặc, không chỉ có vị trí địa lý rất trọng yếu, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế và chính trị của phía Tây Tạp Đặc. Xét đến toàn bộ Tạp Đặc Vương quốc thì nó cũng xếp đệ tam, cách lưỡng tí sơn chừng 400 dặm, trước kia còn từng bị Gia Gia đạp đến, sau đó Gia Gia lại bị ám toán trong một hồi đại chiến kia làm nó lại bị Tạp Đặc chiếm lại. Sau này phụ thân mấy lẫn dẫn quân công tới, đáng tiếc đều bị thủ đoạn nguyền rủa âm độc của phùng tu tư bức lui. Lịch sử của y tạp thành rất lâu đời, bắt đầu từ quốc gia của lệ phù nghê, nơi này đã là trận địa phòng ngự trên cùng của đại hán quốc, sau đó bị tạp đặt với tài lực kinh người chiếm cứ, lại xây dựng rầm rộ, kiến thiết nó thành một tòa kiên thành được xưng là không thể phá được. Tường thành của y tạp thành cao gần 14 thước, độ dày của phần dưới vượt qua 10 thước, phần trên chừng 8 thước, đều chế tạo từ vật liệu thu thập trong núi gần đó chắc chắn vô cùng. Không chỉ như vậy, y tạp thành còn có chín tòa vệ thành bao quanh, mỗi tòa vệ thành đều có thể lưu trữ chừng 5 vạn quân. Có thể tưởng tượng, nếu cường công thì sợ là không có mấy chục vạn thương vong mà trăm vạn binh lực thì đừng mơ tới làm gì. Nhưng lần này bần đạo lại dùng 10 vạn đại quân đến xử nó. Lần này chúng ta mặc chế phục của xà vẫn quân đoàn, lấy công văn của chính tay Phùng Tu Tư viết, dùng cờ hiệu của tháp tháp á khắc sư đoàn, một đường đi tới thì các đồn biên phòng lớn nhỏ trong cảnh nội đều thoải mái cho vào ai có điều cho vào mà lại bị ta diệt thì quả thực cảm thấy có lỗi với người ta a à. thuận tiện nói một câu thách thách á khắc đồng chí quả thật tinh ranh, sau sự kiện đại hỏa thiêu hắn liền dự cảm đến sự tình bất ổn dưới tâm lý thế công cường đại của bần đạo rốt cục đã khuất phục nguyện ý phối hợp với ta để bắt lấy y tạp thành ai nói thật cũng không nên trách hắn bất trung thật sự là phùng tu tư rất đáng giận, hắn chỉ điểm không lọc một người nào của gia tộc tháp tháp á khắc, lại nói một ít tội vụn vặn của tháp tháp á khắc, cũng không có gì, một sư đoàn 10 vạn thì hắn chỉ ăn 3 vạn thôi, cũng không nhiều lắm, mặt khác là một ít việc như buôn lậu, mua bán quân sự vật tư, giúp đỡ gia tộc ức hiếp người thiện lương chế tạo án oan hay trực tiếp dùng danh nghĩa bọn tạc phỉ để cướp bóc thương đội vân vân, chừng đó tội cộng lại. Nhiều nhất cũng chỉ là diệt tộc mà thôi, bất quá, hiển nhiên hắn không muốn gặp kết cục như vậy, dưới sự đồng ý cam đoan của ta rằng tài sản và nhân viên gia tộc hắn sẽ không gặp thiệt hại gì thì hắn liền lập tức đáp ứng yêu cầu trợ giúp của ta, không chỉ hắn. Lại động viên thêm tâm phúc thủ hạ của hắn trong gia tộc tham dự, là phối hợp mệnh lệnh viết tay hàng thật giá thật của Phùng Tu Tư, 10 vạn đại quân của bần đạo mới có thể nghênh ngang đi vào trong lãnh thổ tạp đặc mà không bị phát hiện thì cũng không có gì là lạ, vẹn vẹn chỉ diệt đồn biên phòng là không đủ, chúng ta còn phải diệt cả mấy nơi đóng quân lớn nhỏ, cả trạm gác đồn trú vân vân nữa, thuận tiện còn giải cứu một ít nô lệ, dù sao bộ đội nơi này thật sự ít đến đáng thương, chỉ cần không tiết lộ tin tức là tốt rồi. Trong 400 dặm đường ta luôn tính toán 3,4 bước, nhưng khi cách Y Tạp thành mấy chục dặm đã xảy ra việc ngoài ý muốn, lúc ấy chúng ta phải đi ngang qua nơi đóng quân của một sư đoàn, bên trong vẹn vẹn có mấy trăm quân chính quy mà có đến mấy vạn nô lệ bị ta tẩy não. Bần đạo thật sự vẻn vẹn là đi ngang qua A, nhưng mà đại quân của ta vừa đến thì người ở trong đã tự mình hành sự rồi, chờ chúng ta đi vào đã thấy mấy trăm quân chính quy của tạp đặc đã bị mấy vạn nô lệ giận dữ đánh thành thịt vụn. Xem ra các nô lệ hận bọn hắn lắm A, hóa ra đám quan quân của ta thấy bộ đội như chúng ta đến đây, còn dựng cờ hiệu của tháp tháp á khắc liền hiểu được là ta, lập tức phát động bạo loạn, quan quân thủ hạ của ta đều là chiến sĩ từ bạc trắng trở lên đặt ở đâu cũng được xem là cao thủ có bọn họ đi đầu thì bạo động tiến hành thật sự rất thuận lợi có điều khi chúng ta đi vào thấy các nô lệ vẫn dùng ánh mắt e ngại nhìn ta lúc này mười mấy nô lệ và bộ hạ phụ trách đến đây làm công tác kích động mới thi lễ về phía ta chuyện quan trọng nhất lúc này là tiêu trừ sự nghi ngờ của đám nô lệ cũng không thể để bọn hắn làm rối loạn hơn nữa bần đạo tuyên bố bọn họ đều đã là người tự do lập tức một mảnh gào thét đinh tai nhức ốc vang lên Ta lại tuyên bố mười mấy người tham dự việc này được phong thành quý tộc, bây giờ từ bọn họ tạm thời thống lĩnh đám nô lệ này, chờ sau khi ta thu phục xong y tạp thành rồi lại xử trí tiếp. Không có việc gì không được ra ngoài để tránh bại lộ hành động của quân ta, chuyện như vậy gặp một lần là ta đã hối hận rồi, chung quanh trấn nhỏ không thiếu bình dân của tạp đặc và quan viên địa phương, động tĩnh lớn như vậy khó có thể bảo toàn người ta không biết a, à, cũng không thể giết sạch được đành phải mệnh lệnh phong tỏa những con đường giao thông trọng yếu lớn nhỏ, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Ai, đều do trước đó không ước định tốt, nếu những nô lệ và quan quân của ta trầm ổn hơn một chút là tốt rồi, bọn họ thật sự không nên gây thêm phiền toái cho ta a, à, làm loạn thêm rồi ta còn phải phong thưởng. Buồn bực, trong một đêm tối om, đại quân của chúng ta lặng lẽ đi đến dưới cửa thành của người ta, đương nhiên cũng chỉ 300 người mà thôi mười vạn người cùng đến thì ai dám mở cửa thành chứ mấy trăm người này toàn bộ là cùng chiến sĩ của ta giả trang đầu lĩnh chính là hai đại cao thủ thúc tổ và tạp la bất quá người kêu của lại là tháp tháp á khắc thủ vệ trong cửa nhìn thấy văn kiện và tháp tháp á khắc không dám chậm trễ nhanh chóng mở cửa thành ra chờ sau khi ba trăm người của bần đạo đi vào lập tức lộ ra diện mục dữ tợn giết sạch binh lính thủ vệ ở đây lập tức tiếng kêu thảm thiết cắt qua màn đêm yên tĩnh phóng thẳng lên trời cao khi toàn thành bị bừng tỉnh thì bộ đội mai phục ở ngoài thành cũng không nhàn rỗi mà đều giết vào đây, dưới sự dẫn dắt của nô lệ, bộ đội chủ lực giết thẳng về phía thành chủ phủ. Y tạp thành thành chủ đại nhân là một tên mập mạp gọi là Tháp Lạp, tối nay tâm tình của hắn rất vui sướng vì thủ hạ vừa báo cáo cho hắn hai tin tức tốt. Một là xà vẫn quân đoàn nguyên soái phùng tu tư đại nhân một đường thế như trẻ tre đánh tới dưới thanh long thành, thừa dịp đối thủ mê hoặc chưa kịp trở tay, nội ứng ngoài hợp bắt được thanh long thành hiện đang bao vây tiểu trừ đám lính tản mạng bên ngoài của thanh long quân đoàn một cái thắng lợi huy hoàng như thế đương nhiên tháp lạp phải cao hứng rồi làm quan viên phụ trách đảm bảo hậu cần dù sao hắn cũng có công lao thật lớn thăng quan tiến chức là chuyện tất nhiên bần đạo thừa nhận ta lại nói dối rồi tin tức này là ta dùng cờ hiệu của lão phùng thả ra nếu không mấy chục vạn đại quân đi mấy ngày rồi lại không có chút tin tức nào sao nếu vậy thì không tránh khỏi nghi ngờ a à cho nên ta mới sai người đưa cho hắn một phong thư làm cho hắn cao hứng một chút trước khi chết. Ha ha, bần đạo thực nhân từ nha, mập mạp thành chủ tháp lạp còn nhận thêm một cái tin tức cốt khác làm hắn cao hứng, tiểu thư quý tộc mà hắn để mắt kia, dưới áp lực của gia tộc đã khuất phục, bây giờ con dê nhỏ đang ở trong phòng ngủ của hắn chờ hắn a. À. Thể trọng của tháp lạp chắc đã ngoài 400 cân, thân thể đơn bạc gầy yếu của tiểu thư kia chẳng biết có bị hắn đè chết không nữa. Ngay khi tháp lạp chuẩn bị nhảy lên giường, một trận chém giết thảm thiết từ rất xa truyền đến, âm thanh hò hét kinh tâm động phách kia làm hắn lạnh cả người, vì thế lập tức xìu xuống, lúc này sao hắn còn có thể có hứng đây? Nhanh chóng mặc áo ngủ vào bỏ chạy ra ngoài. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Khi hắn đi ra phía trước mới phát hiện trong thành chủ phủ của hắn nơi nơi đều là loạn quân, bọn họ nơi nơi đuổi giết thủ hạ của thành chủ nhân số và thực lực trên lệch thật lớn biến trận chiến này thành đơn phương giết hại, tháp lạp sợ tới mức tùy tiện chui xuống, núp dưới một cái gầm giường, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị tìm ra, bắt làm tù binh. Cùng lúc đó, ở vùng ngoại thành, trong các nô lệ doanh, dưới sự an bài của ta cũng đều xảy ra bạo động. Vì lần chiến tranh này mà tạp đặt triệu tập 100 vạn nô lệ công tác ở đây, việc chính là chế tạo và vận chuyển quân nhu vật tư, đãi ngộ của bọn họ kém tới cực điểm, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trăm người chết, hiện trạng như vậy bọn nô lệ đã phải chịu đựng mấy chục năm rồi, lòng sớm mang phẫn nộ chỉ chờ ngày bùng nổ. Dưới sự xuất động quy mô của phùng tu tư thì đám linh trong coi nô lệ ở đây còn không đến hai vạn, hơn nữa đều phân tán ra khắp nơi nên cuộc bạo động vô cùng thuận lợi, dưới sự tiếp ứng từ bộ đội của ta, vụn trộn đập vỡ xiền xích, giết sạch đám linh trong coi. Lần đánh bất ngờ này bần đạo nắm rõ tình huống trong ngoài thành như trong lòng bàn tay, quân trong thành ở trong y tạp thành vẹn vẹn chỉ một vạn người, ta phái ba vạn quân của đệ nhất sư đoàn chủ công, tuyệt đối không có vấn đề. Ta lại phái ba vạn quân của đệ tam sư đoàn phụ trách vây chặn ba chỗ cửa thành khác, cần phải thịt sạch đám lính trong thành, còn thừa ba vạn người của đệ tứ sư đoàn thì bị phân tán, làm bạo động trong mấy chục cái nô lệ doanh ở vùng ngoại thành, kế hoạch tiến hành phi thường hoàng mỹ, chiến sự khắp nơi rất thuận lợi, chỉ có ngẫu nhiên vài cái nô lệ doanh phát hiện hành động của chúng ta, nhưng dưới sự đột nhiên cường công thì đám thủ vệ ít đến đáng thương kia vẫn bị chế phục đến hưởng đông thì y tạp thành đã hoàn toàn đổi chủ ba vạn đại quân lưu thủ của tạp đặc vì muốn trông coi nô lệ phải phân tán quá nhiều nên bị chúng ta nội ứng ngoại hợp dễ dàng giết sạch tù binh cơ hồ chưa kịp bắt đã bị nô lệ phẫn nộ giết tổng thất của thanh long quân đoàn rất nhỏ vẹn vẹn là mấy trăm khi giao chiến với một vạn quân lính giữ thành và một ít thương vong khi tấn công phủ thành chủ bất quá ít đến mức có thể xem nhẹ, thành công chiếm lĩnh xong ta cũng không dám để đám nô lệ vào thành, nếu không bọn họ không làm hỏng cái thành này mới là lạ, một bên ta bảo các nô lệ trước tiên cứ ở tại doanh trại của mình đợi lệnh, phái đại biểu đến trao đổi với ta hướng đi sau này của bọn họ, một bên dán thông báo an dân, tỏ vẻ sẽ không làm gì với dân chúng trong thành. Đương nhiên, đám quan viên địa phương của tạp đặc thì vẫn phải bắt, sau đó ta kiểm tra tồn kho trong thành. Ha ha, không nhìn không biết vừa thấy đã bị dọa nhảy, quân dụng vật tư trong thành làm ta rất giật mình, chỉ riêng trọng giáp đã có sẵn hai vạn kiện, ở mã tràng ngoại thành còn gần 5,7 vạn chiến mã, mặt khác, giáp, thương, kiếm, thuẫn, cung vân vân đều trồng chất như núi, cũng đủ sức trang bị cho 20 vạn người, còn có tài sản trong kim khố nữa, cạc cạc, tiền mặt gần 300 vạn kim tệ, còn khách khí làm gì, bần đạo ra lệnh một tiếng. Tất cả các tướng sĩ thanh long quân đoàn tham chiến, không phân lớn nhỏ, trợ cấp mỗi người 10 kim tệ, bị thương 15, chết trận 100, thanh long quân đoàn lập tức sôi trào. 10 kim tệ là quân lương một năm của một binh lính bình thường đấy. Lập tức loại tình cảm sùng bái cảm kích của họ với bần đạo lại nhảy lên một cái độ cao mới, các quan thì chướng mắt chút tiền này, bần đạo có thứ khác thưởng ngay. Ở trong phủ thành chủ và nhà của mấy đại quý tộc tìm thấy vô số kim ngân châu báu và các loại vũ khí quý báu, đóng ma pháp áo giáp, Ma pháp kiếm cao cấp làm thủ hạ của ta đều hoa cả mắt, tuy rằng theo tình huống bình thường, những thứ này thu được đại bộ phận phải quy về nước, về phía nguyên soái, còn thừa chút chút mới đến phiên bọn họ, gớm. Bần đạo mới mặc kệ cái này, dù là quốc vương muốn chiến lợi phẩm cũng là thứ còn sót lại của ta. Vì vậy ta dựa theo cấp độ của đám thủ hạ, phát cho mỗi người một bộ ma pháp áo giáp, bình thường mà nói, chỉ có áo giáp của một bậc tướng quân vạn phu trưởng mới là ma pháp áo giáp giá trị chừng một vạn kim tệ, giống với cuồng long thiết kỵ của ta. Bây giờ ta lại thu được hơn 30 bộ ma pháp áo giáp cấp bậc này, đưa hết cho ba cái sư đoàn trưởng cho bọn hắn tự chia. Ma pháp áo giáp của sư đoàn trưởng giá trị cũng tầm năm, 10 vạn, ba cái sư đoàn trưởng của ta cũng chỉ có đệ tứ sư đoàn trưởng, phú đặc mạng có một cái, đây là đồ tổ truyền nha, ta lấy từ bảy kiện thu được lần này cho bọn hắn mỗi người một kiện. Ta còn đoạt được hai kiện áo giáp cấp bậc nguyên soái, Loại áo giáp này không phải là tay nghề của nhân tộc có thể chế tạo ra, tuyệt đối là kiệt tác của Ải Nhân Đại sư, mỗi cái gia tộc chỉ cần có một kiện thì đã có thể thờ phụng như vật báo gia truyền rồi. Giá trị cụ thể không biết, nhưng chắc chắn ngoài 50 vạn, ta đành phải tự mình giữ lấy, không có cách nào, không đủ chia a. À. Nhưng ba cái sư đoàn trường ý vào thân phận trưởng bối của ta, nói chuyện cũng không cố kỵ bao nhiêu, dây dưa mãi không ngớt, cuối cùng, rơi vào đường cùng ta cũng chỉ có thể đáp ứng về sau nếu có đại chiến nữa, các ngươi ai thu được thì ưu tiên cho các ngươi một kiện, sau đó mới đến người khác. Bọn họ vừa nghe thấy còn cơ hội mới buông tha ta, có thể không có cơ hội sao? Đại môn của tạp đặc vương quốc cũng bị ta đập vỡ, tảng lớn thổ địa ở trong cơ hồ không chút đề phòng, sao có thể cứ như vậy mà dừng lại được, giống như đại hán. Tạp đặc vương quốc cũng có tứ đại giả chiến quân đoàn gồm đã bị diệt, xà vẫn quân đoàn, ngân hồ quân đoàn đóng tại tiên hoa thảo nguyên. Hổ Hoàng quân đoàn đóng quân gần Vương Đô và thiết bích quân đoàn đóng ở Hổ Hoàng Thành để phòng ngự Mỹ cách Lam đế quốc, đương nhiên còn có một cái tạp đặt vương gia cận vệ quân làm bằng sắt nữa. Bây giờ toàn bộ phía Tây tạp đặt, một quân đoàn duy nhất có thể chống lại ta, xà vẫn quân đoàn đã toàn quân bị diệt rồi, 13 cái hành tỉnh phía Tây tạp đặt với ta mà nói cơ hồ là không đề phòng, không bắt lấy thì không phải là ta làm, thất vọng ai đó à, thứ ta ít nhất lúc này là bộ đội, mười vạn người bên cạnh ta đã đại chiến nhiều tràng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày mới được hơn nữa chỉ có chừng đó người thì không đủ ta còn đang đợi đám bộ đội phía sau đến đây dựa theo mệnh lệnh của ta tất cả bộ đội còn thừa của thanh long quân đoàn đều kéo qua đây giao nhiệm vụ trông coi tù binh và thủ thành cho bộ đội tiếp viện dù sao không có mệnh lệnh của quốc vương thì bọn hắn không thể tự mình phóng ra vậy để bọn hắn giữ nhà cho ta a à? nói thật cho dù thêm những bộ đối sắp tới đây thì dù toàn bộ thanh long quân đoàn xông ra, muốn chiếm lĩnh 13 cái hành tỉnh cũng không phải dễ dàng, cho nên ta gan dạ mộ binh ngay trong đám nô lệ, dùng vũ khí thu được mà võ trang, như vậy ta lại có hơn 20 vạn bộ đội, sức chiến đấu của bọn hắn thì không cần nói cũng hiểu, thấp đến đáng thương, ta không thể bắt bọn hắn đánh giặc được, chỉ cần bọn hắn có thể trị an tốt những nơi chiếm lĩnh là được rồi kỳ thực thứ ta lo lắng nhất là làm sao xử trí mâu thuẫn của nô lệ và bình dân các nô lệ đều là khổ đại cừu thâm vạn nhất nếu trả thù thì thực có thể biến thành một hồi tai nạn thậm chí nếu như bị người có dụng tâm kín đáo lợi dụng thì tốc độ bại lui của ta sẽ nhanh hơn cả tốc độ tiến công nữa ta cũng không muốn giống như tạp tây á ở ngoả nạp cho nên ta dặn dò cả ngàn lần với lệ phù nghê bảo nàng phải quản lý tốt nô lệ sau khi giải phóng Tuyệt đối không để phát sinh chuyện bốn phía giết hại đám người nguyên là bình dân hay quý tộc của tạp đặc, lệ phù nghê cam đoan với ta nhất định sẽ không để thảm sự như vậy phát sinh thì ta mới thoáng yên tâm. Bất quá, để bảo hiểm thì ta còn phải có an bài khác, bần đạo bị một đống chuyện này quậy cho đến tối mới an bình. Lúc này khắc lý lại tìm tới cửa, hắn yêu cầu được toàn quyền tiếp quản phòng thí nghiệm của phùng tu tư, cạc cạc, ta đang kỳ quái sao không tìm ra hắn đâu hóa ra hắn đi tìm hang ổ của Phùng Tu Tư. Căn cứ theo khắc lý giới thiệu, Phùng Tu Tư có kiến thiết ma pháp tháp của riêng mình, hắn luôn ở trong phòng thí nghiệm, cơ quan trong tháp rất mạnh, khắc lý cũng mất rất nhiều công sức mới có thể đi vào. Ở trong đó hắn phát hiện thấy ma pháp bút ký của Phùng Tu Tư, bên trong ghi lại rất nhiều ý tưởng thực nghiệm hắc ám hệ và ví dụ thành công, khắc lý cảm thấy rất thán phục. Hắn xin phép ta được tiếp quản phòng thí nghiệm để nghiên cứu sâu hơn một chút, ta cảm thấy về sau tạm thời không có đại chiến gì toàn bộ phía tây tạp đặt đã không còn một chi quân đội nào có thể chống lại chúng ta nên đáp ứng yêu cầu của hắn bất quá ta vẫn yêu cầu có thể tùy thời gọi hắn đến dù sao đây là đánh giặc tình huống nào cũng có thể phát sinh tiễn bước khắc lý bần đạo một mình đứng trên cổng thành nhìn thổ địa bên dưới không khỏi nghiệm ra hóa ra cảm giác nắm quyền to trong tay là như vậy a à. thực con mẹ nó mệt ba ngày sau bần đạo ở vùng ngoại ô quân doanh y tạp thành, cử hành một lần tuyên thệ nghi thức xuất quân thanh thế lớn, có điều châm chọc là, trước đó không lâu, cũng ở chỗ này, phùng tu tư cử hành nghi thức tương tự, chẳng qua là hắn dẫn quân ấn công đại hán, mà ta lại dẫn quân tấn công tạp đặc, hoàn toàn tương phản. Tại trong quân doanh có thể cất chứa 10 vạn người này đang đứng chỉnh tề 10 vạn kỵ sĩ sát khí đằng đằng. Toàn bộ tinh nhuệ của Thanh Long quân, đệ ngũ sư đoàn đều tề tụ, đi lên điếm tướng thai, bần đạo nhìn một đội binh lính uy vũ hùng tráng ở dưới trong lòng không khỏi sinh ra một cổ hào khí tận trời tựa như cái ngày ta đắc đạo xuất sư cái loại khí thế thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn lại buông xuống người ta bần đạo vẫn khởi khí công bình ổn tâm tình có chút kích động bắt đầu nói với bọn hắn mấy chục năm trước thổ địa dưới chân chúng ta là tổ phụ ta đại hán thanh long quân đoàn tiền nhiệm miên soái dẫn dắt vô số binh lính dũng cảm dùng máu tươi và sinh mệnh đánh hạ từ tay địch nhưng mà hắn lại bị một tiểu nhân đê tiện ám toán tạp đặt nhân cơ hội đó đoạt lại chúng ta có thể từ bỏ sao không thể mười vạn người đỏ mắt giận dữ hét ngay mấy hôm trước tạp đặt dùng thủ đoạn ti tiện của ma tộc vạn độc huyết chú mưu hại phụ thân ta thanh long quân đoàn đương nhiệm nguyên soái bây giờ hắn còn đang trong tình trạng hôn mê sinh tử không biết bần đạo nói tới đây rốt cuộc không đè nén được tâm tình kích động giận hô từ nội tâm đồng thời còn có bốn vạn chiến sĩ dũng cảm bị tạp đặt dùng nguyền rủa đê tiện của ma tộc sát hại chúng ta nên làm gì đây nợ máu trả bằng máu thanh âm mười vạn người hét lên thẳng tận trời xanh từ giờ khắc này bắt đầu báo thù ta chỉ về phía bụng của tạp đặc quát dưới vô số anh linh chiến sĩ chứng kiện ta lấy kim long kim bài chí cao vô thượng trong tay mệnh lệnh các ngươi tiến công tiến công lại tiến công ta muốn binh tiến tạp đạp nhỉ mã đạp lưu hoa hà, binh tiến tạp đạp nhĩ, mã đạp lưu hoa hà. Mười vạn người dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn ta, sau đó từ nội tâm kịp lực hét lên, tạp đạp nhĩ là thành thị lớn thứ hai của tạp đặc, có con sông lưu hoa làm giao giới chia cắt tạp đặc làm hai. Nếu đánh tới đó thì cũng có nghĩa là nửa gian sơn tạp đặc đổi chủ, mà hành động vĩ đại một hơi đánh chiếm 13 hành tỉnh có thể sáng tạo nên kỳ tích trong lịch sử quân sự đại lục bọn họ có thể đích thân tham dự việc sáng lập kỳ tình, có thể tưởng tượng được sự hưng phấn của họ cao đến giường nào. Đại đội đầu tiên có thể đến Lưu Hoa Hà, ban cho vinh dự chiến kỳ của Lưu Hoa Hà, tiền thưởng 10 vạn. Cuối cùng bận đạo còn để cho bọn hắn một miếng thịt mồi, một đại đội bất quá 1.000 người mà thôi, 10 vạn chia theo đầu người cũng được 100, mà có vinh dự chiến kỳ thì chi đại đội này sẽ được gọi là Lưu Hoa Hà vinh dự đại đội là người đầu tiên có thể cướp lấy vinh dự vì đại đội sẽ đạt được vinh dự thật lớn vô luận ở đâu cũng sẽ được tiếp đãi long trọng và hoan nghênh lớn nhất đây là theo đuổi suốt đời của một quân nhân hơn nữa vinh dự lớn như vậy mạnh hơn huân chương rất nhiều có thứ này tốc độ thăng quan sau này không khác gì ngồi hỏa tiễn vô cùng nhanh nói vậy vì chiến kỳ này mà bọn họ sẽ tranh nhau đến vỡ đầu có lòng tin hoàn thành mục tiêu của chúng ta trong thời gian ngắn nhất không cuối cùng bần đạo hỏi một câu Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Chúng nhân đã bị ta dùng tiền tài và vinh dự làm mê muội, cơ hồ là vắt cổ họng hô, bần đạo cũng không nói nhảm nữa, rút bảo kiếm ra, chỉ về phía trước quát, tiến công, giá. Cơ hồ đám chiến sĩ cùng phát tiếng cô, dục ngựa như đua chạy về phía trước. Mười vạn quân chia làm năm hướng rất nhanh biến mất trước mặt ta, lần tiến công này xem như bần đạo đã dùng toàn lực rồi, tiên quân đã xuất phát từ hôm qua, đội tinh nhuệ này vừa đuổi từ Thanh Long Thành tới nên hôm nay cử hành nghi thức tuyên thệ trước lúc xuất quân. Cuối cùng ta đã điều động gần 40 vạn Thanh Long quân đoàn, trong đó vì vừa thu được rất nhiều chiến mã nên tổng cộng có tới 30 vạn kỵ binh. Những kỵ binh này phân về ngũ đại sư đoàn, phóng ra về năm hướng, yêu cầu trong thời gian ngắn nhất công hãm toàn bộ 13 hành tỉnh phía Tây Tạp Đặc. Kỳ thật chủ yếu là 44 cái thành thị trong đó, chỉ cần chiếm lĩnh được chúng ta xong, ta trả 10 vạn bộ đội còn lại ra, Hợp nhất vào trong nô lệ bộ đội, tổng cộng lại làm ra gần 40 vạn bộ binh. Ta còn đặc biệt lo lắng vấn đề mâu thuẫn giữa bình dân và nô lệ, vì giải quyết việc này nên ta rõ ràng đáp ứng cấp thổ địa cho các nô lệ, chỉ cần có thổ địa thì sẽ có tự do và cuộc sống sau này được đảm bảo, bọn họ không có khả năng lại vì cừu hận nhàm chán mà đi gây sự. Về phần thổ địa từ đâu ra thì không thể nghi ngờ, chỉ có thể dựa vào tịch thu đại quý tộc mà thôi cho nên ta mệnh lệnh một ít thân tín tìm ra đám quý tộc thế gia lớn nhất, béo nhất ở các nơi, sau đó bố trị một cái tội danh mà xét nhà, tài vật thu được thì chia theo tỷ lệ 2, 8, hai thành nho nhỏ này sẽ phân phối cho các nô lệ. Dù sao, theo ta được biết, thổ địa phía Tây tạp đặt lớn hơn nô lệ rất nhiều, cũng đủ chia, hắc hắc, cái gọi là nhập vào của công chính là tập trung tài vật về y tạp, từ các tinh linh ta điều ra từ lãnh địa làm công tác sàng chọn các tinh linh đều là mỹ học đại sư có cái nhìn độc đáo với các ma pháp vật phẩm nói vậy dưới tuệ nhãn của họ chắc đống trân châu sẽ không bị mai một a à. xem xét xong thì quản gia vương tiên sinh của ta lại tự thân dẫn dắt một đám nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành định giá cao nhất tất nhiên là tự mình để lại trung hạ đẳng thì nộp vào quốc khố về phần rất nhiều tiền mặt thu được bần đạo rất rộng lượng phân ra ba thành thưởng cho đám binh lính tham chiến ba thành cho thanh long quân đoàn còn lại mới đến quốc khố Đương nhiên, dù sao cũng đang ở trong một cái thời đại lạc hậu như vậy, ta không thể đuổi tận giết tuyệt toàn bộ quý tộc của tạp đặt được, nếu không thì quý tộc toàn đại lục sẽ không tha cho ta nên ta còn hạ một mệnh lệnh, bảo thủ hạ tìm những quý tộc hơi nghèo, lại không có bao nhiêu địa vị, cho bọn hắn dùng tài sản mua đất, vị, tỷ như quan viên địa phương chẳng hạn. Dù sao bây giờ ta không có bao nhiêu thủ hạ, không bằng bán cho bọn hắn, cạc cạc, nếu bọn hắn dám tham ô thì ta còn có cớ để giết bọn hắn, lại xét nhà, sau đó lại bán cho một đám khác. Hắc hắc, như thế nào cũng không chịu thiệt, đây cũng là phương lược vĩ mô mà thôi, trong quá trình thực thi khẳng định có thể sẽ nảy sinh vấn đề khác. Nhưng trên những vấn đề dân sự như thế, thật sự bần đạo không có tinh lực và hứng thú để ý tới, đơn giản giao hết cho lệ phù nghe. Thông qua sự quan sát và khảo nghiệm của ta mấy hôm nay, Phát hiện nàng không chỉ cảm thấy thực hứng thú với mấy thứ này mà còn đặc biệt tinh thông nữa, hơn nữa thân phận của nàng đi làm việc này quả thật rất hợp, có thể bớt phiền giúp ta. Còn một chuyện ta lo lắng nữa là tiến độ của ngũ đại quân đoàn. Tuy rằng phía Tây tạp đặc đã không còn quân chính quy quy mô nữa, nhưng là canh gác đội ở địa phương vẫn có một ít, một cái tỉnh thành ít ra cũng có mấy ngàn người. Nếu mấy ngàn người phát động thêm quần chúng tử thủ thành trì thì quả thật kỵ binh của ta không dễ thuận lợi đánh chiếm rồi, sở dĩ ta dám không kiên nể gì khoái công như vậy là có hai điểm tin tưởng, một là hữu bại của tạp đặt, căn cứ tình báo mẫu thân cung cấp, đại đa số bộ đội canh gác tại các thành thị đều không đủ ba thành, bảy thành còn lại đều là chỗ trống. Nhưng mà trong ba thành này, đa số là đệ tử ăn chơi của quý tộc, bổn sự tai họa dân chúng thì đúng là nhất lưu đấy nhưng bản lãnh đánh giặc thì thật sự rất khó coi quân đội như vậy thì ta lại đi sợ hắn sao điểm thứ hai là sự tồn tại của lệ phù nghê mạng lưới tình báo của nàng rất lợi hại cơ hồ thẩm thấu tới tất cả các phương diện ở phía tây tạp đặt chỉ cần đại quân của ta vừa đến thì người của nàng sẽ toàn lực phối hợp với chúng ta hay hoặc là trực tiếp dẫn người đầu hàng đổi màu cờ hay kích động nô lệ tạo phản lấy y tạp thành làm ví dụ đi khi nàng cho thấy thân phận của mình với đông đảo nô lệ của y tạp thành cũng lấy truyền quốc ngọc tỉ ra làm chứng cơ hồ toàn bộ nô lệ đều nhận thức nàng làm lãnh đạo có thể thấy nàng rất có địa vị trong đám dân chúng này cho nên có lệ phù nghê chính quy công chúa tồn tại có thể ngang với uy lực của trăm vạn đại quân của ta mà khoái công như ta còn có một cái bảo đảm an toàn dù sao ba mươi vạn quân lực này thuần một sắc kỵ binh có thể đánh thì đánh không thể đánh thì chạy thôi không có vấn đề gì bần đạo đã từng dặn dò qua bọn họ rồi nếu bộ đội thủ thành không chịu đầu hàng, bọn họ sẽ không cường công, chỉ cần đi ngang qua là được. Sẽ có bộ binh đại quân đến sau thu thập bọn hắn, kỳ thật, sở dĩ bần đạo phải khoái công là còn một cái bất đắc dĩ nữa, đó là phản ứng của tạp đặc. Tuy phía tây tạp đặc không có bộ đội có thể đối kháng với ta thì không có nghĩa là phía đông không có A, à. nếu không phải hàng xóm đằng đông là Mỹ cách lam đế quốc thì hắn mới không nở để nhiều bộ đội ở phía đông như vậy đâu, dưới tình thế như bây giờ, nếu ta không thể nhanh chóng chiếm lĩnh 13 hành tỉnh phía Tây, một khi tạp đặt kịp phản ứng, phái đại quân tới đánh nhau với chúng ta thì sẽ gặp khó khăn rất nhiều, coi như uổng phí những thi thố bí mật ngày trước của ta. Theo bần đạo đoán, từ ba ngày trước, khi bần đạo công hãm xong y tạp thành thì tạp đặt mới biết được việc lớn không xong, mà tin tức này muốn rơi vào tai vương đô thì không có 10 ngày nữa tháng mới lạ, mà ta muốn trong khoảng thời gian này, lấy tốc độ tia chớp đánh chiếm toàn bộ 13 cái hành tĩnh phía tây phía tây tạp đặt như vậy ta sẽ giằng co với viện quân tạp đặt ở nơi hiểm yếu lưu hoa hà cái này rất có lợi với ta nếu ta đến chậm một bước để viện quân của tạp đặt giành được quyền vượt qua lưu hoa hà thì chiến trường sẽ là phía tây tạp đặt này nơi mà ta không chút nào quen thuộc lại không có nơi hiểm trở để phòng thủ không có binh hùng tướng mạnh như người ta quần chúng trụ cột cũng chưa chắc mạnh hơn nhìn thế nào cũng ra một trận ác chiến ta không muốn gặp, thua thì thua không còn một mảnh, cho dù thắng thì thanh long quân đoàn cũng bị thương đến gân cốt, tội gì phải thế. Chẳng bằng mạo hiểm đánh chết nhoáng cho khỏe, là công thành danh toại hay thua chạy té khói thì phải xem trận này ra sao thôi. Khi bần đạo giống trống khu chiên toàn diện xâm lấn tạp đặc thì những gì xà vẫn quân đoàn gây nên và tin tức bọn hắn toàn quân bị diệt giống như có cánh vậy, truyền khắp đại lục, vương đô đại hán khi mẫu thân biết tin phụ thân trúng phải vạn độc huyết chú sinh tử không hay đương trường ngất xỉu người kiên cường như gia gia cũng lão lệ tung hoành dù sao đây cũng là một đứa con trai cuối cùng của hắn vì vậy đại hán lập tức dẫn phát một hồi đại phong bạo cả nước chung một mối thù quốc vương lập tức hạ lệnh cả nước tổng động viên tiến vào trạng thái chiến tranh chính thức tuyên chiến với tạp đặt hơn nữa hắn còn mệnh lệnh cho hai con bộ đội chính quy về dưới quyền ta mà trong hoàng cung giáo hoàng tại thành đô cũng nổi lên một trận phong bạo thật lớn, ngay trong phòng hội nghị bí mật của giáo hoàng cung, mọi người đều chờ đợi đại sự mà giáo hoàng sắp tuyên bố, lúc này, người đang ngồi ở đây ngoài giáo hoàng và thánh nữ tiên nhã còn có 12 vị hồng y giáo chủ, ngũ đại quân đoàn trưởng. Thánh quan thương hội hội trưởng Mạng Triệt Ti và dị đoan tài phán sở dị đoan tài phán sở sở trưởng Nam Đức Ti đặt. Sau khi nghe được tin tức, sắc mặt giáo hoàng tuy bình tĩnh nhưng âm thầm mang theo một tia đau buồn ở một cái hội nghị cách đây không lâu, mình bị thủ hạ khuyến khích ra một cái quyết định hạn chế muội muội đã đủ làm nàng ức chế. bây giờ lại thêm chuyện này nữa thì ai biết lửa giận của nàng sẽ phát tiết như thế nào a? À? bây giờ giáo hoàng chỉ có thể cầu nguyện nàng không động thủ ở đây thôi. sau khi mọi người tụ tập đông đủ, giáo hoàng ra một ánh mắt với một hồng y giáo chủ bên cạnh, ý bảo hắn đi tuyên bố. hồng y giáo chủ kia kêu khổ trong lòng nhưng cũng không thể không đứng dậy, ấp a à ấp úng nói, vừa nghe được tin tức đại hán quốc nguyên soái long khiếu thiên trúng vạn độc trớ chú của phùng tu tư hiện sinh tử không rõ một cổ sát khí lạnh thấu xương lập tức vây quanh toàn bộ hội trường tất cả mọi người cảm giác như rơi vào hầm băng vậy khí thế của tổ mẫu không ngừng sinh ra giống như vĩnh vô chừng mực giống như sóng thần ập đến mang theo áp lực thật lớn làm tất cả mọi người cơ hồ không thể thở nổi ngoài hai người giáo hoàng thủy chung bình tĩnh như không coi khí thế của tổ mẫu như không tồn tại mà khí thế đến bên cạnh tiên nhã sẽ tự mình biến mất nên hai người bọn họ không có chút nào áp lực những người còn lại thì không được bị ép đến mức cả người đầy mồ hôi bất đắc dĩ bọn họ đều bắt đầu phản kháng nhưng mà khí thế của tổ mẫu thật sự rất mạnh lấy nhất địch chúng vẫn không rơi vào hạ phong bất quá khí thế của nàng tự hồ đã đến đỉnh như bị một đạo vách tường vô hình trói buộc vậy bất quá lửa giận của tổ mẫu vẫn chưa giảm còn không phát tiết thì sao có thể buông tha được nàng quyết tâm tăng khí thế của mình lên nữa, rốt cục, đạo vách tường vô hình kia bị quyết tâm và nghị lực của nàng phá vỡ. Tựa như lượng tích lũy đến cực điểm mà dẫn theo biến chất, khí thế vừa rồi như sóng thần lưu động giờ đã động lại thành núi cao, một ngọn núi thật lớn đặt lên vai mọi người, giáo hoàng biến sắc, kinh dị nhìn tổ mẫu, sau đó hơi hơi cười khổ, lão gia hỏa không biết nên khóc hay nên cười. Trong lòng hắn lúc này cũng chỉ có hai chữ, kiếm thần, dưới sự đã kích thật lớn như vậy, Trước cục tổ mẫu cũng bước tiếp một bước cuối cùng, vì bước này mà nàng đã cố gắng gần trăm năm. Bảy hồng y giáo chủ, thủ hộ quân đoàn trưởng Mã Kỳ Nạp, ma đạo quân đoàn trưởng Mễ Tác Lạp, mấy tên ngày trước dốc sức khuyến khích giáo hoàng bây giờ không ngừng kêu khổ trong lòng. Núi cao đè lên người đã đến mức họ không thể chịu nổi nữa rồi, đấu khí, ma pháp thuẫn toàn bộ đã xuất ra, mà những người khác ngược lại không có chút việc gì, đây là thực lực của kiếm thần, đã có thể khống chế phạm vi tác dụng của khí tràn. Nhưng mà cái chân chính làm khó bọn hắn là áp lực trong lòng, vốn, lần hành động này của bọn họ là để phối hợp tạp đặc thu thập đại hán, nếu ngay trên chiến trường đánh bại Thanh Long quân đoàn, cho dù đương trường chém giết Long Kiếu Thiên cũng không có chuyện gì. Có điều lần này Long Kiếu Thiên trúng phải nguyền rủa của ma tộc, cái này chẳng khác nào những người ở đây giúp đỡ ma tộc tính kế đứa con của nàng sao? Đạo lý đã bỏ chạy qua phía tổ mẫu rồi không có đạo nghĩa ước thúc thì không ai có thể tưởng tượng ra tổ mẫu sẽ làm ra điều gì. Hơn nữa, bây giờ bọn họ không phải đối mặt với quan chi kiếm thánh mà là vị kiếm thần thứ chín trong lịch sử đại lục. Tuy rằng kiếm thần và kiếm thánh chỉ cách nhau có một bước, nhưng thực lực biến hóa tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Nhìn xem A Nhĩ Bá đặt dưới tình huống bị thương còn có thể chạy thoát khỏi sự đuổi giết một rồng một người của tổ mẫu là biết sự lợi hại của kiếm thần. Phải biết rằng, hàng năm, Số lượng kiếm thánh luôn bảo trì chừng hơn 20 cái, nhưng trong đó phải mấy trăm năm sau mới xuất hiện một vị kiếm thần a. Đột nhiên khí thế như núi tiêu thất, thân hình tổ mẫu chợt lóe lên liền mất bóng, tốc độ thật đáng sợ. Mọi người nhìn thấy một màn này âm thầm giật mình trong lòng, giáo hoàng với vẻ mặt lo lắng đứng lên, tiên nhã còn đang phẫn nộ trừng mắt mấy người gây họa, bây giờ thần thánh khí tức trên người nàng đã rất nồng đậm, dưới ánh mắt chăm chú của nàng, mấy người kia đều cúi đầu xuống sau đó tiên nhã mang theo vẻ mặt bi phẫn cũng rời đi. Tiếp núi lớn nhất đời này của phụ thân là không có con gái nên vẫn chiếu cố tiên nhã rất nhiều, tiên nhã vẫn coi hắn như cha ruột của mình, nghe được tin tức này thì trong lòng tiên nhã cũng bi thống vạn phần, rầm. Sau khi hai người đi rồi, ghế dựa của mấy người đang gội đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn. Vì không đề phòng kịp nên đều té xuống đất, chật vật vô cùng, hóa ra tổ mẫu đã sớm động tay động chân trên ghế của họ đáng thương cho mấy người kia cũng đều xem như nhất đẳng cao thủ vẫn ngây thơ không biết người khác đều nhìn bọn họ với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhắn nhủ một câu các ngươi xong đời rồi quả nhiên sau khi tổ mẫu đi ra chuyện thứ nhất là phân phó thủ hạ vài câu sau đó chạy như bay đến phòng ngoại giao mỹ cách lam đế quốc tại thánh đô một tòa trang viên xinh đẹp nàng đến tìm mã hách đáng thương cho thổ chi kiếm thánh còn không biết ôm thần tới cửa đâu nhiệt tình đón tổ mẫu vào sau khi vào phòng tổ mẫu cũng không vô nghĩa trực tiếp nói một câu ta tới tìm ngươi để luận bàn kiếm thuật lúc này mã hách mới phát giác sắc mặt tổ mẫu có chút không đúng chưa kịp nói lời phản đối thì thì thần khí bảo kiếm chiến thần tán dương đã rời võ mấy phút đồng hồ sau tổ mẫu mỹ mãn tiêu sái đi ra để lại một câu hôm nào lại đến bái phỏng mà thổ chi kiếm thánh được xưng là phòng ngự đệ nhất cũng đã mặt mũi bầm dập tay chân rút gân té trên mặt đất vết thương lớn nhỏ trên người lại là vô số kể hiển nhiên cũng là do tổ mẫu để lại mà một tòa trang viên đang tốt lành giờ cũng trở thành phế tích không cần chờ hôm nào khi màn đêm vừa xuống ma hách đã vụng trộm chạy ra khỏi thánh đô thề không bao giờ trở lại nữa so với đồng lõa mã hách chủ mưu phòng ngoại giao của tạp đặc vương quốc thường trú tại thánh đô càng không hay ho hơn bọn họ trực tiếp được một nghìn đại binh thánh quan kỵ binh đoàn bảo vệ những đại binh này làm công tác bảo vệ cũng rất xuất sắc, không chỉ không cho người khác vào mà ngay cả những người trong phòng ngoại giao cũng không được đi ra, đúng là muốn cho mấy chục miệng ăn ở trong kia đói chết mà. Mãi đến một ngày đẹp trời nào đó, giáo hoàng đích thân mở miệng cầu tình, tổ mẫu cũng nhất thời mềm lòng thả bọn họ, lúc đó cảnh tượng ở trong làm người đi vào xem toàn bộ nôn mửa. Vỏ cây, thảm cỏ hay hoa hòe toàn bộ bị ăn sạch, mấy chục người đang tìm kiếm lão thử và con gián đâu một đám đói bụng đến nỗi xương bọc da cái này thảm a còn không bằng cả dân châu phi chạy nạn bọn họ đều là thành viên bên ngoài của giáo đình tổ mẫu ra tay giáo húng cũng không có gì nhưng mà mâu thuẫn của nội bộ giáo đình nàng không thể trực tiếp tới cửa đấu võ được bất quá cái này tuyệt đối không có nghĩa là mấy tên này có thể vô tư lự ngược lại bọn họ một đám đều bất an chờ tổ mẫu xử lý a mọi người sống chung mấy chục năm còn không rõ ràng tính tình của tổ mẫu sao quả nhiên Đầu tiên là mấy cái hồng y giáo chủ đang làm việc tại Hoàng Kim Thập Nhị Cung, mấy ngày liên tục không ai đến tìm, chẳng lẽ bọn họ đều đột nhiên thất nghiệp sao? Đương nhiên không phải, là vì trước cửa cung của bọn họ đều bị kỵ binh đoàn phái đến 200 người canh gác. Lý do là nghiêm tra gian tế ma tộc, trên thánh sơn tra tìm gian tế ma tộc, lý do này thực hoàng đường, thực khôi hài, nhưng lại không ai dám đi phản bác. Tất cả những giáo chủ tìm đến làm việc đều bị bọn họ cản trở về nhưng lại dùng một vài lý do đánh một trận, lý to thiên kỳ bách quái, tỉ như màu tóc vàng quá, bất kính với giáo chủ đại nhân, nếp nhăn trên mặt nhiều quá, ảnh hưởng đến hình tượng quan huy của Thánh Sơn vân vân. Bất quá đều có chung một đặc điểm là những người bị đánh đều có quan hệ mật thiết với bảy hồng y giáo chủ bị canh gác, không làm việc sao có thu nhập đây? Sao có uy tín đây? Cái này xong phim rồi, mà bảy hồng y giáo chủ chỉ có thể giận mà không dám nói gì động thủ, khẳng định không phải đối thủ của tổ mẫu, vừa lúc để tổ mẫu lấy cớ đánh bọn hắn một chút. Tìm giáo hoàng Giáo hoàng đã sớm trốn đi, không bao giờ lộ diện nữa rồi, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng, xem như nghỉ ngơi a. À. Bất quá kỳ thật tâm lý của bọn họ vẫn có điều cân bằng vì cái dạng đãi ngộ này đã xem như không sai rồi. Nhìn xem thủ hộ quân đoàn Mã Kỳ nạp kìa, đấy mới gọi là không hay ho a. À. Thủ hộ quân đoàn tổng bộ bị kỵ binh đoàn tra xét tám đạo, mặc cho ai ra vào đều phải nói tên tuổi, quê quán, giới tính, chiều cao vân vân, lặp đi lặp lại 8 lần mới được, nếu không là bị đánh ngay. Tám trạm cách nhau không đến 300 thước nhưng muốn đi qua một lượt phải mất 2 giờ, nếu ra vào là 4 giờ, chỉ mấy trăm thước chậm trễ 4 tiếng, ai mà chịu nổi. Không phải người của thủ hộ quân đoàn không muốn phản kháng mà thật sự là bị cưỡng gian nhiều lần rồi, đã hoàn toàn mất đi ý thức và quyết tâm phản kháng rồi. Mấy ngày đầu còn có mộ vài thanh niên nhiệt huyết tổ chức mấy trăm người, muốn thịt đám người chỗ trạm gác, không ngờ kỵ binh đoàn người ta đã sớm có chuẩn bị, vừa đến một cái trạm gác đã có ngàn vạn bộ đội chính quy của kỵ binh đoàn xuất hiện. Cam đoan không đến 30 phút, nhiệt huyết đã đổi lấy rê rỉ, cái này vẫn chưa hết, bọn họ còn bị dính tội cản trở thi hành công vụ, bị bắt vào ngục giam của kỵ binh đoàn, ở trong đó trải qua bao nhiêu thê thảm thì không ai biết. Dù sao sau khi mấy trăm thanh niên nhiệt huyết này đi ra, tất cả đều trở thành thị dân tốt, đánh không hoàng thủ, mắng không hoàng khẩu, đến trước cửa nhà người ta gây sự có thể không chuẩn bị sao? Cả 10 vạn kỵ binh thay phiên nhau tuần tra ngay cửa của thủ hộ quân đoàn, cam đoan lúc nào cũng có thể xuất hiện một vạn người ngay, hơn nữa tổng bộ kỵ binh đoàn trực tiếp tiến vào trạng thái chiến tranh, hủy bỏ chế độ nghỉ ngơi, một khi khai chiến cam đoan trong thời gian ngắn nhất phát động toàn bộ bộ đội. Mã Kỳ Nạp nhìn thấy trận thế này cũng không dám vọng tưởng dựa vào thủ hạ đánh nữa nên hắn đi cầu cứu Đông Ni, bất đắc dĩ Đông Ni phải vác cái mặt già đi tìm tổ mẫu cầu hòa, đi vào kỵ binh đoàn tổng bộ thuyết minh ý đồ đến, tổ mẫu cũng rất thống khoái nói, chỗ đó có 8 trạm gác, ngươi chỉ cần có thể thủ vững 8 phút thì ta sẽ triệt tiêu tất cả, nếu không được thì ta sẽ tăng lên 16 cái, được rồi. Đông Ni có thể từ chối sao? Tất cả mọi người đều ngang cấp, Đông Ni còn lớn hơn một chút, nếu 8 phút cũng không dám kiên trì được thì sau này làm sao có mặt mũi nhìn người khác đây. 5 phút sau, Đông Ni các hạ đang sanh long hoặc hổ bị người khiên ra ngoài. Sau đó truyền ra tin tức 12 cái xương sườn của hắn gãy hơn nữa, thương tích lớn nhỏ khác không biết bao nhiêu, từ đó về sau mọi người cũng hiểu được chênh lệch giữa kiếm thần và kiếm thánh. Dù sao tổ mẫu đại nhân không mất một sợi lông nào, mà ngày lành của thủ hộ quân đoàn lại càng xa vời hơn, 16 trạm gác. Bất quá tài ăn nói của thủ hộ quân đoàn lại tăng trưởng vèo vèo, tốc độ đọc ra tính danh quê quán nhanh đến vô cùng. Một ngày phải đọc hơn 30 lần thì ai có thể không nhanh đây? Toàn bộ thánh sơn bao phủ dưới lửa giận của tổ mẫu đại nhân, quy lực khủng bố đến nỗi giáo hoàng cũng phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà tổ mẫu đại nhân còn chưa hết giận vì một con lão hồ ly tội ác tày trời mất tích. Từ sau lần họp kia, ma đạo quân đoàn trưởng tác mễ lạp mất tích hắn rất hiểu sự lợi hại của tổ mẫu nên tự mình chạy trước, tìm một chỗ núp vào. Nhìn thấy kết quả bi thảm của mấy người kia, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, trí tuệ của hắn đã giúp hắn thoát một kiếp, ma đạo quân đoàn khác những quân đoàn khác, đám ma pháp sư cũng không phải dễ trêu chọc, kể cả tổ mẫu cũng không dám chặn cửa của người ta, ai biết khi nào thì ở trong bay ra mấy cái cao cấp pháp thuật, chút người của đồn biên phòng này thật sự không đủ nhét hàm răng người ta hơn nữa địa vị của pháp sư cao cao tại thượng không ai dám gây sự mà không có cố kỵ cả nhưng mà tổ mẫu có thể dễ dàng thả tác mễ lạp sao tác mễ lạp né tránh bên ngoài một hồi lâu tự nhận là sóng gió đã qua lại không bỏ được thực nghiệm trong trong phòng thí nghiệm liền vụng trộm chạy về không ngờ hành tung của hắn đã sớm bị người mà tổ mẫu xếp vào ma đạo quân đoàn đăng báo tổ mẫu không nói hai lời lập tức mang theo tạp thu toa tìm tới cửa một đường bạo lực phá tanh bành phòng ngự của phòng thí nghiệm gặp được lão hồ ly này, làm trò trước mặt hắn hoàn toàn đập nát tất cả phương tiện và thành phẩm trong trong phòng thí nghiệm. Tâm huyết trăm năm của lão gia hỏa toàn bộ ngâm nước nóng nhưng hắn ngay cả rắm cũng không dám thả, tổ mẫu và tạp thu toa đi vào đã dùng khí thế cường đại tập trung lên người hắn rồi. Nguyên bản muốn ẩn thân trốn chạy, lại bị chân thực chi nhãn của tạp thu toa tìm ra, chính bắt nhìn thấy ma pháp tài liệu, luyện kim tác phẩm nhiều năm gom góp của mình, lòng lão gia hỏa đau như cắt cuối cùng tổ mẫu đại nhân xả giận xong cầm một lọ khôi phục tể thuốc nho nhỏ nói ai nha cuối cùng ta cũng tìm được nó rồi thật sự là ngượng ngùng a tiền bối ta tay chân vụng về lỡ làm hỏng một ít đồ vật của ngươi rồi ngươi không trách ta chứ tác mễ lạp đang nghe truyện trên tv audio cv bị khí thế của một người một rồng ép đến nổi đầu đầy mô hôi căn bản không nói ra lời ha ha không nói gì có nghĩa là không trách vậy cáo từ tổ mẫu đại nhân cứ như vậy tiêu sái rời đi, bất quá bình khôi phục tể thuốc nho nhỏ này lại trở thành thứ mà mọi người tranh mua. Đây chính là một lọ khôi phục tể thuốc còn sót lại của đại ma đạo sư tác mễ lạp các hạ, có giá trị kỷ niệm đến cỡ nào a? À? hoa. Lão nhân hơn trăm tuổi gục xuống đất đầy mảnh vỡ, gào khóc lớn, 13 ngày, vẻn vẹn chỉ 13 ngày thì tiên quân của ta đã vọt đến bên cạnh lưu hoa hà, tiến độ của ngũ đại sư đoàn không khác nhau lắm, 13 hành tỉnh phía Tây Tạp đặc bị ta dùng tốc độ ti chớp chiếm lĩnh hoàn toàn, 13 cái hành tỉnh có 11 cái bị chiếm, còn 2 cái đang ngoan cố chống cự, mà 44 thành thị có 7 cái còn đang ngoan cố chống cự. Bất quá ta tin rằng thời gian của bọn hắn không còn bao nhiêu, bộ binh sư đoàn đến sau đã vây quanh bọn hắn, những thành thị nhiều năm không trải qua chiến trận này nhân số ít đến đáng thương, mà bộ đội phụ trách công thành đều là tinh nhuệ chi sư trong thanh long quân đoàn, lại người đông thế mạnh, sĩ khí dân trào, không cần đánh cũng đã biết kết quả, nghĩ cho đại cục nên bần đạo không cho bọn hắn mảnh công, trước tiên cứ vây quanh đã, sớm muộn gì cũng phải đầu hàng, vừa tới tay thì nhanh chóng tịch thu chiến lợi phẩm cho ta, đại quý tộc khắp nơi xem như tổn thương nặng, đều bị xét nhà hạ ngục. Còn đám quý tộc xuống dốc thì lại chiếm hết tiện nghi, bọn họ chỉ cần giao ra một ít gia sản gầy còm của mình lập tức sẽ trở thành thủ lãnh địa phương ngay, tiện nghi tốt như vậy ai không muốn chứ chỉ cần có địa vị thì chút tài sản này chẳng lẽ không thể kiếm lại sao? Bọn họ không chỉ vui tươi hớn hở hoan nghênh chúng ta mà còn giúp chúng ta tịch thu nhà đám đại quý tộc nữa, đại quý tộc mà, nhà ai chẳng có vài cừu nhân. Lúc này coi như có thù báo thù, có oán báo oán, những thứ cướp đoạt được này bỏ đầy vô số xe ngựa, từ các nơi cuồn cuộn không ngừng chảy về y tạp thành, đại kho hàng trong thành nguyên bản dùng để đặt quân nhu, bây giờ bỏ tài bảo vào cũng ngại nhỏ nữa kìa bọn lính của ta đều rất chuyên nghiệp, khi xếp nhà, ngay cả gia cụ, cửa sổ xa hoa vân vang đều gỡ ra chở đi, khoa trương nhất là ngay cả mấy bức điêu khắc trong hoa viên cũng không buông tha, thường xuyên nhìn thấy các loại tượng điêu khắc thật lớn vận vào trong thành. Ai? Các chiến sĩ của Thanh Long quân đoàn rất đáng yêu, trước kia bọn họ nghèo đến phát sợ, bây giờ nghe thấy xét nhà thì thật là có gì vác nấy, dù sao ta có người mà, đám nô lệ được giải cứu đều tự nguyện hỗ trợ sau đó ta mới biết đây là vương tiên sinh cố ý căng dạng. Đám đại quý tộc phía tây phía tây tạp đặt đều là giàu nứt khố đổ vách, ngay cả cái sàn nhà cũng là mặt hàng xa hoa chứ đừng nói những bức tượng điêu khắc đại biểu địa vị, rất nhiều đều xuất ra từ bút tích của danh gia, đều là hàng vô giá cả. Mấy cái trang viên bị dọn sạch, trách nát cũng không thể lãnh phí được, ta tùy tay thưởng cho mấy tiểu quý tộc góp công chia việc giúp ta, mặc dù trang viên trách nát, nhưng tu bổ lại vẫn rất tốt nha, dù sao chúng ta cũng chừa lại cả một đống tường rào rồi còn gì ha ha mặc dù vương tiên sinh quản lý thu chi của ta có thể nói là kiến thức rộng rãi nhưng số bảo bối hắn gặp được cả đời này cũng không nhiều bằng một lần như vậy rất nhiều thứ hắn không thể đọc ra tên làm hắn có thêm rất nhiều kiến thức mới mẻ mừng rỡ đến mấy ngày không ngủ ngon mà vẫn tinh thần rạng rỡ hắn mang đến mấy chục cái đánh giá tài vụ sư đều không đủ dùng không thể không thỉnh cầu thương hội của mẫu thân trợ giúp mà mấy trăm tinh linh phụ trách xem xét lại nhìn hoa cả mắt, cả ngày ngâm mình trong kho hàng, ai gọi cũng không nghe. Các tinh linh này theo đuổi chấp nhất với đồ xinh đẹp thì không ai có thể so bì nổi. Ngoài những thu hoạch này còn có rất nhiều thứ làm ta đỏ mắt, nhưng không thể không dâng lên cho quốc gia. Cảm giác có thể nhìn không thể ăn này làm cho ta khóc ròng trong lòng. Tài phú số lượng lớn nhất chính là các loại khoáng vật thừa thải của phía tây tạp đặt. Riêng mỏ vàng không đã có ba cái, mỏ bạc bảy cái mỏ sắt mười mấy còn có mấy chục mỏ các loại khoáng sản khác nữa nhất là còn có một cái ma tinh quạng mỏ sản lượng không phải rất phong phú nữa trời ạ à, đống tài phú to lớn như thế này mà phải cấp cho tên quốc vương ngu ngốc kia sao bần đạo buồn bực không thôi phỏng chừng lợi nhuận thu vào của đống quạng mỏ này tuyệt đối sẽ vượt qua tổng giá trị ta thu được gấp đến độ ta nóng cháy tâm can nhưng lại không có biện pháp nào chỗ này về sau tuyệt đối không thể là lãnh địa của ta ta lại không thể mang quạng mỏ đi đành phải hạ lệnh liều mạng khai thác lấy được bao nhiêu thì lấy a tuy rằng ta hành động rất nhiều nhưng cũng không kích dân chúng nổi dậy vì đối tượng ta đã kích chỉ có một chỉ là đám đại quý tộc nhà cao cửa rộng tiền nhiều mà thôi không trêu trọc vào một ít quý tộc có chút yếu yếu thậm chí là thương nhân có tiền nữa là ta cũng không hạ lệnh xét nhà chỉ khai đao với một vài đại thương nhân đối nghịch mà thôi bất quá bọn hắn ít nhiều gì cũng là quý tộc nên cũng không tính phạm quy bọn hắn luôn làm mưa làm gió ở tạp đặc, làm sằng làm bậy không thôi, xếp nhà bọn hắn thì một chút phẫn nộ của dân cũng không có, ngược lại đại khoái nhân tâm, cớ sao ta lại không làm, điền sản đoạt được ngoài phân cho các nô lệ, dư thừa cũng đưa cho bình dân một ít nên danh dự của ta cũng không sai. Cạc cạc, làm cho bần đạo cảm thấy mình đang làm cải cách ruộng đất vậy, tay trái đoạt, tay phải chia, sau đó chờ ăn lương từ thuế, còn buôn bán được một đống danh vọng chuyện tốt như vậy sao ta lại không làm bây giờ có cái không yên lòng nhất là phụ thân thôi mẫu thân đã đến thanh long thành ta cũng phải bớt thời gian quay về một chuyến thấy mẫu thân khóc đến rối tinh rối mù ta mới chạy nhanh an ủi nói tình huống phụ thân tốt lắm hắn tuyệt đối có thể vượt qua ta bỏ vào hai lần bảo hiểm lận đó sau đó giải thích tình huống của phụ thân cho mẫu thân nghe cuối cùng còn phải cam đoan một lần nữa là phụ thân an toàn mới có thể làm mẫu thân thoáng bình tĩnh lại sau đó bần đạo lại an bài, an trí phụ thân ở một cái viện tử độc lập, trong bán kính 300 thước không được bất cứ ai lại gần, cho dù mẫu thân hay thiết giáp thú cũng vậy. Phải biết rằng phụ thân hôn mê trên chiến trường, ai mà biết khi hắn thanh tĩnh có thể tưởng rằng vẫn đang ở trên chiến trường hay không. Nếu hắn nổi điên, sách kiếm lên trà đạp một hồi thì chỉ sợ là cả cái thành chủ phủ cũng bị hỏng mất. Vì sự an toàn của mẫu thân và người của mình, không thể không phòng A. À an bài hết tất cả bần đạo mới vội vàng chạy lên tiền tuyến lưu hoa hà tạp đạp nhĩ thành lần tấn công chớp nhoáng này tạp đạp nhĩ thành là nơi làm ta không yên lòng nhất làm thành phố lớn thứ hai tại tạp đạp dân cư của tạp đạp nhĩ thành đã đột phá trăm vạn là đầu mối kinh tế then chốt trọng yếu nhất vốn tuy địa thế chiến lược của nó rất cao nhưng lại ở ngay giữa vương quốc không có sự uy hiếp của chiến tranh lẽ ra việc thi thố không ra sao nhưng mà tạp đặt lại cố tình hao phí của cải vật chất tạo ra một tòa thành kiên cố. Hơn nữa nhìn tư thế là bộ dáng phòng ngự tiên hoa thảo nguyên, kỳ thật cũng không kỳ quái là mấy, cái đó liên quan đến nội chính của tạp đặt, quốc vương hiện tại của tạp đặt sau khi đăng cơ luôn lo lắng về đệ đệ của hắn, huy hoàng hổ vương Tây Tư Nhĩ tạp đặt thân vương sẽ xoán vị, nói gì thì nói, hắn cũng biết là luận tài cán, ngay cả tư cách sách dép cho Tây Tư Nhĩ thân vương hắn cũng không xứng nữa là cho nên tìm các loại cớ khác nhau, biến một cái hổ hoàng quân đoàn chiến lực siêu cấp cường hãn từ mấy chục vạn địa quân xuống chỉ còn 5 vạn người. Không chỉ vậy, vì hán tử các bộ lạc thảo nguyên đều tín nhiệm Tây Tư Nhĩ Thân Vương nên đám bộ đội dòng chính của hắn cũng phải tiêu giảm, quy mô không ngừng thấu trừ, cuối cùng chỉ còn lại vẹn vẹn hơn 10 vạn người. Nhưng mà bộ lạc thảo nguyên mỗi người đều là binh lính cả, chỉ giảm không như vậy cũng vô dụng, nếu người ta nguyện ý thì tùy thời có thể kéo ra mấy chục vạn bộ đội nha vì phòng ngự bộ lạc thảo nguyên phản loạn nên tạp đạp nhĩ thành đã bị tu kiến thành một tòa thành kiên cố tạp đạp nhĩ thành xây dựng hai bên bờ sông lưu hoa bờ tây lớn nhất ước chừng hơn phân nửa dân cư và quân lính đều đóng ở đây bờ đông lại là nơi tụ tập cao cấp quý tộc các ngành chủ yếu cũng ở đây nên mặt tây mới tính là chủ thành giữa hai thành không có cầu chỉ có thể dựa vào thuyền đò mà thôi nhưng chiều rộng mặt sông của lưu hoa là mấy trăm thước lận dòng nước cũng không phải thực xiết có điều Lưu Hoa Hà phải gánh nhiệm vụ vận chuyển khoáng sản, quân sự vật tư và lương thực đến phía đông, trên mặt sông luôn có rất nhiều thuyền bè qua lại, thật sự không thể bắt cầu. Trên hai bến tàu của tạp đạp nhĩ thành đóng một đạo tạp đạp thủy quân, nhân số 5 vạn, chiến hạm lớn nhỏ chừng 1 nghìn, chuyên môn dùng để phòng vệ tạp đạp nhĩ thành. Mặt khác ở đây còn có chừng 10 vạn bộ đội phòng thủ nữa, quân dụng vật tư trong thành cũng rất hoàn mỹ, nơi này lại là nơi chế tạo, công nghiệp quốc phòng lớn nhất tạp đặc, ước chừng một nửa quân nhu của tạp đặt được chế tạo tại đây, một nửa khác ở vương đô. Dưới góc độ quân sự thì có thể nói địa vị của tạp đạp nhĩ thành không dưới tạp đặt vương đô. Bến đò trên lưu hoa hà rất nhiều, nhưng lớn đến độ có thể dùng thuyền nhanh chóng vận chuyển bộ đội thì chỉ có ba cái, tạp đạp nhĩ thành là một, thượng du 300 dặm, một cái thành thị khác tên là đề hà, phía hạ du 400 dặm có một tòa thành khác tên Mã Lan nữa. Đề Hà và Mã Lan đã bị ta chiếm lĩnh, hai sư đoàn bộ đội thứ hai và thứ tư của ta cũng đã qua sông. Bây giờ bọn họ đã hoàn thành công tác bảo vệ tạp đạp Nhĩ Thành, chỉ còn chờ đấu võ thôi. Nếu nói muốn cường công chỗ này thì cho dù bây giờ có đến mấy chục vạn đại quân của Thanh Long quân đoàn thì vẫn không có chút ưu đãi nào a. À. Nhưng chuyện rất kịch tính đã xuất hiện, đại quý tộc chủ quản nơi này là Tháp Tháp Á Khắc gia tộc, mà Tháp Tháp Á Khắc lại là người nối nghiệp tộc trưởng trong gia tộc. Nói như thế nào thì hắn cũng là thống soái 10 vạn quân, sư đoàn trưởng đã là một chức quan rất cao rồi nếu có thể không tốn một binh một tốt mà thu được tòa thành thị này thì ta có mười phần tin tưởng ứng phó đợt điên cuồng phản công tiếp theo của tạp đặt tháp tháp á khắc ta tính toán thả cho ngươi về bần đạo gọi tháp tháp á khắc đến trước mặt ôn hòa nói với hắn ngàn vạn lần không nên đại nhân tháp tháp á khắc bị dọa đến trắng bệt cả mặt sốt ruột nói cha ta sẽ lột da ta mất có lẽ ta cười nói nhưng khả năng không lớn, vì sao? Tháp tháp á khắc kỳ quái hỏi, bây giờ người sáng suốt đều nhìn ra tạp đặc phải xong đời rồi. Sức chiến đấu của bộ đội phía đông của nó thấp đến đáng thương, hai đại quân đoàn ngân hồ, hổ hoàng bị tiêu giảm tới cực điểm, mà sau khi phùng tu tư xong đời thì tướng lãnh của tạp đặc có thể chống lại ta cũng chỉ có huy hoàng hổ vương tây tư nhĩ tạp đặc thân vương, nhưng mà ta không nói ngươi cũng biết cơ hội lĩnh quân của hắn xa vời đến giường nào chứ. Bần Đạo hỏi Tháp Tháp Á Khắc: "Đúng vậy, hắn cơ hồ là không có khả năng lĩnh đại quân xuất chiến, hơn nữa hổ hoàng quân đoàn của hắn cũng chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi." Tháp Tháp Á Khắc cô đơn nói: "Là anh hùng thì bất cứ lúc nào cũng nhận được sự kính sợ của mọi người, ngay cả một cái hàng tướng như Tháp Tháp Á Khắc còn cảm thấy tiếc nuối thở dài, các ngươi cho rằng cả tạp đặc còn có ai có thể là địch thủ của ta?" Bần Đạo kiêu ngạo nhìn hắn hỏi: "Không còn." Tháp Tháp Á Khắc cúi đầu nói: một khi đã như vậy chuyện đại hán quốc chúng ta chiếm cứ nửa gian sơn phía tây tạp đặt là chuyện tất yếu rồi bần đạo cười hỏi đúng vậy đại nhân tháp tháp á khắc nói vậy phụ thân ngươi là một người nguyện ý trung quân liều chết sao bần đạo cười lạnh nói nếu là như vậy ta có thể thành toàn cho hắn nói vậy ít nhiều ngươi cũng đã nghe được tiếng gió rồi chứ đại hán quốc đã tổng động viên trên cả nướng hiện tại có trăm vạn đại quân đang cấp tốc hành quân đến nơi này đến lúc đó gia tộc của ngươi thật sự sẽ trở thành lịch sử trăm vạn đại quân là chuyện tưởng tượng đều là ta bịa ra để hù dọa hắn ý đại nhân là muốn ta đi chiêu hàng cha ta lúc này tháp tháp á khắc mới hiểu được đây chính là một cái công lao lớn bần đạo khuyên ta đồng ý giữ lại vị trí thành chủ cho phụ thân ngươi tước vị tăng lên một bậc đại công tước nên suy nghĩ kỹ a à. hơn nữa đại hán về sau sẽ trở thành đế quốc tước vị công tước của đế quốc cũng không kém cỏi so với thân vương của tiểu quốc nha mà tước vị này sau này sẽ thừa kế xuống ngươi chính ngươi tự mình lo lắng đi đại nhân vậy năm vạn thủy quân thủ thành là tư quân của nhà ta ta hy vọng có thể tiếp tục giữ lại tháp tháp á khắc cũng không phải người lương thiện lập tức đưa ra một cái điều kiện đồng ý bất quá ta hy vọng không còn cái gì khác ta lãnh đạm nói Vâng. Đại nhân. Tháp tháp á khắc cao hứng quỳ xuống nói, ta, tháp tháp á khắc khố cập A á đại biểu cho khố cập A á gia tộc tuyên thệ nguyện trung thành với đại hán vương thất, ta, Long thanh thiên đại biểu quốc vương bệ hạ tiếp thụ nguyện trung thành của gia tộc các ngươi, bần đạo tiếu A a nâng hắn dậy, thấm thí nói, về sau tất cả mọi người là người một nhà rồi, lần này ngươi đi phải bảo trọng đấy, đa tạ tướng quân quan tâm, mặt tướng tất không phụ nhờ vả. Tháp tháp á khắc kích động nói, hai cái hư tình giả ý tên diễn xong liền tự chia tay. Ai, diễn trò với một tên dối trá như vậy thật sự làm bần đạo buồn bực, ngay khi tháp tháp á khắc xuất phát thì rốt cuộc phụ thân của ta cũng đã tỉnh lại, nguyền rủa trên người hắn bị hai kiện chí bảo quan minh hệ hoàn toàn thanh trừ xong hắn mới bừng tỉnh từ trong mộng dậy, ở trong mộng, hắn bị người trói chặt lại. Không ngừng có oan hồn chết trận đến cắn thịt hắn, cảm giác chỉ có một chữ, đau thống khổ thật lớn làm một hán tử kiên cường như hắn cũng chịu không nổi nếu không có một âm thanh luôn nhắc nhở hắn kiên trì thì chắc hắn đã sớm buông tha rồi âm thanh kia là lời của ta vì mẫu thân ngươi nhất định phải cố gắng lên nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của mẫu thân phụ thân phát huy ra ý chí lực ương ngạnh của mình đứng vững từng hồi đau đớn tê tâm liệt phế kiên trì đến cuối cùng khi hắn ở thời khắc tối hậu nhìn thấy phùng tu tư nhe răng cười trong cơn giận giữ hắn bạo phát ra vô tận lực lượng Long gia mật kiếm, thần long thê hoàng liệt trảm không có chút dấu hiệu nào bùng nổ. Trong thanh long thành thành chủ phủ gầm lên giận dữ, đại địa rung chuyển, truyền khắp toàn thành. Toàn bộ kiến trúc lấy bán kính trăm mét quanh người phụ thân toàn bộ bị phá hủy, thủ vệ 300 thước ở ngoài đền bị một luồng khí lưu cực mạnh đẩy té trái ngã phải. Cũng may ta sơ tán nhân viên trước rồi, nếu không không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Trống. Một tiếng thú trống vang lên, đầu tiên đuổi đến hiện trường là thiết giáp thú nó vô cùng thân thiết chạy đến dưới chân phụ thân làm phụ thân đang còn ngây người hoảng sợ sau đó liền cao hứng thân thiết với nó khiếu thiên người thứ hai chính là mẫu thân nàng nhào vào trong lòng phụ thân khóc nức nở sao ngươi lại tới đây ta bị sao vậy phụ thân nhìn thấy mẫu thân khóc liền ngẩng người chân tay luống cuống hỏi nguyên soái tỉnh rồi một đám thị vệ xông tới nhìn thấy phụ thân bình yên vô sự đều cao giọng la lên người tụ tập ngày càng nhiều, thanh âm càng lớn, cuối cùng toàn thành đều sôi trào. Các tướng sĩ hưng phấn tung hô phụ thân lên không trung, nâng hắn đến tận phòng nghị sự. Dưới sự khuyên bảo của bá bá mọi người mới lưu luyến không thôi rời đi, bộ dáng hiện tại của phụ thân đã hoàn toàn thay đổi, thân hình cao lớn, khuôn mặt đã khác, làn da trơn bóng như ngọc, ngay cả một thân lông đen cũng không có, thần thái trên mặt ít nhiều dẫn theo một ít thần thành khí tức. Tóm lại, con gấu đen xấu này đã biến thành gấu bắc cực tuấn mỹ xinh đẹp nhìn thấy hắn như vậy lúc đầu mọi người ít nhiều còn không thích ứng kịp có điều mẫu thân là người cao hứng nhất lấy mắt thẩm mỹ của tinh linh mà nói như vậy mới là đẹp nhưng mà chân chính thay đổi là cơ thể của hắn trải qua vô số lần tu bổ của quan minh hệ ma lực cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến thành quan minh thể đấu khí trong cơ thể không chỉ có thể so được với da da mà còn thêm rất nhiều quan minh hệ ma lực bây giờ hắn thật sự có thể là một ma vũ song tu rồi nghe thấy mọi người báo cáo tình huống gần nhất hắn cơ hồ là nhảy dựng lên nói không được ta phải nhanh đuổi theo nếu không thì cái gì cũng bị xú tiểu tử kia đánh hết sạch mất chỉ có những lời này mới giống hắn dưới sự kiên trì của phụ thân hắn chỉ vẻn vẹn nghỉ ngơi đến hừng đông liền dẫn người xuất phát như bay mà mẫu thân đã không còn vướng bận rốt cuộc khôi phục lại bản sắc thương nhân mạnh mẽ vang dội điều động tất cả nhân viên tài vụ và kế toán cao cấp của thương hội tiến hành thanh lý sàng lọc những vật phẩm vận chuyển từ y tạp thành đến thanh long thành coi trọng thì để lại hoặc chuyển về lãnh địa của ta chứng mắt thì đăng ký sau đó vận chuyển về vương đô hiến cho quốc vương bệ hạ đồ vật này nọ thật sự nhiều lắm mỗi ngày xe ngựa như nước chảy ngay cả buổi tối thanh long thành cũng không có cơ hội đóng cửa mà theo rất nhiều xe vận chuyển bảo vật trang sức về đến vương đô làm cả đám cao tầng của đại hán bị oanh động. Đồ vật này nọ tuy chất lượng không cao lắm, nhưng dù sao cũng có một ít tinh phẩm, cũng không phải tất cả đều là đồ bỏ đi. Với cả, số lượng thật sự quá nhiều làm ánh mắt mọi người choáng váng, không từ mà biệt, chỉ riêng xe ngựa vận chuyển kim tệ mỗi ngày đều có hơn 10 cổ, mỗi cổ chở theo chừng 4 vạn kim tệ, một ngày gần 50 vạn, ai không sáng mắt đây, làm cho quốc vương quốc vương tới hỏng rồi, trái ngược với việc châm chọc ta như ngày xưa, giờ đây cả ngày đều dắt ở miệng một câu, thanh thiên nhà ta ra sao rồi, bần đạo nghe xong dân lên một trận ác hàng. Bần đạo không có một chút quan hệ gì với đồ bỏ đi như hắn A, tài phú cự đại liền kích thích nội tâm của các đại thế gia tại Đại Hán, về phương diện này rõ ràng ai ai cũng ham muốn, sau khi cấp cho quốc vương mấy thứ này, chính mình đã lưu lại chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Làm cho tứ đại gia tộc cùng vương tộc như muốn nổi điên lên, nhưng chính mình ỷ vào thanh long quân đoàn, người khác nếu muốn lao vào cũng không thể làm gì được. Vì thế, bọn họ đều thỉnh cầu muốn đi tiền tuyến tham chiến, đều nhanh chóng cuốn lấy gia gia ta. Nhưng mà nơi đây thật sự ít người sao, Thanh Long quân đoàn gồm có 30 vạn kỵ binh, bộ binh lại hơn 60 vạn, ta còn chiêu mộ thêm một số nô lệ đi tòng quân, nơi này thật sự quá lớn còn không ít người chưa đến, còn có 20 vạn vương gia quân cận vệ do đường ca của ta xuất lĩnh, cùng với 10 vạn quân lan sắc thiểm điện quân đoàn do ni cổ lạp tư thống lĩnh, hiện tại tổng binh lực của ta đạt tới con số kinh người 120 vạn. Cứ như vậy, ta vì phòng quân tạp đặt phản công bất cứ lúc nào, nên còn không ít binh lực tinh nhuệ thanh long quân đoàn, được tướng sĩ thanh long quân đoàn kích thích, công tác cho lần mộ binh này quả thực rất thuận lợi, cơ hồ muốn cướp phá binh cơ. Ai bảo sự đãi ngộ của ta hiện giờ rất cao. Hiện tại tiền lương bình thường của binh lính Thanh Long quân đoàn đều tính bằng kim tệ, mà qua một năm sau lại nhiều hơn. Đại đội lập công tại Lưu Hoa Hà đã được vinh danh, nhận được 100 kim tệ tiền thưởng. Mặt khác, lúc xét nhà của đám đại phú mỗi người cũng được chia phần ít nhiều, mỗi lần xét nhà còn có thêm khoản trợ cấp kha khá, qua một nhà có thể có hơn vài năm tiền lương. Điểm đặc biệt nhất là không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Cuộc chiến này qua đi, Mọi người trên đại lục đều công nhận Bản Đạo gia là tướng lãnh tối cường nhất, ngay cả thất công chúa nghe đến cũng ảm đạm thất sắc. Đi theo ta, đại biểu rằng không chỉ có tiền tài và quân công, từ khi bắt sống Ni cổ Lạp Tư, cho đến giải cứu Long Thanh Vân, lại đến tiêu diệt Xà vẫn quân đoàn, cuối cùng chớp nhoáng thu phục 13 hành tỉnh của tạp đặc, một loạt chiến tích huy hoàng đã minh chứng cho điểm này, mấy vị thủ lĩnh không người nào là không tin tưởng Thanh Long bọn họ hăng hái tòng quân chính là chứng cứ rõ ràng nhất là tín nhiệm ta. Vào ngày 15 tháng 4, sau khi trải qua một loạt cò kè mặt cả, rốt cục phụ thân tháp tháp á khắc xuất lĩnh bộ tộc khố cập A Nha hướng ta thần phục, tạp đạp nhĩ thành rốt cục cũng bình an rơi vào trên tay ta. Ba sư đoàn của ta chính thức tiến vào tiếp quản phòng ngự ở bên trong thành, mà ta đến ngày 18 mới vào thành, tại cửa thành, bần đạo đã được hoan nghênh nhiệt liệt, tự thân thành chủ tạp đạp nhĩ thành là phụ thân tháp tháp á khắc, cách lạp nạp ra nên đón ta, thần tình của lão tiểu tử này gian thấy rõ, khi khuôn mặt cười rộ lên thật sự không thể gian hơn nữa. Bần đạo nhìn thấy liền nổi lên một trận ghê tởm, sau khi thật vất vả làm xong cái xã giao vô nghĩa, cuối cùng bần đạo cũng đã chính thức tiếp nhận đại thành này, kỳ thật nơi này ta đã tới một lần, lúc đi thánh đô cũng có đi ngang qua, ta thật sự hâm mộ không thôi, lúc ấy quyết tâm muốn có được nó không ngờ tới hiện tại cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện sau khi tiếp nhận xong chính là mở tiệc yến hội lại nghe lời chúc tụng giả dối đến chán phèo đều là những thứ mà bần đạo rất phản cảm cho dù cách lạp nạp xuất ra những chiêu đãi tốt nhất nhưng vẫn như cũ không có thể làm cho bần đạo vui lên trong lòng cách lạp nạp liền sốt ruột nếu không làm ta vừa lòng lúc trở về ngủ tâm tình hắn cũng không an ổn đại nhân lần này ngài đến cái địa phương nhỏ nho này mà chúng tôi lại không có cái gì tốt để chiêu đãi ngài, nhưng mà rất đúng dịp a, à, trước khi ngài đến, ta chiếm được một tuyệt thế trân bảo, cái này rõ ràng là được trời cao an bài, phụ tá của ta sẽ mang nàng đến kính dân lên ngài, cách lạp nạp a du nói, úc nói như thế nào cũng là vừa mới tới, nếu không cấp cho hắn chút mặt mũi quả thực thái quá. Bất đắc dĩ, bần đạo làm ra vẻ cao hứng nói, là gì vậy, đại nhân, cái trân bảo này không phải là nhỏ a, à, danh khí của nàng người người ở trên đại đều biết đến. Cách lạp nạp nhìn thấy bộ dáng của ta hứng thú như vậy, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang. Chỉ thấy vẻ mặt của hắn hớn hở hẳn lên, nói, chỉ cần chư vị ngồi đây nói chưa từng nghe qua đại danh của nàng, cách lạp nạp ta nguyện ý tự sát để tạ tội. Nhanh nhanh lấy ra đi. Mọi người đều ồn ào lên, đặc biệt là mấy vị quân đoàn trưởng của ta rất nhiệt náo a à, thúc tổ cùng tạp la chỉ vẻn vẹn mỉm cười mà thôi cái bảo vật này ta chỉ có một mình đại nhân xem mà thôi cách lạp nạp thừa nước đục thả câu nói ặt ngươi thổi phồng quá mức đó ta cũng không tin bảo vật có bảo mà tất cả mọi người ở đây không biết sư đoàn trưởng đệ nhất sư đoàn tạp ba đặt ồn ào nói mặc dù không thế mang ra cho mọi người cùng xem chẳng qua tên của nàng ta có thể nói cho mọi người cùng biết cách lạp nạp cười nói mời mọi nghe xem có phải đã từng nghe qua chưa nha được được nói ra xem nào mọi người cùng hét lên tên của bảo vật này chính là cách lạp nạp nói tới đây liền dừng lại lúc hắn chờ động tác của tất cả mọi người ngừng hẳn mới lên tiếng nói tiếp hương hương công chúa yên tĩnh mọi người trong đại sảnh bị câu nói của hắn làm cho chấn trụ đại danh hương hương công chúa đến kẻ điếc cũng nghe qua danh khí quá sức lớn Tiếp sau đó là một trận gào thét lên, kêu nàng ra đi, bằng không ngươi chính là nói bậy, tất cả mọi người đều đỏ mặt tía tai rống lớn kêu lên, còn có đập đập bàn, có thể nói thanh thế quá lớn a. À, bất cứ nơi nào cũng có người biết đến Hương Hương công chúa. Nói đến nàng, trước hết nói đến 10 đại mỹ nữ ở trên đại lục, mặc dù nói thập đại mỹ nữ không phân theo thứ tự gì, dù sao chỉ có 10 người mà thôi, quá ít để phân chia cao thấp, dựa theo bài danh gần đây nhất hoàn toàn xứng đáng đặt song song lên hàng đệ nhất có đến ba người tiên nhã tại nghi thức tuyển chọn thánh nữ và đăng cơ biểu hiện ra khí chất thần thánh cùng với dáng vẻ phong độ tao nhã động lòng người không thể không tranh luận một cái danh ngạch bởi vì nàng chưa bao giờ trang điểm qua nên nàng lấy khí chất thánh khiết cao quý mà thủ thắng tất cả mọi người nhìn nàng không khỏi không tự ti xấu hổ tự nhiên sinh ra muốn quỳ xuống cúng bái cho nên mọi người cũng xem nàng như thiên sứ buông xuống vô hoa thánh nữ một vị khác là nữ nhi của thừa tướng Hoắc Phúc Đế quốc, tên gọi là Âu Dương Nhược Lan, nàng trời sinh đoan trang, trí tuệ hơn người, sách đọc vạn cuốn, được xưng là không gì không biết, mà nàng cũng từng mấy lần trợ giúp phụ thân nàng giải quyết chuyện đại sự của triều đình, trên đại sự quân quốc có nhiều lý giải độc đáo, làm cho rất nhiều lão nhân cũng cảm thấy mặc cảm, nếu không phải thân thể từ nhỏ của nàng yếu nhược và bệnh nặng, cũng đã có thể đặt cách đảm nhận chức quan. Học thức của nàng hết sức quyên bác, thêm vào đó là phong cách xử thế quý phái rất được hoàng đế hoắc phúc yêu thích mà hoàng đế hoắc phúc đối với nàng rất sủng ái nhưng lại không tuyển nàng làm phi tử mà lấy lễ nữ nhi mà đối xử cũng không thu nhận nàng làm nghĩa nữ vì muốn tạo cơ hội cho đám hoàng tử hắn không chỉ nói qua một lần có được nhược lan có được thiên hạ vì thế cơ hồ mỗi ngày mười mấy hoàng tử của hắn đều chạy đến nhà nàng ở luôn trong nhà không chịu về nhược lan nói ai có thể trị được bệnh cho ta Người đó chính là phu tế, vì thế, tất cả danh y trên đại lục đều được mời đến Hoắc Phúc đế quốc, Hồng y giáo chủ nghe tin cũng đến nhưng đáng tiếc không một ai được việc, ngay cả giáo hoàng cũng đã xem qua và cũng là một cái lắc đầu cho qua. Lúc này vị tiểu cô nương chỉ mới 16 tuổi, mà có vài vị danh y nổi tiếng nhất đều phán rằng nàng không sống được qua tuổi 20. Hiện tại, Hoắc Phúc đế quốc đang treo giải thưởng, phong đại công tước, lãnh địa vạn mẫu, kim tệ trăm vạn trí tuệ của nàng được xem là vô song vẻ đẹp làm động lòng người vị cuối cùng chính là hương hương công chúa này đây kỳ thật nàng không phải là công chúa chân chính phụ thân của nàng là bá chủ trên thảo nguyên tiên hoa quân đoàn trưởng ngân hồ quân đoàn mãi mãi đề sở dĩ nàng được gọi là công chúa là vì nàng có một loại năng lực đặc thù độc đáo lúc nàng ca múa đến cao trào nhất thì tất cả hoa cỏ xanh tươi ở xung quanh đều vũ động theo tiết tấu của nàng lúc đầu mọi người tưởng đó là do gió lay động mà nên sau lại mới phát hiện ở trong phòng chỉ cần nàng cao hứng múa lên, thì tuyệt đối trăm hoa ở chung quanh sẽ có chút vũ động phụ họa theo. Hơn nữa, từ trên hoa tươi đó còn bay ra hương khí nồng đậm, phản phất như tấu nhạc theo điệu múa. Lúc này mọi người kinh ngạc ồ lên, đều bảo nàng là công chúa của các loài hoa, mà trên thân thể nàng lại phát ra hương thơm nồng nàng cho dù ở cách xa xa vẫn có thể ngửi được, nghe đồn mùi hương nồng nàng này ngửi hoài không chán, lúc đã thôi ca múa vẫn còn tiếng ngân nga lại có thể làm cho tinh thần tỉnh táo một cách lạ thường. Hơn nữa, tính cách của nàng hồn nhiên trong sáng, dung mạo lại là tuyệt thế vô song, ngay cả khi ma thú nhìn thấy nàng cũng không nở thương tổn, tự nhiên mà được tuyển người như vậy. Mọi người đều nói nàng là bách hoa công chúa tính tình đoan trang, nên dần dần trực tiếp kêu nàng là hương hương công chúa, mà tên của nàng gọi là nhị na phản nhi lại không có bao nhiêu người biết được nàng không ở trên tiên hoa thảo nguyên như thế nào lại chạy đến nơi này bần đạo tò mò hỏi hiện tại vị hương hương công chúa này người của địch nhân vì vậy bị cách lạp nạp bắt được lúc này mới mang tới dân hiến cho ta nên chẳng có gì là lạ nàng cũng không muốn lưu lại trên thảo nguyên nữa cho nên mới chạy đến nơi này tị nạn vừa đúng lúc tiện nghi cho tướng quân ngài a việc này chính là quan minh thần ban xuống lễ vật tốt nhất cho ngài thống soái vô địch cách lạp nạp a du theo ta nói bảo nàng ra đi tiểu tử nghe ca ca múa múa cũng tốt mà dưới sự thúc ép của mấy lão già đứng ngồi không yên này mà chuyện này đều do thúc tổ là người đứng đầu bày ra cái lão già gần đất xa trời rồi mà còn yêu sắc a à. thật sự đỡ không được một đám lão già đang đau khổ cầu xin và mấy chục hào nhân đều là vạn phu trưởng tướng lãnh của ta hơn nữa lại là trưởng bối của ta cũng không tốt khi làm mất mặt mũi của bọn họ đành phải nhìn cách lạp nạp nói thỉnh vị tiểu thư đó ra đi nhớ kỹ là thỉnh đó Ta sợ hắn vô lễ đối với vị tiểu cô nương kia, nên cố ý thêm vào một câu, "Tiểu tử, chưa từng gặp được người như thế hả?" "Bảo hộ cho tốt đi nha, một khi bước vào gia môn, còn có sủng ái cũng không biết chừng." Thúc Tổ đỉnh Đạt cười trêu, bần đạo buồn bực không nhìn trực tiếp luôn. Một lát sau, Cách Lạp Nạp mang theo một vị lục y tiểu công nương đi đến nơi này, lúc nàng chưa bước vào cửa thì chúng ta liền ngửi thấy một cổ hương thơm ngát đặc hữu của loài hoa cỏ xanh tươi lập tức tinh thần chấn động lên. Đợi cho tiểu cô nương này đi vào, dung mạo tuyệt đẹp của nàng đã thuyết phục được mọi người. Không khí tựa như ngừng lại, yên tĩnh một cách đáng sợ, trong lúc đó trên khuôn mặt trái xoan, đôi mi cong cong lên, trong đôi mắt lại ngập tràn nước mắt ngước nhìn mọi người, dáng người thước tha, tóc dài, khí chất hồn nhiên làm cho mọi người ngồi như trời trồng. Đại nhân, đại nhân, đại, đại nhân, cách lạp nạp kêu lên ba tiếng, lúc này ta mới quay đầu lại chuyện gì vậy ta vội vàng hỏi vị này chính là hương hương công chúa cách lạp nạp đắc ý nói ai bần đạo vội vàng nói tiểu thư chào ngươi mời ngồi nói xong chỉ chỗ ngồi ở bên cạnh không cả người nàng run run lên trong ánh mắt cũng đã ương ước nhưng nàng vẫn rất kiên quyết nhìn ta nói ta chỉ muốn biết ta hầu hạ ngươi ngươi liền thả ra tộc nhân của ta không bần đạo dâng lên một trận u mê ta là sơn tặc đại vương sao hay là một tên vô lương vô liêm sĩ làm sao lại nói ta như vậy thật sự buồn bực a à, tại hạ họ long kêu là long thanh thiên ngươi đã từng nghe nói qua sao bần đạo hỏi nghiêm túc ta biết ngươi ta nghe người trong tộc nói ngươi là người anh dũng tài ba nàng vừa run vừa nói nhưng mà ta nghĩ rằng ngươi là người xấu ngươi ngươi bức ép người khác khu khu nàng nói xong rốt cục cũng không nhịn được khóc trống lên nàng khóc đích thực như mưa như bão người nghe được liền thương tâm người nghe thấy liền rơi lệ nhưng lại làm cho ta rất buồn bực ngươi đừng khóc nữa ta nhanh nhạy nói long gia ta cho tới bây giờ đều là người đỉnh thiên lập địa sẽ không bức bách bất cứ kẻ nào đặc biệt là nữ nhân thật vậy chăng sau khi nàng nghe được lời của ta quả nhiên ngừng khóc đương nhiên ngươi cùng tộc nhân của ngươi chỉ cần nguyện ý tùy thời có thể rời đi ta cười nói nhưng mà hai quốc gia chúng ta đang đối địch nhau mà nguyên lai hương hương công chúa không có ngốc a à. long gia ta rất tự tin rằng thắng bất cứ địch nhân nào ở trên chiến trường nhưng chúng ta cũng chưa bao giờ lợi dụng ức hiếp người nhà của địch nhân để chiến thắng ngươi hiểu chưa bần đạo rất tự tin nhìn nàng nói ta hiểu được ngươi giống như người trong truyền thuyết là anh hùng chân chính rốt cục vị hương hương công chúa này cũng đối ta nhoẻn miệng cười rất xinh đẹp giống như trăm hoa đua nở sau đó nàng đưa ra lời thỉnh cầu hiện giờ ta có thể nhìn thấy tộc nhân của mình không mang mọi người tới cho nàng gặp mặt đi ta đối cách lạp nạp phân phó một câu vâng đại nhân cách lạp nạp không dám chậm trễ lập tức phân phó hạ nhân chỉ chốt lát sau mười mấy đại hán mặc trang phục thảo nguyên được dẫn đến ngay khi bọn họ nhìn thấy hương hương công chúa lập tức bước lên che chắn trước người nàng liền hỏi nàng cái này câu nọ hương hương công chúa nhất nhất kể lại một người tuổi còn trẻ bước lên nhìn ta nói ngươi thật sự muốn phóng thích chúng ta sao ân bần đạo hừ lạnh nói nên biết sau này tại trên chiến trường chúng ta sẽ chạm mặt nhau đó hắn không vui không mừng nhìn ta cao ngạo nói nam nhi đại thảo nguyên sẽ không vì mạng sống mà chịu khuất nhục nếu ngươi có yêu cầu khác gì đó thì có thể trực tiếp giết chúng ta đi chúng ta chấp nhận nguyên lai là một tên có lòng nhiệt huyết ngu ngốc bần đạo khinh thường nhìn hắn nói ngươi có biết ta là ai sao ngươi là người anh hùng tài ba long thanh thiên hắn giọng bất cần nói nam tử chúng ta dám vì nữ nhân của mình mà chết ha ha đã biết là ta mà còn nói lời vô nghĩa đó ta khinh tứ đại danh tướng trên đại lục đã có hai người thất bại dưới tay ta chiến lực của thú nhân quân đoàn thất công chúa được xưng là thiên hạ vô song không phải bị ta tàn sát sao còn có xà vẫn quân đoàn tạp đặt được xưng là đệ nhất quân tại trước mặt ta trong nháy mắt tan thành mây khói 13 hành tỉnh của tạp đặc ta chỉ dùng có 13 ngày liền hạ được. Hiện tại, hùng binh ở trong tay ta có hơn trăm vạn, còn có tướng lãnh thiện chiến quá ngàn người. Một cái bộ lạc nho nhỏ ở thảo nguyên của ngươi có thể xứng là địch thủ của ta sao? Thực lực của các hiện tại có thể so đo sao? Ta thả các ngươi về có khó khăn gì lắm sao? Hãy hỏi một số tướng quân của ta, có ai sợ các ngươi không? Sợ hắn mới là lạ, thiếu soái, ta muốn lập tức lĩnh xuất đi diệt bọn hắn bằng vào họ cũng xứng là địch thủ của thanh long thiết kỵ sao nói giỡn hoài các vị tướng quân lập tức dâng lên xúc động phẫn nộ cốt gã thanh niên kia cũng không giận cười nói thiếu soái các hạ quả nhiên anh hùng hào kiệt ta vì vừa rồi vũ nhục đến một vị anh hùng mà tỏ vẻ giải thích xin nhận ta một lễ của ta nói xong hắn thành tâm thi lễ đối với ta sau đó nói tiếp chỉ mong vào một ngày gần nhất chúng ta lại gặp nhau trên chiến trường bất quá nếu có một ngày như vậy Ta sẽ dụng hết thể nhiệt huyết cùng bầu đao đối với Ngài biểu đạt kính ý, tốt. Ta cũng như vậy, bần đạo cười ha hả nói, mời các ngươi trở về, trả lại tất cả vũ khí của bọn hắn, không được lưu lại bất cứ một vật gì, sau đó ta nhìn cách lạp nạp phân phó, đa tạ. Cáo từ, hắn xoay người dẫn đoàn người bước đi, chờ một chút, ca ca, ngữ khí của hương hương công chúa sợ là làm chết nhiều người rồi đây, a à hắn là nhi tử của quân đoàn trưởng ngân hồ quân đoàn mãi mãi đề cách lạp nạp kinh hô lên a à, hương hương công chúa cũng biết mình lỡ lời sợ tới mức đưa hai tay bụng lại cái miệng nhỏ nhắn của nàng trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt hối hận xúc động cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm ta và ca ca của nàng đúng vậy chính là ta hơn nữa là nhi tử độc nhất của gia phụ gã thanh niên bị nhận ra thân phận hoặc là không làm mà làm là làm đến cùng xoay người đối với ta nói các hạ chỉ cần bắt được ta cùng muội muội là có thể uy hiếp phụ thân ta hướng ngươi đầu hàng nhất thời trong không khí trong đại sảnh đột ngột biến đổi và có một ít sát khí được phát ra mấy vị sư đoàn trưởng muốn ám chỉ thủ hạ động thủ một cái cơ hội thật khó kiếm được làm bọn họ không khỏi động tâm một cái cơ hội làm cho đại quân mấy chục vạn người tan thành mây khói cơ hồ về sau ngân hồ quân đoàn chính là đối thủ của chúng ta lúc này lại bắt được hai người quả thực chính là không có chuyện tốt gì hơn chuyện này Ha ha, Bần Đạo ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Ngươi cũng quá xem nhẹ Long Thanh Thiên của ta rồi đó, ta sớm đã nói qua, nam tử Long gia ta sẽ không làm ra chuyện bắt người nhà để uy hiếp địch thủ, vinh dự của chúng ta là dựa vào chém giết ở trên chiến trường mà có được." Thả bọn hắn đi, Bần Đạo nhìn đối thủ trống giận nói: "Mấy bị sư đoàn trưởng nghe ta nói vậy liền một trận xấu hổ, ngồi yên không nhúc nhích, ta khâm phục ngươi, cả thanh niên kia đối ta thi lễ rồi nói." nếu đặt ta ở vị trí của các hạ bây giờ ta thừa nhận sẽ không độ lượng như vậy được đây là điểm ngươi không bằng ta đi nhanh đi bần đạo cười nói lát nữa trời sẽ tối thì không tốt lắm đi đi từ từ đã thương hương công chúa lúc này mới lên tiếng nhìn ta nói ngài là vị tướng quân xuất sắc nhất ta nghĩ dâng lên ngài một khúc ca múa xem như lời cảm tạ sự rộng lượng của ngài hy vọng ngài không nên chê cười nhận thì xấu hổ từ chối thì bất kính vậy làm phiền tiểu thư rồi, bần đạo cười ha hả nói, ánh trăng. Tiếng ca trong suốt duyên dáng vang lên, nương theo điệu múa của nàng là những hoa cỏ tự nhiên xung quanh chúng ta đây cũng nhẹ nhàng đông đưa theo tiết tấu của nàng, mà cùng lúc một cổ hương khí nồng đậm tự hồ cùng với giai điệu của nàng lúc đứt quãng lúc liền mạch, lúc nhàn nhạt lúc nồng đậm, điệu ca múa đó làm nàng thêm xinh đẹp thoát tục, làm mấy vị phàm phu tục tử chung quanh đây cũng phiêu phiêu như lọt vào tiên cảnh bồng lai tựa như những thứ dơ bẩn và tinh thần trên thân thể được tẩy rửa đi thật sự là một loại hưởng thụ vô cùng khoan khoái tiễn đưa hương hương công chúa xinh đẹp thoát phàm xong làm cho những người ngồi nơi đây vẫn đang còn hào hứng tuy tại trong phủ đệ thành chủ cũng có ca nữ không tồi nhưng đó là so với người khác thôi trước tiếng ca của hương hương công chúa làm cho hoa dung của những nữ nhân này thất sắc ảm đạm các nàng như ngôi sao nhỏ đặt bên cạnh thái dương tìm kiếm cẩn thận cũng không nhìn thấy nó ở đâu cho nên tất cả những phiền muộn của chúng ta cũng đều nhanh chóng biến mất. Dáng vẻ tức giận của thúc tổ nhìn chằm chằm vào ta, sau cùng khẩu khí của hắn cực kỳ bất mãn nói, "Ngươi là tên ngu ngốc. Ngươi không cần thì tặng cho ta cũng được mà, đây chính là mỹ nữ cao cấp nhất trên đại lục đó. Ngươi, ngươi cứ như vậy thả đi sao?" Liền đó đột nhiên có chút ngộ ra cái gì đó nói, chẳng lẽ nói ngươi bất lực, ta thật sự choáng váng. Bần đạo vì buồn bực mà chết a. À? Nếu hiện tại linh lực đã khôi phục hết toàn bộ, hơn nữa hắn vẫn không phải là trưởng bối. Ta, ta, nhưng mà hiện tại, ta một mực nhẫn nhịn, ta đem nguyên lời này báo cho Gia Gia biết nha, bần đạo hung tợn nói, đương nhiên. Ta sẽ thay ngươi biến không thành có, ngươi xem khi hắn nghe xong, liền đi tìm ngài bàn luận thiên địa kiếm thuật nha, mười ngày hay nửa tháng gì đó, tiểu tử, ngươi quá độc ác nha. Thúc tổ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhanh nhạy đối ta chịu tội nói, là ta sai lầm rồi, ngươi thật sự muốn sắp đặt ta sao, hắn không đánh chết kiếp ta thì không thể dừng, lão già như ta đây còn dành chút sức lực để giúp ngươi nữa chứ, hắc hắc. Cũng không tin hắn không phục. Vì ta đã sớm hỏi thăm qua, hai vị huynh đệ này lúc còn trai trẻ nhận được đại ngộ không đồng nhất, gia gia tuổi lớn hơn, bổn sự cao hơn, nên luôn luôn quản giáo vị thân đệ đệ này, hơn nữa nghe nói năm đó thúc tổ là người chủ mưu vụ trộm cướp, nhưng mà nguyên nhân bên trong đó chắc là nghiêm trọng lắm đây, bằng không sẽ không bị đuổi ra khỏi gia môn, cũng không khiến cho gia gia đánh một cách tàn nhẫn như vậy được. Vì thế, mà thúc tổ dần già dưỡng thành thói quen. Hắn sợ gia gia ta như chuột sợ mèo vậy, hiện tại ta ở trong cảm nhận của gia gia là cục cưng siêu cấp. Tuyệt đối nói cái gì hắn cũng tin tưởng vạn phần, chỉ cần ta xúi dục, phỏng chừng gia gia sẽ đánh cho thúc tổ cho bán thân bất toại cũng không thành vấn đề thúc tổ đáng thương này không còn cách nào khác ngoài chạy trốn mất dạng, hiện tại hai người con trai của hắn đều ở trên tay chúng ta. Hắc hắc! Sửa trị hắn thật sự rất đơn giản mà, hừ hừ, bần đạo cười gian nói, sau này thúc tổ đại nhân phải chú ý đó. Thận phận hiện tại của người chỉ là quản gia mà thôi, hắc hắc. Thúc tổ gượng cười, nói, đúng đúng. Kỳ thật ta nghĩ không thừa cơ hội này bắt bọn họ, uy hiếp đến ngân hồ quân đoàn quả thực có chút đáng tiếc hơn nữa ta thấy tiểu tử ngươi là người đầy bụng gian trá mà còn có ra vẻ là loại người quan minh chính đại anh hùng hào kiệt nữa cơ chứ hắn còn biết tìm một cái lý do chính đáng nhất ha ha bần đạo đột nhiên cười ha hả nói xem ra ngài thật không hổ là lão cáo già lập tức nhìn ra ta thả bọn họ đi đích thật còn có ý đồ khác hắc hắc nói như thế nào ta cũng là thiên hạ đệ nhất sát thủ mà Ta sao so với đám thủ hạ ngu ngốc của ngươi được, thúc tổ đắc ý nói, nhưng thật ra ngươi nói với ta, hôm nay ngươi rốt cuộc có cái mưu đồ gì, để cho bọn họ thoải mái đi như vậy a? À? Ai? Bần đạo cười gian nói, hôm nay người cũng đã thấy tên tiểu tử trên thảo nguyên này rồi chứ, tất cả bọn họ đều là người thà gãy chứ không muốn công, nếu sau khi ta bắt được bọn họ, lão cha hắn sẽ không khuất phục, ngược lại làm ra quyết tâm đối với chúng ta. Ngài nói có đúng không? không sai thúc tổ lâm vào trầm tư một lúc rồi nói lấy việc ta từng đánh với bọn họ mà nhìn quả thật bọn họ sẽ làm như vậy nhưng mà chúng ta có bọn họ ở trong tay bọn họ ít nhiều cũng có điều cố kỵ lại nói không phải là một mỹ nữ sao mà ngươi lại thả bọn họ có cái rắm chỗ tốt nào đâu ha hả ta khinh thường nói nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận cái này có rất nhiều chỗ tốt đó út nói đi nói đi thúc tổ vội vàng hỏi thứ nhất những người này đại đa số đều là hán tử trọng tình trọng nghĩa ta cho bọn họ một cái nhân tình tất bọn họ không nói ra ngoài miệng nhưng trong tâm lại cảm kích không ít ít nhất sau này ở thời điểm cùng chúng ta chiến đấu cũng có thể lưu giữ vài phần tình cảm a nếu bắt nghi tử của hắn lập tức tình huống không giống nhau mà còn cừu hận lớn nữa bọn họ có thể bột phát ra vài lần sức chiến đấu so với lúc bình thường không phải chúng ta tự mình đi tìm phiền toái sao ta cười cười giải thích ân có lý, thúc tổ nói, còn nữa đâu, thứ hai, là trọng yếu hơn một chút. Ta lợi dụng cảm giác nghi kỵ lẫn nhau của bọn họ, bần đạo thấy bộ dáng thúc tổ không hiểu lắm, đành phải nói tiếp, hương hương công chúa chạy tới đây là vì tránh né sứ giả cầu hôn của nhị vương tử tạp đặt, năm nay nhị vương tử đã là 40 tuổi rồi, bộ dáng so với con heo còn khó coi hơn, danh dự lại bừa bãi, ai nguyện ý giả cho tên rác rưởi đó chứ, việc đó đâu có quan hệ gì đến chúng ta nào thúc tổ vẫn như cũ khó hiểu hỏi quan hệ nhiều lắm chứ bần đạo bất đắc dĩ giải thích hiện tại sứ giả của nhị vương tử đang ở ngân hồ quân đoàn bọn họ sớm đã biết tin tức bị ta vây ở nơi này nói vậy dĩ nhiên cũng đã biết tin là rơi vào trong tay ta sự tình lớn như vậy làm sao bọn họ không biết cho được thúc tổ nói như vậy bọn họ sẽ chứng kiến hương hương công chúa và nhi tử độc nhất của quân đoàn trưởng đột nhiên bình an vô sự trở về thì nghĩ như thế nào đâu Bần đạo cười ha hả nói: "Nhất định Ngân Hồ quân đoàn đã thông đồng với Đại Hán, bằng không dù là ai đi nữa khi bắt được Huynh muội Hương Hương công chúa cũng không có khả năng phóng thích một cách dễ dàng như vậy được, cái này nếu bên trong không có yêu mị thì ai tin được." Nhãn Tình thúc tổ sáng lên, cao hứng hô: "Tiểu tử là ngươi châm ngòi nổ quan hệ giữa Ngân Hồ quân đoàn và Tạp Đạt, hơn nữa Hương Hương công chúa trở về một cách bình an, tất nhiên Vương thất Tạp Đạt có hoài nghi rồi, không bọn họ nhất định cho rằng ngân hồ quân đoàn cấu kết với đại hán là chuyện có thật hắc hắc bần đạo cười cười đắc ý ta đã nói rồi tiểu tư ngươi có một bụng ý nghĩ xấu xa mà còn làm ra vẻ ta đây là người nhân từ thúc tổ trung đùi đắc ý nói trời ạ à, sao lại đánh giá ta như vậy cà thực không nên nói ra chân tướng cho lão già này nghe bần đạo một bụng hối hận đứt ruột ta thề rằng từ nay về sau sẽ nói sự thật cho tên giáo hoàng vô liêm sĩ kia biết mà thôi, chứ không bao giờ nói thật cho thúc tổ biết. Người này rất không biết phân biệt, có lẽ là vận may của bần đạo đã hết, mà cũng có lẽ bần đạo gặp xui xẻo, và có lẽ đi đêm nhiều lắm nên rốt cục cũng gặp được ma quỷ chăng. Sáng sớm ngày hôm sau, bần đạo nhận được tin tức mới nhất từ vương thất tạp đặc truyền đến, huy hoàng hổ vương Tây Tư Nhĩ tạp đặc thân vương tái xuất giang hồ, chấp trưởng bội kiếm nguyên soái nắm binh mã toàn cả nước toàn quyền phục trách chiến tranh đối với đại hán nghe được tin tức này đầu óc bần đạo phát ra một trận mộng mị cái này thật sự ra ngoài dự kiến của ta ta vốn tưởng rằng nhân vật lĩnh quân chính là quân đoàn trưởng thiết bích quân đoàn mông đại nhĩ hoặc là vị thừa kế duy nhất vương vị tạp đặt là nhị vương tử thậm chí là quốc vương tạp đặt ngự giá thân chinh là ta đã nghĩ qua nhưng lại duy nhất không nghĩ tới nhân vật lĩnh quân lại là hắn huy hoàng hổ vương tây tư nhĩ tạp đặt thân vương hắn không phải bị tạp đặt quốc vương canh phòng nghiêm ngặt sao như thế nào cho hắn nắm binh quyền chẳng lẽ nói tạp đặt quốc vương sẽ không sợ hắn soái vị sao thật sự làm bần đạo nghĩ mấy cũng không hiểu có thể nói tại tạp đặt có người làm cho ta cố kỵ chính là vị thân vương cắt hạ này đây là đại danh tướng huy hoàng nhất một thời ở trên đại lục danh khí của hắn tuyệt đối không dưới tứ đại danh tướng nếu sau này hắn không gác kiếm bài trong tứ đại danh tướng cũng sẽ có tên của hắn ta từng chuyên môn tìm kiếm một chút điển tích chiến trận điển hình của hắn mà nghiên cứu, và cùng với Ni Cổ Lạc Tư và phụ thân cùng nhau đàm luận qua hắn, nên đối với hắn tương đối hiểu biết, phụ thân lúc còn tại Thánh Quang Ma Vũ học viện cao cấp từng có hai người bạn thân, vô cùng thân, thậm chí có thể nói là bạn tri kỷ sinh tử A. Lúc ấy bọn họ đều là đệ tử tối xuất sắc nhất ở học viện, lại thường xuyên cùng ở một chỗ. Được người ta gọi là thiết tam giác, trong ba người, Phụ thân là người có vũ kỹ cường đại nhất. Hắn lúc ấy ở thời điểm năm thứ năm trở thành vô địch trong học viện, được xưng là thiên tài võ học kiệt xuất nhất trong lịch sử của học viện. Ni của Lạp Tư là chiến lược gia ở trong Thiết Tam Giác. Tại trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hắn ở khoa diễn luyện học viện quân sự tuyệt đối là đệ nhất. Hơn nữa ngay cả lão sư khoa này cũng không phải là đối thủ của hắn. Có thể nói, lúc hắn còn chưa có tốt nghiệp, danh của hắn cũng đã truyền ra hải ngoại lúc đó, mọi người dự cảm đến một tuyệt thế danh tướng sắp sinh ra. Tam đại đế quốc từng trực tiếp phóng xuất tước vị bá tước, thăng cấp lên sư đoàn trưởng làm điều kiện mời chào hắn. Nhưng mà hắn lại dứt khoát trở về nước. Bắt đầu từ chức vị nghìn đoàn trưởng mà tiến lên. Sau 10 năm, hắn làm thống soái lan sắc thiểm điện quân đoàn liệt vào danh sách người đứng đầu trong tứ đại danh tướng trên đại lục. Hơn nữa danh hiệu đệ nhất cũng không có ai dị luận, ba người khác cũng là tâm phục khẩu phục nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha